Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 86. Người sớm biết mộng chi đảo có hồng hoang chi thể, mưa bụi truyền âm hỏi thăm. Nói xong, nàng còn đem một cái kỳ dị tiểu khóa đồng nhét vào trong tay Triệu Bân. Ta, cũng là trong lúc vô tình biết được. Triệu Bân cầm tiểu khóa, lật qua lật lại xem đi xem lại. Đây là một cái ly kỳ đồ chơi, cầm trong tay có ôn lương chi ý. Mà đồng dạng tiểu khóa, mưa bụi trong tay cũng có một cái, xem bộ dáng là một đôi. Người cùng sư thúc, có gì giao dịch? Mưa bụi lại hỏi. Thiên cơ bất khả lộ, Triệu Bân còn tại nghiên cứu tiểu khóa. Hồng hoang thân thể phụ thân là ai? Cái này, người phải hỏi người ra sư thúc. Triệu Bân thần sắc thâm trầm, theo con mắt còn liếc mắt nhìn mộng tiên. Mưa bụi thì hít sâu một hơi, có thể tạo ra một mạch hồng hoang thể, kim bảo bảo phụ thân, nên cái kinh thiên vĩ địa người, tam lưu tiểu nhân vật, cũng bắt không được nhà nàng sư thúc a. Hai người đều yên tĩnh tâm nhắm mắt, riêng phần mình khoanh chân ngồi đối diện. Mà hai cái tiểu khóa đồng, thì treo ở trong bọn hắn. Ông! Vĩnh Hằng Vương tọa một tiếng ông rung động, trên đó bí văn tất cả biến tươi sống. Hai người chỉ cảm thấy, bị một cỗ mênh mông chi lực bao phủ, như liệt diễm thiêu đốt. Tự đứng ngoài đi xem, lại là một phen khác cảnh tượng, Vĩnh Sinh Vương tọa ong ong thẳng run, vùng thế giới kia đều sấm sét vang dội, mà rộng rãi bàng bạc Vĩnh Sinh chi lực, thì như từng mảnh nhỏ sóng biển, lần lượt đem hai người nuốt hết, cuốn sạch lấy lôi cùng điện, giống như là thủy triều tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Ngô! Hai người kêu rên, đều đau đắng không chịu nổi. Đau thì đau một chút, nhưng tạo hóa vô hạn. Vô luận Triệu Bân vẫn là mưa bụi, đều tại được sống mãi chi lực tích tắc này, cường thế thuế biến, thân thể bị rèn luyện, nguyên thần thì bị rèn luyện, ngay cả bản nguyên cũng bị giao phó sức mạnh thần kỳ. Trong cơn mông lung, hai người đều rất giống trông thấy một đạo vĩ ngạn bóng người. Hắn như một tòa tấm bia to, đứng ở tuế nguyệt phần cuối, có cửu đỉnh vần quanh. Hai người đều biết, đó là cửu đỉnh chí tôn, là một cái cổ lão thần thoại. Thần minh quà tặng, bọn hắn đủ số dung nạp, rót vào thể nội vĩnh sinh chi lực, đều bị cực điểm luyện tại thể phách, không chỉ là làm chất dinh dưỡng, vẫn là thuế biến chi cội nguồn, mỗi một sợi sức mạnh, đều biết một đạo bất diệt lạc ấn, năm nào trở thành dấu vết của đạo, vì minh mông hành trình góp một viên gạch. Mộng tiên từng có một cái chớp mắt trách mắt, hiếm thấy một vẻ ôn nhu nụ cười. Truyền thừa lâu đời vĩnh sinh chi lực, hôm nay cuối cùng là thuộc về hậu bối. Từ hôm nay trở đi, cái kia hai cái bé con đều biết nhiễm lên bất tử màu sắc, có thể hay không phong thần nàng không biết, nhưng tuyệt đối có thể chờ chết rất nhiều người, treo vĩnh sinh hai chữ, cũng không phải bầy nhìn. Cuối cùng liếc mắt nhìn, nàng mới chuyên chú mặc thiên ban chỉ. Nàng con mắt có khẩn cầu, mong đợi thần minh pháp tắc hiển hóa thế gian. Tiếc nuối là, mặc thiên ban chỉ đến nay cũng không có nửa điểm khác thường. Huyết. Mộng tiên vô kế khả thi lúc, đột có một chữ truyền đến. Mộng tiên lại trách mắt, nhìn vẫn là Triệu Bân, lại tập trung vào Triệu Bân tử phủ, tuyệt sẽ không nghe lầm, vừa mới cái chữ kia, liền truyền lại từ Triệu Bân tử phủ, truyền lại từ cái kia cường đại kiếm tu. Nàng hình như có đốn ngộ, lấy kim bảo bảo một giọt máu, sáp nhập vào trong nhẫn. Lần này, mặc thiên ban chỉ cuối cùng là rung rung, có huyền dị chi khí tùy ý tung bay. Sau đó, chính là giống như ngầm phát hiện pháp tắc, tựa như từng sợi tiên huy rủ xuống tràn, đã rơi vào kim trong cơ thể của bảo bảo, vốn là kim lắc lư hồng hoang thể, lại bị phủ một tầng sán sán chi quang. Mẫu thân, đây là cái gì? Tiểu gia hỏa nằm cái kia không nhúc nhích tí nào, lại toàn cảnh là mới lạ. Tiên huy thật ấm áp, để cho hắn nhịn không được đưa tay ôm tia sáng. Thần nhi, vận chuyển tâm quyết, mộng tiên vội vàng hoàng đạo. Kim bảo bảo rất ngoan ngoãn, mặc niệm vạn pháp trường sinh quyết. Mặc thiên ban chỉ ông một tiếng rung động, rủ xuống không còn là từng sợi tiên huy, mà là như là thác nước tiên quang, hữu hóa mục nát thành thần kỳ vĩ lực, lại cùng trường sinh quyết thành cộng minh. Ngô, tiểu gia hỏa kêu đau một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều đau đớn sắc. Đây chỉ là tạm thời gian lâu dài liền lại chậm rãi tiêu tan. Khép lại. Mộng tiên kích động không thôi, có thể nhìn xuyên kim bảo bảo nguyên thần. Nhìn nguyên thần bên trên vết rách, đang từng chút một khép lại. Đạo quân không có lừa nàng, vạn pháp trường sinh quyết phối hợp thần minh pháp tắc, thật có thể trị đạo thương. Đa tạ đạo hữu. Mộng tiên câu này lời cảm kích, là đối với kiếm thánh nói. Nếu không phải cao nhân chỉ điểm, nàng cũng chịu không xuất thần minh pháp tắc. Dưới ánh trăng mộng chi đảo,
che một tầng khăn che mặt bí ẩn. Chưa có người chạy ở đây tản bộ, bởi vì rất có thể lạc đường. Ngoài đảo một tòa đá ngầm, lớn mập tiên cùng lão thần côn một trái một phải ngồi xổm có phần chỉnh tề, người đều không cho vào cửa, cũng không phải ở bên ngoài chờ đi. Tốt xấu là đỉnh phong tiên vương, quả thực thật mất mặt. Mộng tiên sẽ không đem Triệu Bân cái kia đi. Lão thần côn cất tay, nói một mặt thâm trầm. Nghe không giống, lớn mập tiên lỗ tai thụ thẳng lăng lăng, thính lực không là bình thường dễ dùng, không nghe thấy mộng tiên có gì động tĩnh, ngược lại là nghe thấy đạo gia thánh nữ, từng tiếng than nhẹ. Trừ này, còn có Triệu Bân thở mạnh âm thanh. Không hổ là đại tiên, một khi não động mở rộng, đó chính là một bộ phim hành động tình cảm. Ngô, đang khi nói chuyện, mưa bụi lại là một tiếng than nhẹ. Mà đối diện Triệu Bân, nhưng là khí tức nặng nề. Vĩnh sinh chi lực quá bá đạo, không đau mới là lạ lạc. Răng rắc, không biết cái nào trong nháy mắt, âm vang tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên. Đến gần nhìn lên, mới biết vĩnh sinh vương tọa sụp đổ lại mở một vết nứt. Phía sau chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, vết rách một đạo tiếp một đạo. Đối với cái này, hai người đều lòng biết rõ, vĩnh sinh vương tọa bịt lại vĩnh sinh chi lực, bây giờ vĩnh sinh chi lực một phân thành hai, rót vào trong cơ thể của bọn họ, vương tọa từ cũng mất ý nghĩa tồn tại. Phanh! Cùng với một tiếng oanh minh, vĩnh hằng vương tọa trong khoảnh khắc ầm vang nổ tung. Triệu Bân cùng mưa bụi thì thể phách nở rộ tia sáng, khí huyết bành trướng như biển. Vĩnh sinh chi lực tạo hóa, cuối cùng là bước vào hồi cuối. Hai người không mở con mắt, còn tại đang khoanh chân lắng đọng lực lượng. Đi xem tế đàn bên kia, nhưng là dị sắc dâng lên, hồng hoang thể pháp tác đạo thương, mỗi khép lại một phần, hắn tan tành dị tượng, liền sẽ xen lẫn một mảnh, lại thường bản cổ lão đạo âm. Mộng tiên đã sớm chuẩn bị, làm mộng đạo cấm chế, để che đậy dị tượng cùng đạo âm, tiết kiệm làm loạn người chạy tới quấy rối. Nhưng nàng, vẫn là xem thường lớn mập tiên. Cái kia tai to mặt lớn tiên vương, đã đạp tay nâng thân, hai mắt hơi híp nhìn mộng chi đảo, mặc dù thấy không rõ mộng cảnh. Lại có thể nghe đạo âm, không phải xuất từ mộng tiên, cũng không phải Triệu Bân cùng mưa bụi, thật là một loại nghịch thiên huyết thống, kèm theo lạc ấn, cũng hoặc là tiền bối truyền thừa xuống nội tình, chỉ có điều, lấy đạo âm phương thức lộ ra, thật vừa đúng lúc, bị hắn nghe thấy được. Ngọa hổ tàng long a, lớn mập tiên một tiếng lẩm bẩm ngữ, có phần muốn đi vào nhìn một chút, đến tột cùng là gì cái huyết mạch, có thể khuấy động ra cổ lão như thế, bất phàm như thế đạo thanh âm. Có người tới. Lão thần côn cũng đứng lên. Lớn mập tiên thu thần, trách mắt nhìn phía chân trời. Vào mảnh này biển cả lúc, hai người đều từng lưu lại nhìn lén cấm chế, đích xác có người đi vào rồi. Chờ ta nhìn một chút. Lão thần côn một cái chớp mắt nhắm mắt, lại thông suốt đóng mở. Lớn mập tiên thủ đoạn cũng không tục, mi tâm lại mở đệ tam con mắt. Nhìn qua, mới biết là một cái hắc bào nhân, rõ ràng có máu có thịt, lại giống một đạo hồn phách. Khi thì vặn vẹo không chịu nổi, có lẽ là khoảng cách quá xa, cũng hoặc đối phương có bí pháp che lấp, nhìn không thấu tôn vinh. Thật quỷ quyệt thân pháp, lão thần côn một tiếng sợ hãi thán phục. Chạy mộng chi đảo tới, lớn mập tiên nói, ẩn vào hắc ám. Lão thần côn cũng trơn chu thu thần thông, giấu vào không gian. Không lâu, thì thấy một cái hắc bào nhân buông xuống phiến thiên địa này. Hắn như u linh, cơ thể khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, khi thì bình thường. Lại khi thì vặn vẹo, đáng sợ nhất chính là hắn con mắt, càng là không có con mắt, toàn bộ chính là hai lỗ thủng đen. Ngươi, lại vẫn sống sót. Mộng chi trong đảo, truyền ra mộng tiên lời nói. Đây là địa bàn của nàng, toàn bộ biển cả đều hiện đầy mộng đạo cấm chế, đa số nhìn lén chi pháp, tương tự với chạm gác ngầm, lớn mập tiên cùng lão thần côn có thể phát giác, nàng cũng giống vậy, lại nhìn rõ ràng hơn. Bằng ngươi, vẫn không giết được bản tôn. Hắc bào nhân u cười. Giống như ma chú thanh âm, vô hạn vang vọng càn khôn. Đánh giá thấp ngươi, mộng tiên thản nhiên nói. Giao ra cái kia bé con, tha cho ngươi khỏi chết. Hắc bào nhân một lời băng lãnh cô quạnh. Hàng này, thật to lớn khẩu khí a. Âm thầm, lão thần côn một tiếng thổn thức. Mộng tiên cỡ nào tồn tại, tu mộng chi đạo ngoan nhân, không hề yếu không niệm thiên, đơn đả độc đấu, chớ nói tiên vương, bán thần đều chưa hẳn bắt được nàng, người này lại nói dễ dàng như vậy. Lớn mập tiên không nói, mi già lại nhíu lợi hại, bởi vì người này, thật không đơn giản, lấy hắn đỉnh phong tiên vương tầm mắt, lại cũng nhìn không ra lịch cùng tu vi, dám tuyên bố giết mộng tiên, không có mấy người có phách lực này.
trong miệng hắn bé con, sẽ không chỉ Triệu Bân a. Lão thần côn nhỏ giọng nói. Có khả năng, lớn mập tiên nhéo nhéo râu ria, thật muốn tìm Triệu Bân phiền phức, hôm nay có tất yếu làm một trận, cho dù là đánh không lại, cũng phải moi ra thân phận đối phương. Hai người chưa hiện ra thân, vẫn như cũ núp trong bóng tối. Mà Mộng Tiên, cũng không đáp lời nói, nàng cũng không rảnh lý tới Hắc Bảo Nhân. Nàng còn tại dẫn dắt thần minh pháp tắc, cho Kim Bảo Bảo chữa thương, đến nỗi Hắc Bảo Nhân trong miệng bé con, chỉ cũng không phải Triệu Bân, mà là hồng hoang chi thể. Nghĩ như vậy chết, thành toàn ngươi. Hắc Bảo Nhân cười lạnh, mi tâm bay ra một tia ô quang, xông lên trời, hóa thành một ngụm chuông lớn màu đen. Khó trách như vậy đại khẩu khí, nguyên là một tôn bán thần. Lão thần côn ngửa ra con mắt, ngửa con mắt nhìn chuông lớn màu đen, đó là một tôn hàng thật giá thật bán thần binh, chính là Hắc Bảo Nhân bản mệnh khí. Thần thiết chú tạo, lớn mập tiên do dự, không biết chuông lớn màu đen lực sát thương như thế nào, nhưng tuyệt đối rất cứng rắn, nếu từ thiên nện xuống tới, tiên vương lĩnh vực, sợ là không có mấy cái đỡ được. Oanh! Hai người nhìn lên, chuông lớn màu đen ông run lên, biến tựa như núi cao khổng lồ, lại kèm thêm sấm sét vang dội, nghiền trời xanh ầm ầm, liên miên không gian sụp đổ, hỗn loạn nơi đây càn khôn. Chấn áp! Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt một tiếng. Theo hắn dứt lời, chuông lớn màu đen từ thiên xuống, càng đem lớn như vậy Mộng Chi đảo, đều cháo vào trong đó, thậm chí tiên vụ lượn quanh hòn đảo, tại trong nháy mắt như vậy, đã biến thành hắc ám. Chuông lớn quá nặng nề, tạo nên vạn trượng sóng lớn. Phàm là khí ẩn trùng tràng chi địa, đều cuốn lấy lôi cùng điện. Ngô! Lớn mập tiên cùng lão thần côn kêu đau một tiếng, bản giấu đi kín đáo, bởi vì chuông lớn rơi xuống, đều bị rung ra không gian. Cũng tốt, coi như không bị rung ra tới, hai người bọn họ cũng không thể lại cất. Bảo tiêu đi, phải cam đoan thánh tử an toàn. Bây giờ, chuông lớn đem toàn bộ hòn đảo đều bao lại, bây giờ không ra, chờ đến khi nào. Triệu Bân như chôn ở bên trong. Vậy thì nói chuyện vớ vẩn. Đột nhiên thêm ra hai người, Hắc Bảo Nhân không có chút nào kinh ngạc, không những không có kinh ngạc, còn ổn ép một cái, thậm chí, nhìn cũng không nhìn lớn mập tiên cùng lão thần côn một mắt. Sớm tại buông xuống phiến thiên địa này lúc, là hắn biết ở đây còn cất giấu hai tiên vương. Không quan trọng, con tôm nhỏ mà thôi. Vị đạo hữu này, nhà ai? Lão thần côn nói, xách ra một thanh kiếm. Lớn mập tiên cũng tiên lực bành trướng. Bản mệnh pháp khí huyền không, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân. Lan! Hắc Bảo Nhân bước cách tràn đầy, giải rác một chữ, chấn thiên địa động rung động. Hai lão đầu nhi nghe chi, ngừng lại mặt đen, tốt xấu là tiên vương, chừa chút khuôn mặt được không? Chanh! Không đợi hai người có chỗ cử động, liền nghe kiếm minh. Là Hắc Bảo Nhân ra tay rồi, hai đạo kiếm khí một trái một phải chém tới. Tới! Lão thần côn quát to một tiếng. Sách ra hỏa liền bên trên. Lớn mập tiên cũng chiến lực toàn bộ triển khai, tế bản mệnh khí. Kiếm khí lực sát thương vô song, hai người bọn họ cũng không phải dựng, đâm đầu vào nhất kích cường thế đánh nát. Sau đó, thì thấy hai vệt huyết quang lộ ra. Lão thần côn đẫm máu, chỗ lồng ngực nhiều một đạo huyết khe. Lớn mập tiên cũng không tốt gì, đầu vai ấn ra một đạo vết kiếm. Kiếm hữu hình, kiếm ý vô hình. Hai người đánh nát kiếm khí. Lại không thể phá diệt kiếm ý. Thật mạnh. Hai người khóe miệng máu tươi trôi tràn, thần thái cũng ngưng trọng một phần. Bán thần cũng chia cấp bậc, vị này nội tình rõ ràng không tầm thường. Bản tôn đổi chủ ý. Hắc Bảo Nhân u cười, lúc nói chuyện vẫn như cũ không nhìn hai người. Cái gọi là đổi chủ ý, là không định phóng hai người đi. Tối nay ánh trăng không tồi, giết hai tiên vương tế đao hợp thời sấn cảnh. Giống. Biển cả sóng lớn cuồn cuộn, có hai đầu ác long gào thét mà ra. Lớn mập tiên cùng lão thần côn một chút cũng không sợ, phân biệt đối mặt một đầu ác long, từ thiên tiêu đánh lên thương miểu, đại la bí pháp bay đầy trời, đem minh mông hư vô gây là sấm sét vang dội. Chớ nhìn bọn họ đều dũng mãnh phi thường vô cùng, kỳ thực đều dị thường lúng túng. Vì đi lúng túng đâu, chỉ vì Hắc Bảo Nhân nhìn cũng không xem bọn hắn một mắt. Vì đi không nhìn đâu. Là bởi vì hai người bọn họ không đủ tư cách, lười nhắc tự mình động thủ. Hắc Bảo Nhân chướng mắt hai người bọn họ, lại để ý Mộng Tiên. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không làm to chuyện, dùng bản mệnh khí bao lại Mộng Chi đảo. Tu Mộng đạo người, chiến lực có lẽ hơi kém ý tứ, nhưng mở độn là nhất tuyệt. Để tránh bị Mộng Tiên từ trong mộng chạy đi,
lấy bản mệnh khí vây khốn mộng chi đảo rất có tất yếu. Luyện. Hắc bào nhân nhàn nhạt một chữ. Chuông lớn ông run lên, khắc tại trên đó bí văn, từng đạo biến tươi sống, hơn nữa đều dắt cuốn ma lực, trong đó thì lôi điện bay múa, ý tứ rất rõ ràng, muốn luyện hóa toàn bộ hòn đảo. Ta nói muội tử, người không ra đi loanh quanh. Hai lão đầu nhi trách trách hô hô, đều kêu gọi mộng tiên. Hắc bào nhân quá mạnh, phải ba người liên thủ quần ẩu mới được. Mộng tiên không có đáp lại, mộng chi đảo đã bị chuông lớn ngăn cách, đã rơi vào hắc ám, đáng sợ luyện hóa chi lực, đang họa loạn thiên địa càn khôn, nếu không phải kết giới chống đỡ, hòn đảo hơn phân nửa đã hủy. Lạnh quá a. Thuê biến bên trong Triệu Bân, chợt cảm thấy gió mát từng trận. Chờ mở con mắt, chứng kiến hết thảy tất cả tối như mực một mảnh. Hắn vô ý thức đứng dậy, trước tiên mong nhìn bốn phía. Còn tại mộng chi ở trên đảo không thể nghi ngờ, có thể vì đi hắc như vậy lạc. Đối diện, mưa bụi cũng từ trong xa vào tỉnh lại. Nàng chi thần thái, cùng Triệu công tử không khác nhau chút nào. Đó là, vật gì, Triệu Bân ngửa đầu nhìn bầu trời, tựa như cảm thấy cái gì, mộng chi đảo sở dĩ như thế, là bị kỳ quái đồ chơi bao lại, che giấu nên có quang minh. Bán thần binh. Mưa bụi cũng tại ngửa, nhìn lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Rất rõ ràng, có người đến gây chuyện, hơn nữa đối phương hơn phân nửa vẫn là một tôn bán thần, lấy bản mệnh khí bao lại mộng chi đảo, nhìn cái kia lôi điện cùng liệt diễm, nói rõ muốn đem đảo này cưỡng ép luyện hóa. Hai người không suy nghĩ nhiều, cùng nhau đi tới tế đàn. Mộng tiên còn tại, vẫn còn đang cho Kim Bảo Bảo chữa thương. Sư thúc, mưa bụi nhỏ giọng kêu gọi. Yên tâm đợi. Mộng tiên một tiếng khẽ nói. Mưa bụi không dám quấy rầy, chỉ đứng yên lặng một bên. Triệu Bân yên lặng mở tiên nhãn, nhìn lén hồng hoang chi thể, có thể gặp kỳ pháp tắc vết thương, đang chậm rãi khép lại, cái này đều thuộc về công tại thần minh pháp tắc cùng vạn pháp trường sinh quyết. Hai người phối hợp lẫn nhau, quả nhiên hữu hóa mục nát thành sức mạnh thần kỳ, Kim Bảo Bảo khôi phục, cũng chỉ vấn đề thời gian. Từ cái này thu con mắt, hắn lại vòng nhìn thiên địa càn khôn. Mộng chi đảo kết giới, sợ là không chống được bao lâu. Xảy ra chuyện gì, Triệu Bân hỏi là trong mộng mây khói. Thần bí cũng không biết lai lịch bán thần, mây khói trả lời một câu. Cửu gia, Triệu Bân liếc mắt nhìn mộng tiên, hơn nửa đêm bị đánh đến tận cửa như vậy, hơn nữa còn dùng bản mệnh pháp khí che lên mộng chi đảo, tầm thường tiểu ân oán, sẽ không làm ra chiến trận như vậy. Hắn không khỏi lo nghĩ lớn mập tiên cùng lão thần côn. Cũng không phải là tất cả tiên vương, cũng như kiếm thánh như vậy có thể đánh. Nghĩ đến kiếm thánh, hắn thấy bên trong tử phủ. Tiền bối, người có thể nhận ra tôn kia bán thần. Hỗn thiên đại ma vương, kiếm thánh nhàn nhạt một tiếng. Triệu Bân nghe xong trao lên lông mày, ma vương liền ma vương, lại vẫn thêm một cái chữ lớn, nghe này danh đầu, liền biết đối phương là một tôn tuyệt đại ngoan nhân, dám xưng đại ma vương, tuyệt không phải hạng người qua loa. Kiếm thánh không lại nói. Vừa trầm vào tiên trì. Triệu Bân không dễ đánh quấy, nhìn về phía mưa bụi. Người có thể nghe qua hỗn thiên đại ma vương. Tất nhiên là nghe qua, mưa bụi chậm rãi nói. Hắn chính là hỗn thời cổ đại một tôn đại ma đầu. Lại là một cái hát co a. Êm đẹp vì cái gì hỏi hắn. Bên ngoài vị kia chính là hỗn thiên ma vương. Làm sao có thể, mưa bụi không thể nào tin được, ta đạo gia bí quyển có ghi chép. Hỗn thiên đại ma vương sớm tại hỗn thời cổ đại, đã bị Thái Dương thần diệt, người xác định là tôn kia ma đầu. Xác định, Triệu công tử nói có chút đứng đắn. Kiếm thánh cho đáp án đi, đương nhiên sẽ không là giả. Mưa bụi biến không ra thế nào bình tĩnh, hỗn thiên đại ma vương a. Bé con, còn muốn làm vô vị dẫy dụa. U tiếng cười đột nhiên vang lên, truyền lại từ mờ mịt hư vô. Triệu Bân cùng mưa bụi ngửa con mắt đi xem lúc. Đang gặp một tấm xâm nhiên mặt quỷ hiển hóa, nó là vặn vẹo không chịu nổi, lại cường đại vô cùng, băng lãnh cô quạnh lời nói, kèm theo lấy một loại ma lực. Mộng tiên nhặt tay một tia mộng đạo chi quang, hướng thiên bổ đi lên. Vặn vẹo mặt quỷ bị phá nát, có lệ quỷ tiếng kêu rên hạ xuống cửu tiêu. Nó giống như bất diệt, phía trước một cái chớp mắt vừa nổ nát vụn, một giây sau liền lại tái tạo. Mộng tiên dứt khoát không để ý tới, đã đến thời khắc mấu chốt. Quả thực không rảnh quan tâm chuyện khác, nàng đã đợi mấy trăm năm, chờ chính là một ngày này, cũng không thể tại một bước cuối cùng dã tràng xe cát. Nàng không để ý tới, không có nghĩa là mưa bụi nhàn rỗi nhìn. Nàng một bước đăng lâm đỉnh núi, tùy theo chắp tay trước ngực.
Mộng Chi Đảo không chỉ có thủ hộ kết giới, còn có công kích pháp trận, thật vừa đúng lúc, nàng thông hiểu nơi này trận đồ, Mộng Tiên Sư Thúc không rảnh quan tâm chuyện khác, nàng cũng không thể để cho mặt quỷ đặt cái này làm càn. Lên! Nhưng ngửi mưa bụi một quát, vạn đạo tiên quang xông lên trời. Mặt quỷ bị đánh tấm tấm ròng rã, lại một lần bị đánh diệt. Vẫn là trong nháy mắt, mặt quỷ lại lần nữa tố, lại so với trước kia càng uy nghiêm đáng sợ hơn to lớn hơn, huyết bồn đại khẩu thành vòng xoáy, có thôn thiên diệt địa chi lực, toàn bộ Mộng Chi tiên thổ, đều lay động kịch liệt. Ta tới giúp ngươi. Triệu Bân vượt ngang hư không, leo lên một tòa khác đỉnh núi. Hắn mặc dù không thông nơi đây trận đồ, lại biết núi này vì trận cước. Ông! Hắn mang ra thiên vũ tiên lô, cũng triệu hoán chiếu thiên kính cùng phệ tiên đao. Tiên vương cấp pháp khí đi, đặt ở trên trận tuyến, là có thể tăng cầm lực sát thương. Hai người phối hợp coi như ăn ý, một cái ra chỉ sát trận một cái thì nhắm ngay hướng chết đánh. Mặt quỷ rất lúng túng, hiển hóa một lần liền bị bổ diệt một lần. Mà thân ở ngoại giới đại ma vương, lại hai mắt cực điểm híp lại. Mộng Chi ở trên đảo ngoại trừ mộng tiên cùng hồng hoang thể, lại còn có hai cái đặc thù huyết mạch, làm gì mộng đạo kết giới cách trở, thêm nữa mộng đạo cấm chế che lấp, hắn thấy không rõ cái kia hai là gì huyết thống. Niềm vui ngoài ý muốn. Hắc bào nhân yếu ớt nở nụ cười, hôm nay chú định thu hoạch lớn. Hắn lại thôi động bản mệnh pháp khí, luyện diệt chi lực càng kinh khủng. Giống. Mênh mông biển cả, tiếng long ngâm không dứt. Vẫn là cái kia hai đầu ác long, xoay quanh tại cửu thiên, phun ra liệt diễm bao phủ lôi đình. Cùng lão thần côn cùng lớn mập tiên chiến khí thế ngất trời, thật tốt một phiến thiên địa, bị gây hỗn loạn không chịu nổi. Mặc nó thiên băng địa liệt, hỗn thiên đại ma vương chỉ nhìn chằm chằm Mộng Chi đảo. Hắn cái kia hai như lỗ thủng đen đôi mắt, nở rộ tất cả lửa nóng tinh quang. Cái đồ chơi này giết không chết sao, lớn mập tiên thầm mắng. Từ khai chiến, hắn đã đả diệt ác long không dưới đến mấy lần. Ác long mỗi lần băng diệt sau, cũng sẽ ở nháy mắt sau đó tái tạo. Lão thần côn cũng giống vậy, mệt quá sức, lại càng đánh càng phát hỏa. Không đúng, đây là ác long pháp thân. Đánh đánh, lớn mập tiên một cái chớp mắt khai khiếu. Là hắn đánh giá thấp hắc bảo nhân, lại lấy đạo tạo pháp thân, bản tôn không chết, pháp thân liền bất diệt. Đánh bản tôn. Lớn mập tiên một tiếng gào to, chân đạp long đầu, công về phía hỗn thiên ma vương. Lão thần côn cũng hình như có phát giác, lúc này bỏ ác long, đổi công phạt mục tiêu. Chân áp, lớn mập tiên vừa quát âm vang, bản mệnh bảo tháp từ thiên nện xuống. Hắn là bức cách tràn đầy, nhưng rơi vào trong mắt bán thần, chính là đang nháo chơi. Không biết tự lượng sức mình. Hỗn thiên ma vương cười lạnh một tiếng, một trường vung mạnh lật ra bảo tháp. Lớn mập tiên phun máu, gặp bản mệnh khí phản phệ, như một cái huyết sắc bao cát, nghênh thiên hoành lật 800 trượng, sau đó chính là lão thần côn, kinh hồng nhất kiếm ngược lại là bá đạo, lúng túng chính là. Ngay cả hỗn thiên ma vương phòng ngự cũng không phá vỡ, còn suýt nữa bị một trưởng đánh tan trống. Giống. Không đợi hai người định thân, hai đầu ác long lại đánh tới. Có lẽ là bản tôn lại giao phó ma lực, hai tôn ác long kích cỡ cùng hình thể, lại biến khổng lồ, trong mắt bổ bắn sấm sét, đánh không gian nổ tung, trong miệng phun ra hỏa diễm, thì đốt biển xanh khô cạn. Ác long đại triển thần uy, có thể thảm lớn mập tiên cùng lão thần côn. Bán thần cấp ác long pháp thân, không chỉ kháng đánh, còn tặc mẹ nó có thể đánh. Mộng tiên, người trốn bên trong đẻ trứng đâu, có lẽ là bị đánh cấp nhãn, lão thần côn đã chỗ thủng mắng lên, không còn ra liên hợp đối địch, toàn bộ Mộng Chi đảo, đều sẽ bị luyện hóa. Nhanh chóng rời núi, lão phu cho người tìm tướng công. Lớn mập tiên kêu gọi, liền phá lệ hàm xúc, chỉ cần mộng tiên trợ chiến, thì có liều mạng, kém nhất, bọn hắn cũng có thể mang theo Triệu Bân, cưỡng ép bỏ chạy. Trước kia, Tiểu Thiên Thiên là đã hạ tử mệnh lệnh, nhất thiết phải cam đoan thánh tử an toàn. Thật vất vả đi ra một chuyến, đụng tới cái này nói nhảm sự tình, đổi ai không mắc tiểu. Lời của hai người, Mộng Tiên nghe một chữ không kém. Cái này như đặt ở ngày xưa, lập minh ước hợp tung hai người trên thân gỡ cái linh kiện xuống. Bây giờ đi, vẫn là cứu người quan trọng. Mắng hăng hái như vậy, hẳn là không có gì đáng ngại. Đứng ở đỉnh núi Triệu Công Tử. Khí huyết bành trướng, còn tại kiệt lực thôi động tiên vương pháp khí, tăng cầm sát trận uy lực, hắn ngược lại là nghĩ gào hét to tới, làm gì bán thần binh bao phủ, không cách nào truyền âm ngoại giới. Như thế, còn phải gửi hy vọng ở mộng tiên. Dù sao,
đây là Mộng Tiên địa bàn, kinh doanh nhiều năm như vậy, sao có thể không lưu tay, tung chiến không được bán thần, cũng có thể đem bán thần binh lật tung, dù sao cũng tốt hơn như vậy bị luyện hóa. Nhanh! Mộng Tiên trong lòng một lời, chăm chú nhìn Kim Bảo Bảo. Nhìn nguyên thần bên trên vết rách, vô cùng tận khép lại, chỉ còn dư cuối cùng một tia khe hở. Oanh! Ầm ầm! Mộng Chi đảo lại kịch liệt lay động, hủy diệt dị tượng đã ở diễn hóa. Còn có bảo hộ thiên kết giới, cũng bởi vì nhìn không được bán thần binh luyện hóa, mà ong ong cự chiến, thời khắc đều có khả năng bắn nổ. Bức lão phu liều mạng. Lớn mập tiền ánh mắt như đuốc, mi tâm khắc ra một đạo huyết ấn. Hắn hình thái có biến hóa, vốn là tai to mặt lớn, trong nháy mắt này, hóa thành một cái phong thần như ngọc thanh niên, mà lại là máu me đầy đầu lơ mơ đãng. Có ý tứ, Hỗn Thiên Đại Ma Vương lần thứ nhất bên cạnh con mắt, cái này tiểu tiên vương, ngược lại có mấy phần đạo hạnh, nhưng cũng chỉ thế thôi, như hạng này con tôm nhỏ, một mình hắn có thể đánh 10 cái. Đi phá phong. Lớn mập tiên lưu lại một ngữ, trên đầu lơ lửng bảo tháp, lại giết hướng Hỗn Thiên Ma Vương. Lão thần côn cũng mở cấm pháp, cưỡng ép chảm lui ác long, một kiếm bổ vào chuông lớn màu đen bên trên. Bao! Kim loại va chạm thanh âm, âm vang cũng thanh thúy. Phía sau thổ huyết âm thanh, thì phá lệ bá khí ầm ầm. Lấy lão thần côn chiến lực cùng tu vi, lại không lay động được bán thần binh. Hắn cái này đẫm máu, lớn mập tiên bên kia thảm hại hơn. Cho dù là mở cấm thuật, cho dù là thay đổi hình thái, hắn đồng dạng chiến không được ma vương. Đánh bất quá mấy hiệp, liền bị phá hủy nửa cái thể phách, lại ma vương tạo ra vết thương, ngay cả trường sinh quyết tái sinh chi lực, lại đều khó mà tái tạo. Tiên tông người đều kháng đánh, nhưng cũng phải nhìn đối thủ là ai, như trước mặt tôn này đại ma đầu, có thể một hơi đem hắn đánh thành cho. Mở, cho ta mở. Lão thần côn đạp thiên mà quay về, mang theo tiên kiếm liều mạng chém vào chuông lớn màu đen. Hắn mặc dù không lay động được bán thần pháp khí. Lại trì trệ bán thần binh luyện hóa chi lực, muốn chân chính phá này giam cầm, còn phải phiến thiên địa này chủ nhân mới được, cũng chính là trong đảo Mộng Tiên. Phong. Mộng Tiên một chữ, chỉ Triệu Bân cùng Mưa Bụi nghe thấy. Bước ngoặt nguy hiểm, Kim Bảo Bảo pháp tắc đạo thương, cuối cùng là được chữa trị. Nàng phong hồng hoang thể, đem hắn chìm vào tử phủ, lại còn ra chỉ phong ấn. Phá. Nàng phía sau một chữ, cùng đại đạo càn khôn thành cộng minh. Trong nháy mắt, Mộng Chi Đảo sát phạt đại trận, tập thể khôi phục. Oanh! Che đậy Mộng Chi Đảo chuông lớn màu đen, tại chỗ bị hất tung ra ngoài. Hỗn Thiên Ma Vương bất ngờ, không khỏi kêu đau một tiếng, như lỗ thủng đen một dạng hai con ngươi, còn lóe lên vẻ kinh ngạc, bao năm không thấy, trước kia cái kia tiểu Mộng Tiên, lại thu xuất ra nội tình như thế, nếu không có cường đại như vậy căn cơ, nhiều hơn nữa sát trận cũng vô dụng. Cái kia, chính là Hỗn Thiên Đại Ma Vương. Triệu Bân cùng Mưa Bụi hôm sau nhìn ra xa. Bán thần cấp ma vương, vẻn vẹn nhìn xem, đều để tâm thần người rung động, nhìn cái kia cuồn cuộn ma khí, tàn phá bừa bãi ma sát, hủy diệt dị tượng, bất kỳ một cái nào, đều đầy đủ hỗn loạn càn khôn. Đi vào. Mộng Tiên một cái nhẹ phẩy tay áo, đem lớn mập tiên cùng lão thần côn quăng vào Mộng Chi Đảo. Hỗn Thiên Ma Vương sau đó liền đến, làm gì kết giới cách trở, cứ thế bị chắn ngoài cửa. Rất tốt. Hỗn Thiên Ma Vương cười lạnh, triệu hồi chuông lớn màu đen. Đã không cách nào luyện hóa đảo này, vậy liền đem hắn hủy. Phanh! Ầm ầm! Chuông lớn màu đen nặng nề như núi lớn, từ thiên khung đè xuống, đập hư vô nổ tung, nghiền không gian vỡ nát, cũng đụng Mộng Chi Đảo vừa đi vừa về lắc lư, tại chỗ liền có mấy chục tòa núi cao dốc đứng sơn phong, trong khoảnh khắc sụp đổ, nếu không phải Mộng Tiên che chở, Triệu Bân cùng Mưa Bụi không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Bảo hộ thiên kết giới đủ cứng chắc, lại không bị oanh phá. Bất quá, chiếu điệu bộ này oanh kích, nó cũng không chống được mấy lần. Tới, Mộng Tiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Triệu Bân sau lưng. Thấy hắn nhẹ giơ lên tay ngọc, nhẹ nhàng dính vào Triệu Bân phía sau lưng. Lớn mập tiên cùng lão thần côn giống như chi kỳ ngụ ý, một trái một phải đứng ở Triệu Bân bên cạnh thân, tất cả đưa tay đặt ở Triệu Bân bả vai, bàng bạc tiên lực cùng bản nguyên. Như sóng biển rót vào. Mở vĩnh hằng chi môn. Ba người chăm miệng một lời. Không cần hắn nhóm nói, Triệu công tử cũng đã có giác ngộ. Tưởng tượng ngày xưa Hạo Vũ cổ tinh, đạo tiên, không niệm thiên hòa thanh y đạo nhân, vì trấn áp bán thần cổ thi, cũng là chỗ đứng như vậy, trợ hắn mở vĩnh hằng chi môn, mặc dù kết cục có chút nói nhảm,
nhưng vĩnh hằng chi môn công phạt, tuyệt đối đủ mạnh đủ bá đạo. Bản vương ngược lại muốn xem, người cái này bảo hộ thiên kết giới, có thể chống bao lâu. Mộng chi ngoài đảo, hỗn thiên ma vương đứng ở hư không, cô quạnh mà băng lãnh cười, giống như là ma chú, vô hạn vang vọng cửu thiên, ý chí kiên định như mưa bụi cùng Triệu Bân, cũng không khỏi tâm thần hoạ loạn. Ma vương lại động bản mệnh khí, lâm không xuống. Chuông lớn hung hãn như sơn nhạc, đập càn khôn băng loạn. Liền cái này, mộng chi đảo bảo hộ thiên kết giới cũng không vỡ vụn. Lớn mập tiên cùng lão thần côn nhìn thổn thức chặt lưỡi, không hổ là trong mộng tiên, bày ra pháp trận, càng là chịu đòn như vậy, ngay cả bán thần muốn phá vỡ, đều dị thường tốn sức. Mộng tiên trầm mặc không nói, chỉ hướng về trong cơ thể của Triệu Bân rót vào bản nguyên. Lớn mập tiên bọn hắn cũng là tiên lực bành trướng, bản nguyên mãnh liệt lăn lộn. Triệu Bân thì vững vàng đứng lặng, cũng tại cực điểm tụ lực. Hoặc là không đánh, hoặc là liền đánh ra tột cùng nhất nhất kích. Hắn tự biết mình, tung mở vĩnh hằng chi môn, cũng không diệt được ma vương, đây chính là một tôn bán thần, chỉ kém nửa bước chính là thần minh, muốn giết hắn, so với lên trời còn gian khổ. Bọn hắn muốn làm, chính là chọn có thể nhất kích làm thương nặng đối phương. So sánh không sứt mẻ bán thần, đối đầu thụ thương ma vương muốn tốt rất nhiều. Phá! Ma vương hừ lạnh một tiếng, chuông lớn màu đen lại mang theo cuốn ngập trời ma sát. Bảo hộ thiên kết giới không chịu nổi, một đòn này nhất định phá đi, nếu không phá nổi, vậy liền lại đập một lần, ba tôn tiên vương lại như thế nào, tất cả đỉnh phong cảnh thì sao, như cũ quét ngang. Vĩnh hằng chi môn, mở! Đã góp đủ sức mạnh Triệu Bân, vừa quát chấn tiên khung. Dứt lời, thì thấy một tòa kình thiên cửa lớn kiên quyết ngoi lên mà ra. Có lẽ là bởi vì hắn huyết mạch từng nhiều lần phục cổ, chân mệnh bản nguyên càng lộ vẻ tinh thuần, thậm chí lần này triệu hoán vĩnh hằng chi môn, so với lúc trước khổng lồ không thiếu, lại còn kèm theo sát phạt. Vĩnh hằng thể, hỗn thiên ma vương trao lên lông mày, có chút ngoài ý muốn. Đáp lại hắn nhưng là một tiếng ầm ầm, kiên quyết ngoi lên mà ra vĩnh hằng chi môn, đã là bỗng nhiên mở rộng. Có vĩnh hằng quang từ bên trong hoành phô mà ra, tựa như một mảnh diệt thế thần huy. Mưa bụi gặp chi, cả kinh là dung mạo trắng bệch. Vĩnh hằng chi môn tuyệt đối công phạt, quả nhiên không giả. Kiếm thánh cũng sợ hãi thán phục, như thế hủy diệt nhất kích, tung trạng thái tột cùng hắn, cũng không dám đón đỡ, đây vẫn chỉ là lắp ráp vĩnh hằng, nếu là huyết mạch không thiếu sót, sẽ càng kinh khủng. Có ý tứ, thật đánh giá thấp các ngươi. Hỗn thiên ma vương cười lạnh. Không nghĩ tới cái này thời đại lại còn có vĩnh hằng truyền thừa, lại còn mở lớn nhất công phạt chi uy vĩnh hằng chi môn, không thể không nói, một đòn này đích xác đủ lực đạo, cũng đích xác có thể thương hắn, nhưng chỉ này liền nghĩ đánh bại hắn mà nói, là người si nói mộng. Phanh! Nhưng thấy đại ma vương một bước đứng vững, cuồn cuộn ma khí tịch thiên quyển địa. Lấy hắn làm trung tâm, có một vùng tăm tối ma thổ hướng tứ phương thác khai. Đó chính là bổn mạng của hắn dị tượng. Có thể gặp trong đó thi cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy tràn thành sông, càng có ngôi sao đầy trời tô điểm, mỗi một khỏa đều lập lòe ma tính chi quang, hắn đứng ở trong đó, giống như một tôn cái thế ma thần, có bế nghĩa tứ hải bát hoang chi thế. Oanh! Vĩnh hằng quang huy đến, cùng dị tượng đâm đầu vào va chạm. Phía sau một màn, rất tốt vì thế nhân, trình bày cái gì là bẻ gãy nghiền nát, vĩnh hằng quang huy lực sát thương vô song, băng diệt ám hắc tinh thần, đánh xuyên ma đạo sơn hà. Đem ma vương diễn xuất bản mệnh dị tượng, đánh cái phá thành mảnh nhỏ. Thật mạnh, thân là khách xem mưa bụi, lại đầy mắt hãi nhiên. Chớ nói nàng, liền lớn mập tiên cùng lão thần côn cũng không khỏi hít khí lạnh. Tối kinh hãi thuộc về ma vương, bên trên một cái chớp mắt còn tràn đầy tự tin, cái này một giây, cả người cũng không tốt, bản mệnh dị tượng bị phá, phản phệ tạc hung mãnh, hắn có thể dễ chịu hơn mới là lạ, lại vĩnh hằng có thừa uy, đâm đến hắn ma thân băng liệt. Nếu không thì thế nào nói là đại ma vương, phun máu đều kèm theo vương bát chi khí. Vĩnh hằng chi môn nhất kích, không chỉ phá hắn dị tượng, còn đánh hắn nghênh thiên hoành lật. Siêu! Không đợi hắn đứng vững, thì thấy một bóng người xinh đẹp buông xuống. Tất nhiên là mộng tiên, tế mộng chi đạo pháp tắc, thành từng đạo hư ảo xích sắt, khóa đại ma vương. Ngươi, hỗn thiên ma vương bị đánh trở tay không kịp. Đợi hắn phản ứng, mộng tiên đã biến mất, kèm thêm hắn. Cũng cùng nhau kéo đi. Hai người lại hiện thân nữa, đã là mộng chi đảo đỉnh núi. Xong, đại ma vương liền bị mộng tiên quăng vào vĩnh hằng chi môn. Triệu Bân gặp chi, không khỏi hít sâu một hơi.
Đạo gia người cùng đã từng đạo gia người, có vẻ như đều có một cái tuyệt chiêu, hướng về hắn vĩnh hằng trong cánh cửa ném người, đạo tiên như thế, mộng tiên cũng giống vậy, trọn vẹn động tác một mạch mà thành. Ầm ầm, vĩnh hằng chi môn một hồi lắc lư, ầm vang tiêu tan. Cùng với một đạo biến mất, còn có đại ma vương cùng mộng tiên. Sư thúc, mưa bụi vội vàng hoảng chạy đến, làm gì vĩnh hằng chi môn đã không thấy. Lớn mập tiên cùng lão thần côn cũng tại tìm, lại là không có dấu vết mà tìm kiếm. Phốc, Triệu Bân một bước lảo đảo, ho ra đầy máu. Đánh ngã ma vương không giả, hắn tiên lực cũng hao sạch sành xanh. Không chỉ như vậy, mạnh mở vĩnh hằng chi môn, còn tổn hại hắn căn cơ. Bá đạo công phạt, tự có bá đạo tiêu hao, hắn sớm đã có giác ngộ. Mộng tiên, người đâu? Lớn mập tiên cùng lão thần côn một bên dìu lấy Triệu Bân, một bên la lên. Là bọn hắn kém một chiêu, chỉ biết mộng tiên phải dùng vĩnh hằng chi môn công phạt người kia, lại không nghĩ rằng mộng tiên đem đối phương kéo vào đi, tiến vào không sao, người cả không còn. Sẽ không lại tiến hắc động đi. Triệu Bân nuốt một cái đan dược, cũng tại vòng nhìn bầu trời địa. Còn nhớ lần trước, hắn cùng đạo tiên liền mơ mơ hồ hồ vào hắc động. Sau đó, đạo tiên từng giảng giải, vọng mở vĩnh hằng chi môn, chọc không gian biến động. Tìm không có kết quả, ba người đều nhìn về Triệu công tử. Muốn tìm mộng tiên cũng đơn giản, mở lại vĩnh hằng chi môn liền tốt. Đáng tiếc, con đường này trong khoảng thời gian ngắn, là không thể thực hiện được. Mộng tiên đã không tại, không đủ nhân viên, còn có Triệu Bân thời khắc này trạng thái, tiên lực đã hao tổn tinh quang, còn tổn hại căn cơ, chớ nói mở vĩnh hằng chi môn, liền triệu hoán cũng khó khăn. Siêu! Đám người vô kế khả thi lúc, có một đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên hiển hóa. Càng là mộng tiên, giống như từ trong mộng tới, khi thì hư ảo khi thì chân thực. Nàng trạng thái cực hỏng bét, trắng noãn tiên y nhuộm đầy đỏ bừng máu tươi, rất nhiều vết thương đều nhuộm ma sát, nhìn lên liền biết, nàng cùng ma vương tại trong vĩnh hằng môn làm một trận. Nói đến hỗn thiên đại ma vương, cũng không hiển hóa. Rất rõ ràng, cái kia hàng còn tại vĩnh hằng cánh cửa bên trong. Sư thúc, mưa bụi vội vàng hoảng tiến lên, đỡ lấy mộng tiên. Lớn mập tiên cùng lão thần côn nhìn mộng tiên ánh mắt, thì phá lệ kỳ quái, có phần muốn hỏi một chút muội tử này, ngươi làm sao chạy đến, là cho vĩnh hằng chi môn đánh một cái động. Hai người rất hiếu kỳ, đồng dạng cũng là Triệu công tử nghi vấn. Phải biết, vĩnh hằng chi môn đã tiêu tan, căn bản không có đường. Cuộc đời phù du, mây khói đột nhiên một lời. Cuộc đời phù du, Triệu Bân đầy đầu dấu chấm hỏi. Bản tôn ngộ ra mộng chi pháp, thật là thân nhập mộng, cũng có thể chân thân ra mộng. Cái này, Triệu Bân nghe tâm cảnh hãi nhiên. Mộng ngay cả thực tế, như vậy tà dị sao? Như thế, mộng tiên nếu muốn đi cái nào, chẳng phải là làm một giấc mộng liền đến, cái này mẹ nó so vực môn thực dụng nhiều, khó trách lúc trước đại ma vương dùng bản mệnh khí bao lại mộng chi đảo, đây là sợ mộng tiên chạy a. Tu mộng chi đạo người mở đột, bán thần cũng ngăn không được a. Đêm, oanh âm thanh chôn vùi mộng chi đảo, cuối cùng là bình tĩnh lại. Mộng tiên bế quan, cùng đại ma vương đánh nhau thương tích quá nặng. Nhưng nàng lấy mộng đạo độn ra vĩnh hằng chi môn, quả thực kinh ngạc các vị quần chúng, mạnh như kiếm thánh cũng than thở, thế gian ít có người dám đề cập tới mộng chi đạo, nàng hiển nhiên là một dũng giả. Mưa bụi không đi, yên tĩnh chờ đợi tại rừng trúc bên ngoài. Triệu Bân cũng không đi, mấy người mộng tiên còn mây khói tự do. Thân là thánh tử bảo tiêu, nào đó hai người tự nhiên cũng tại. So sánh mưa bụi cùng Triệu công tử, hai cái này lão già liền không thể nào an phận, ngàn năm không gặp tới một chuyến mộng chi đảo, cũng khó phải mộng tiên bế quan, sao có thể không lay điểm bảo bối. Mộng chi đảo, quả nhiên đoạt thiên tạo hóa. Dưới cây già, Triệu Bân sợ hãi thán phục kéo dài không ngừng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hắn cũng nghĩ tại lĩnh vực này đi ra một con đường, từ xưa kỹ nhiều không đè người, mộng đạo như ngộ đến đại thành, lại là nghịch thiên hành trình bên trên nồng đậm một vòng. Con đường này không tốt đẹp như vậy. Hứa biết Triệu Bân ý nghĩ, mây khói không khỏi nhắc nhở một tiếng. Triệu công tử vô điều kiện tin tưởng, nhớ mang máng phàm trần sư phó mây khói, nghịch tu mộng chi pháp, sững sờ đem chính mình tu ngơ ngơ ngác ngác, đều ở hơn nửa đêm chạy đến mộng du. Trước tạm chữa thương, hắn ngồi xếp bằng. Cũng như mọi khi, hắn một lòng phân dùng nhiều, một bên chữa thương một bên lĩnh hội, mới được vĩnh sinh chi lực, cảm giác vô cùng ảo diệu, đem hắn hoàn mỹ lợi dụng, uy lực nhất định là không tầm thường.
Mưa bụi cũng nặng liếm tâm cảnh, tính tâm lĩnh hội vĩnh sinh chi lực. Không khó nhìn thấy, phía sau nàng có một đạo hư ảnh khi thì thoáng hiện. Đó là vĩnh sinh vương tọa, chuẩn xác hơn nói, là hư ảo vĩnh sinh vương tọa, chỉ vì nàng phải vĩnh sinh chi lực, mới diễn hóa ra dị tượng này, cho dù là hư ảo dị tượng, khí chàng cũng đầy đủ cường hoành, lấy pháp ngự động, dọn ra ngoài đập người tuyệt đối dễ dùng. Đồng dạng tên vở kịch, Triệu Bân cũng có đầu không lộn xộn diễn ra. Hai người trợn ngước mắt xem xét, đều từng người lâm vào trầm tư hồi lâu. Nếu cái này cũng là một loại đạo mà nói, cái kia hai người bọn họ bây giờ tính toán mới nhập môn kính, cửu đỉnh chí tôn lưu lại tạo hóa, cũng không chỉ là vĩnh sinh chi lực, còn có cái kia vĩnh sinh con đường. Kém nhất, bọn hắn cũng có thể sống lâu rất nhiều năm. Thọ nguyên là đồ tốt, đó là tu đạo tư bản. Lớn mập tiên cùng lão thần côn cái mũi tặc linh, người người tiên lực liền đến, nhìn thấy hai người chi dị tượng, còn có cái kia từng luồng vĩnh sinh chi lực, lông mày đều chọn lão cao. Đó là vĩnh sinh vương tỏa. Ở đâu ra vĩnh sinh chi lực? Hai lão đầu nhi cất tay xem đi xem lại, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. So sánh cái nghi vấn này, bọn hắn càng coi trọng Triệu Bân cùng mưa bụi kết hợp, hai người đều có vĩnh sinh chi lực, nếu có thể tạo cái em bé đi ra, khó tránh khỏi lại là một mạch vĩnh sinh thể. Đêm là ngộ đạo hảo quang cảnh, nhưng Triệu Bân tâm thần rất bất ổn. Nhắm mắt dưỡng thần lúc, luôn có từng đạo ma âm ở bên tai vang vọng. Hắn biết, đó là Hỗn Thiên Đại Ma Vương tức giận gào thét cùng tiếng gầm gừ, đường đường bán thần bị giam trong cửa ra không được, không phát hỏa mới là lạ, càng là như thế hắn càng khiếp sợ hơn, bán thần cấp ma vương bị kẹt lấy, tiên vương cấp mộng tiên lại có thể đi ra, có thể thấy được mộng chi đáng sợ. Ngươi cần mau chóng thả hắn đi ra ngoài. Cái này một lời, truyền lại từ kiếm thánh tàn hồn. Vĩnh Hằng Chi Môn cũng không phải lồng giam, đem một tôn không thiếu sót bán thần nhét vào, sớm muộn sẽ giết ra tới cùng phóng xuất cũng không phải một cái khái niệm, thả hắn ra, Vĩnh Hằng truyền thừa không việc gì, nếu giết ra tới, nhưng là không phải bán thân bất toại đơn giản như vậy. Biết rõ, Triệu Bân hít sâu một hơi, mặc niệm tĩnh tâm chú. Chờ chuyện lần này, hắn phải đi một chuyến Côn Luân Thánh Địa. Côn Luân Tiên Quân cũng là bán thần. Hơn phân nửa còn có không ít bán thần cấp hảo hữu, đông đảo đại lão liên thủ, cầm xuống ma vương nên không khó, chính là không biết đối phương có chịu hay không hỗ trợ, nếu đại la thánh tử mặt mũi không dùng được, vậy cũng chỉ có thể thỉnh không niệm thiên rời núi Chu Toàn. Bao, răng rắc, phanh, dưới ánh trăng mộng ảo tiên thổ, cũng không bình tĩnh. Ngồi cái kia nghe, luôn có cổ quái kỳ lạ thanh âm. Mưa bụi từng đi kiểm tra, đến mà lại không thấy khác thường. Vẫn là Triệu công tử bình tĩnh, biết là lớn mập tiên bọn hắn đang trộm đồ vật, hơn nữa còn nảy ra không ít, nếu không phải bây giờ có thương tích trong người, hắn còn nghĩ chạy tới đảo điểm bảo bối đâu. Ngày thứ hai đêm, mộng tiên ra rừng trúc. Phía sau chính là kêu thảm. Lớn mập tiên cùng lão thần côn đều bị đánh, bọn hắn cho là trộm bảo bối lúc, làm thần không biết quỷ không hay, kỳ thực mộng tiên đều thấy được, toàn bộ mộng chi đảo cũng là cấm chế. Mộc lấy nguyệt quang. Hai người bị ném ra hòn đảo. Đến nỗi nại ra bảo bối đi, tất nhiên là nguyên số hoàn trả. Mộng tiên thù rất dai, nhà mình bảo bối cầm lại, còn đem hai cái này bảo vật, quét sạch sạch sành xanh, nàng coi như cho không niệm thiên lưu lại một chút khuôn mặt, bằng không thì định diệt hai cái này. Thời đại này, thánh tử bảo tiêu khó thực hiện a. Hơn nửa đêm, hai người lại ngồi xổm ở khối kia trên đá ngầm. Hiếm thấy đi ra một chuyến. Bị người một cái làm đến giải phóng phía trước. May mắn ta không có đi trộm bảo bối. Triệu công tử một tiếng thổn thức, không khỏi một trận hoảng sợ. Mộng tiên vốn cũng không chào đón hắn, còn không hướng chết đánh. Đợi hắn thu con mắt, vừa gặp một hơi gió mát phật tới, cũng không buồn ngủ hắn, lay động hoảng ngã xuống, mưa bụi nhìn rõ ràng nhất, là sư thúc đem hắn đưa vào mộng đẹp. Nha đầu, chớ quấy rầy ta. Mộng tiên nói. Mang theo Triệu Bân vào sâu trong rừng trúc. Mưa bụi không rõ ràng cho lắm, có bí mật gì không tiện ta xem. Ông! Sâu trong rừng trúc, mộng tiên phật tay bày ra một tòa tế đàn. Triệu Bân nằm thẳng được bày tại trên đám mây, nàng thì ngồi xếp bằng. Nàng làm mộng đạo tiên pháp, đem mây khói tiếp ra Triệu Bân mộng cảnh. Mây khói cũng tại trong giấc ngủ say, mộng ở dưới ánh trăng, cũng như nàng bản tôn, như trong mộng người như trong họa tiên. Giống như ngầm phát hiện mộng chi quang, tại quanh thân của nàng rong chơi tung bay. Hóa thân, kiếm thánh tàn hồn một tiếng lẩm bẩm ngữ, tại tử phủ trông được rất nhiều tinh tường.
là hắn đánh giá thấp Mộng Tiên, càng đem hóa thân phong ở Triệu Bân trong mộng. Các ngươi cũng coi như cùng giường chung gối. Nhìn xem ngủ say Triệu Bân cùng mây khói, Mộng Tiên hiếm thấy nở nụ cười. Nàng một tay bóp ấn quyết, mi tâm ấn ra cổ lão bí văn. Từ này cái trong nháy mắt, tuổi thọ của nàng bắt đầu trôi đi, nhìn ba búi tóc đen, đang một tia tiếp lấy một luồng hóa thành trắng như tuyết, mãi đến mộc lấy ánh trăng trong ngần, thành mái đầu bạc trắng. Quá trình này cũng không dài dằng dặc, trước trước sau sau chỉ một nén nhang. Kiếm thánh tàn hồn là duy nhất quần chúng, biết Mộng Tiên tại hiến tế. Chỉ có điều, Mộng Tiên không phải tại hiến tế sinh mệnh, mà là hiến tế thọ nguyên, tại lấy mộng chi đạo pháp tắc trộm đổi khái niệm, tránh được qua bản tôn không chết, mà trả lại nàng hóa thân tự do. Ngô! Mây khói một tiếng than nhẹ, điềm tĩnh bên trong nhiều một vòng đau đớn. Mộng Tiên mỗi ném một lần thọ nguyên, trên người nàng liền chiếu rọi một lần mộng chi quang như từng thanh tiên kiếm, đang đem nàng cùng bản tôn liên hệ, từng giờ từng phút chặt đứt. Chảm! Chẳng biết lúc nào, mới ngửi Mộng Tiên một lời khẽ quát. Nàng cuối cùng là chém hóa thân, lấy mộng chi đạo chém. Tuy không phải bản tôn hiến tế, nhưng nàng trả giá cao là huyết lâm xối, không biết háo tổn bao nhiêu tuổi thọ, tổn hại đến căn cơ đều không yên, mộng chi quang cũng ảm đạm không chịu nổi. Nàng đưa đi mây khói, đem hắn đưa vào một mảnh tiên trì. Trong ao, mọc ra một đóa có sinh chi liên, hai người thành dung hợp. Mây khói không nhục thân. Hoa sen chính là thân thể ấy, là cái gọi là liên chi thân, nàng sẽ ở đây vượt qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, không chỉ là tu bản thân, vẫn là lắng đọng đạo tâm. Chiếu đến một vòng tinh huy, Triệu Bân chậm rãi mở con mắt. Nửa cái chớp mắt phản ứng, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, trước tiên nhìn về phía tiên trì, ánh mắt dừng lại tại trên gốc kia có sinh chi liên, trong đó có mây khói khí tức rong chơi, hoặc có lẽ là, mây khói ngay tại trong đó, chỉ có điều, đang ngủ say trạng thái. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn một bước rơi vào bên hồ bơi. Hắn đến lúc đó, mưa bụi đã ở đó, đang tò mò nhìn lén lấy cái kia đóa hoa sen, giống như cũng biết trong đó càn khôn, nhưng nàng lúc trước lúc đến, hoa sen bên trong cũng không người cái nào. Tự do, Triệu Bân nhìn qua, kích động vạn phần. Thân là hóa thân, có thể bị bản tôn giao phó tự do thân, đây là vinh hạnh lớn lao, nàng không còn là bản tôn cái bóng, nàng sẽ sống thành một cái có máu có thịt có tình cảm người. Nàng là ai, vì cái gì cùng sư thúc sinh giống nhau như đúc? Mưa bụi tò mò hỏi. Nàng chính là Mộng Tiên hóa thân, ta tại thế gian sư tôn. Triệu Bân không giấu giếm. Mưa bụi nghe xong, có chút lộn xộn, không nghĩ tới Triệu Bân cùng sư thúc, còn có bực này quan hệ, đã hóa thân được tự do, sư thúc chẳng phải là tự chém nhất đao. Nghĩ tới đây, nàng vô ý thức trách mắt, nhìn phía cách đó không xa, cái kia có một gốc cây già, Mộng Tiên sư thúc liền đứng ở dưới cây. Đang lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời, nhìn nàng tóc trắng xóa, liền biết còn hóa thân tự do lúc, bỏ ra cực kỳ giá tiền thảm thiết. Ngươi cứu sư thúc hài nhi, sư thúc trả lại ngươi sư tôn tự do, đây cũng là các ngươi giao dịch sao? Mưa bụi khẽ nói, cuối cùng là hiểu rồi hết thảy. Như lời ngươi nói, Triệu Bân cũng bên cạnh con mắt, cũng nhìn về phía Mộng Tiên. Chính như hắn lúc trước đoán phán, Mộng Tiên còn hóa thân tự do, không cần hiến tế sinh mệnh, chỉ một điểm này. Liền biết Mộng Tiên thủ đoạn cao bao nhiêu, như vậy trộm đổi khái niệm, xuyên tạc pháp tắc, đương đại nên không có mấy người có thể làm được. Mẫu thân, nãi thanh nãi khí tiếng kêu, cắt đứt Triệu Bân suy nghĩ. Là hồng hoang thể, chẳng biết lúc nào bị phóng ra, đang bước tập tính tiểu cước bộ, tại trong bụi cỏ chơi đùa, có lẽ là mệt mỏi, đưa tay nhỏ chạy về phía Mộng Tiên. Hắn vẫn là như vậy thiên chân vô tà, như vậy không dành thế sự. Hắn cười bên trong. Lại không cái kia một tia tiềm ẩn linh hồn đau đớn. Pháp tắc đạo thương được chữa trị, hắn đã không thiếu, chớ nói mưa bụi, liền Triệu Bân, đều rất cảm thấy kiềm chế, cái này không quan hệ tu vi, là huyết thống cùng huyết thống ở giữa kiêng kỵ lẫn nhau. Mộng Tiên mỉm cười, thật sự là một cái ôn nhu mẫu thân. Nàng sẽ đem đứa bé này nuôi lớn, cũng không uổng công nàng đối với người kia si tình một hồi. Đa tạ, Triệu Bân tới, chắp tay cúi người. Cho dù là một hồi giao dịch, hắn câu này nói lời cảm tạ, cũng là phát ra từ phế phủ, hắn cùng với Mộng Tiên có lẽ có ân oán, nhưng dù sao cũng là Mộng Tiên trả sư tôn hắn tự do. Giao dịch thôi, Mộng Tiên một lời bình thản. Nói xong, nàng còn nhẹ phẩy ống tay áo, có một khối ngọc bội bay ra, treo ở Triệu Bân trước người, cầm vật này, đi đạo ra tìm đạo quân, hắn sẽ giúp người trấn áp đại ma vương.
tạ tiền bối, Triệu Bân nở nụ cười, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng còn cần lưu ở nơi đây thuế biến Niết Bàn, năm nào. Chớ quên tới đón nàng. Mộng Tiên lưu lại một ngữ, như mộng bình thường biến mất, cùng nhau biến mất, còn có hồng hoang thể, đến nỗi trong miệng nàng nàng, tất nhiên là chỉ mây khói, chờ cái kia có sinh chi liên ngạo nghễ nở rộ, mới là nàng lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Ta biết. Triệu Bân hít sâu một hơi, quay người rời đi. Trước khi đi, hắn từng ngừng chân bên hồ bơi thật lâu, từng kêu gọi mây khói, nhưng cũng không được đáp lại, đem sư phó ở lại đây, an toàn nên không thành vấn đề, bởi vì có Mộng Tiên che chở. Cùng với Nguyệt Quang, hắn cùng với mưa bụi ra Mộng Chi Đảo. Đạo gia thánh nữ, vẫn là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lúc đi vẫn không quên đối với hòn đảo hành lễ, lần này không uổng công, ít nhất, nàng hiểu rõ hơn sư thúc, cũng không phải là truyền ngôn như vậy băng lãnh vô tình. Ra khỏi đạo gia cũng tốt, tại cái này thế ngoại đào nguyên, dù sao cũng tốt hơn đạo gia ngươi lừa ta gạt. Hai ta đích bảo vật, nàng có thể cho ngươi. Lớn Mập Tiên cùng lão thần côn xông tới, trơ mắt nhìn Triệu Bân. Ta không có bỏ đi ra cũng không tệ rồi. Triệu công tử nói chuyện chính là có học vấn, trộm nhân gia bảo bối, còn nghĩ sẽ trở về. Đây chính là Mộng Tiên, nghĩ gì đây? Hai lão đầu nhi khuôn mặt, ngừng lại đen như than cốc. Hơn nửa cuộc đời chân tàng a, đều bị cô nàng kia cuốn đi. Ông, Triệu Bân tế vực môn, một bước bước vào, đi đạo gia. Đạo gia, hai lão đầu nhi phản ứng lại, vội vàng hoảng đuổi kịp, tiến vực môn lúc, vẫn không quên liếc mắt nhìn mưa bụi, nhà đầu, hai ta đối ngươi không tệ a. Hoàn, vẫn được, mưa bụi không rõ ràng cho lắm. Vẫn được liền tốt, đi ngươi đạo gia, ngươi cũng không thể nói hai ta nói xấu. Hai lão đầu nhi chứng chạc đàng hoàng, rất có đe dọa ý vị, không có cách nào, ai bảo hai người bọn họ không chiêu đạo gia chào đón đâu. Đặc biệt là đạo tiên cùng đạo quân, mỗi khi gặp mặt, cuối cùng suy nghĩ tìm lý do đánh hai người bọn họ. Mưa bụi một tiếng gượng cười, hai cái này lão đầu nhi rất có ý tứ. Nói xấu đi, nàng tất nhiên là sẽ không nói, nhưng nếu hai vị này tại đạo gia không an phận mà nói, đánh một trận vẫn rất có cần thiết, đạo gia tính của người đều không thế nào tốt. Ở đâu ra vĩnh sinh chi lực, lão thần côn chọc chọc Triệu Bân. Chí tôn thành, Triệu Bân chỉ nói cái này ba chữ là đủ rồi. Hai lão đầu nhi cỡ nào cơ trí, còn lại toàn bộ nhờ não bổ liền tốt. Bọn hắn là thổn thức a, nhiều như vậy một chuyện tốt, thế nào liền không có để cho hai người bọn họ đụng vào đâu. Nghe đồn, người mang vĩnh sinh chi lực hai người kết hợp, có thể dựng dục ra vĩnh sinh thể. Nghe đồn, vĩnh sinh thể tuổi thọ kỳ dài, có thể chờ chết thần minh. Nghe đồn, vĩnh sinh thể như phong thần, hậu thế truyền thừa 8 vạn năm không suy. Kế tiếp, chính là hai lão đầu nhi lại nhảy thời gian, từ xa đi xem, hai người bọn họ tựa như môn thần, một trái một phải xử tại Triệu Bân cùng mưa bụi bên cạnh thân, ngươi một lời ta một lời, lại nhảy ục ục liên tục không ngừng. Nhìn Triệu Bân, vẫn là cái kia hiếu học đại hảo thanh niên, tâm không ngoại vật, lòng yên tĩnh như nước, một đường đều đang vùi đầu nhìn cổ thư, đối với một ít người mà nói, quyền đương thúi lắm. Bên cạnh hắn vị kia, thần thái liền không thể nào tự nhiên. Đỏ mặt mỹ nữ đi, vẫn là đừng có một hương vị. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân mới thả xuống cổ thư, như lão tăng thiền ngồi, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn điều động vĩnh sinh chi lực, cùng bản nguyên xen lẫn dung hợp. Vĩnh hằng bản nguyên rất có xâm lược tính chất, lại hấp thu vĩnh sinh chi lực. Bất phàm sức mạnh, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, liền như thế khắc vĩnh hằng bản nguyên. Mỗi hấp thu một tia vĩnh sinh chi lực, liền sẽ phục cổ một phần, tại vững vàng thuế biến. Bởi vì biến hóa này, Triệu Bân thể phách nở rộ kim quang. Hắn giống như hoàng kim đúc nóng, trong trong ngoài ngoài đều sán sán sinh huy. Thiên âm tùy theo vang vọng, đó là huyết mạch truyền thừa nội tình, cùng với bản nguyên phục cổ, dần dần khai quật đi ra, còn có vĩnh hằng dị tượng, cũng là một bộ tiếp một bộ diễn hóa, có thể thấy hắn quanh thân thường hộ tinh thần, mỗi một khỏa đều nhuộm vĩnh hằng hào quang. Như cảnh tượng này, kéo dài mấy ngày không dứt. Mưa bụi sớm đã đứng dậy, bởi vì ngồi ở Triệu Bân bên cạnh thân, huyết mạch bị cực điểm áp chế, cảm giác kia, giống như đầu vai thả một tòa núi lớn, đè nén thở không nổi. Có hậu bối thế này, lão thần côn vuốt râu một cái. Ta lòng rất an ủi, Lớn Mập Tiên rất tự giác bổ nửa câu sau. Đại La Thánh Tử huyết mạch phục cổ, thiên đại hỷ sự a. Tiểu Thiên Thiên phái bọn hắn làm bảo tiêu, đây là bao lớn sứ mệnh. Cũng không thể để cho tiểu tử này xảy ra ngoài ý muốn, hắn là tiên tông tương lai.
vực môn thông đạo, kỳ quái, thêm nữa vĩnh hằng chi quang, tăng thêm một vòng màu sắc. Triệu Bân bàn trong đó, vẫn là sáng chói nhất cái kia. Hắn cái này lột xác không quan trọng, có thể vội vàng lão thần côn cùng lớn mập tiên. Vĩnh hằng dị tượng cũng không là bình thường dị tượng, phàm là có chút lịch duyệt người, đều có thể bằng dị tượng nhận ra huyết mạch, cũng không thể bị ngoại nhân phát giác, cần kiệt lực làm che lấp. Bởi vì hai bọn họ hộ đạo, dị tượng mới không một chút tiết lộ. Mưa bụi là quần chúng, không khỏi có chút lúng túng, cùng là được sống mãi chi lực, Triệu Bân ba ngày hai đầu thuế biến, thường thường niết bàn, trái lại nàng, gì động tĩnh không có. Ôm đùi, cần nhanh chóng, lão thần côn ý vị thâm trường nói. Năm sau, tạo cái vĩnh sinh thể, lớn mập tiên cũng một mặt cười tủm tỉm. Mưa bụi hít sâu một hơi, hai cái này lão đầu nhi quá không đứng đắn, quá già mà không kính, đoạn đường này, sạch cầm nàng trêu đùa, để cho nàng nhịn không được suy nghĩ, muốn hay không nói bọn hắn vài câu nói xấu. Ngô! Đột nhiên, chợt nghe Triệu Bân kêu đau một tiếng. Ba người cùng trách mắt, lọt vào trong tầm mắt thì thấy Triệu Bân thể phách, sụp đổ một vết nứt, có sán sán kim huyết trôi tràn mà ra. Hai lão đầu nhi không còn chọc cười, một trái một phải xông tới. Nhìn qua mới biết, trong cơ thể của Triệu Bân có một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, đang tàn phá bừa bãi lăn lộn. Xuất từ bản nguyên, lớn mập tiên một tiếng do dự. Huyết mạch chi lực, lão thần côn cũng nhìn rõ ràng, xuất từ bản nguyên cỗ lực lượng kia, tới dị thường hung mãnh, thậm chí Triệu Bân thể phách, đều nhìn không được va chạm. Răng rắc, hai người nhìn lên, Triệu Bân thể phách lại nứt ra một đạo. Phía sau, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Là Triệu Bân huyết mạch chi lực quá bá đạo, lại còn biến càng cường hoành. Cái này đều không gì, xả đạm là, Triệu Bân lại khống không được sức mạnh bực này, nguyên nhân chính là hắn khống không được, thể phách mới bị đụng nhau không ngừng băng liệt, toàn thân trên dưới đều đang chảy máu. Triệu Bân, mưa bụi cũng tiến lên, nhẹ giọng kêu một câu. Thật lâu, cũng không thấy Triệu Bân đáp lại. Không khó nhìn thấy, thần sắc hắn có phần đau đớn. Cũng đúng, sức mạnh hào hùng như vậy, ở trong cơ thể hắn tùy tiện va chạm, có thể dễ chịu hơn mới là lạ. Nếu không cưỡi được, liền đem này sức mạnh phát tiết ra ngoài. Lão thần côn vội vàng hoảng đạo. Triệu Bân vẫn như cũ không làm âm thanh, nhưng hắn mi tâm, lại khắc ra một đạo cổ lão bí văn, đó là vĩnh hằng thể dành riêng đồ đằng, rất không ổn định, khi thì hiển hóa khi thì thu liễm. Nhanh chóng tỉnh lại. Lớn mập tiên cái này một lời, rất có trưởng bối uy nghiêm. Huyết mạch chi lực càng lúc càng bá đạo, một cái làm không tốt sẽ đem Triệu Bân chống đến bạo thể. Đáp lại hắn, nhưng là Triệu Bân từng đợt kêu rên. Hắn ngược lại là nghĩ tỉnh lại, làm gì tâm thần bị nhốt rồi. Mà vây khốn hắn tâm thần, chính là vĩnh hằng huyết mạch chi lực. Lần này bản nguyên phục cổ, cùng mọi khi bất kỳ lần nào cũng khác nhau, không chỉ thế tới hung mãnh, còn mang theo cuốn lấy một cỗ không thể kháng cự ma lực, để cho tinh thần của hắn không cách nào nhảy thoát. Bức lão phu động mạnh. Lớn mập tiên bắn ra một tia quang, thành một đạo hư ảo phù chú, khắc ở Triệu Bân phía sau lưng, muốn mạnh mẽ đem Triệu Bân phong cấm. Đừng nói, bùa này đích xác dễ dùng, thật sự áp chế huyết mạch chi lực. Tiền bối, phương pháp này sợ là sẽ phải chửi hắn căn cơ. Mưa bụi nói. Không có gì đáng ngại, đợi ta. Lớn mập tiên một lời còn chưa nói xong, liền nghe Triệu Bân thể phách oanh một tiếng vang dội, bá liệt vô song sức mạnh, từ hắn thể nội lăn lộn mà ra, lại còn chấn giết hắn đạo kia phong ấn phù. Này sức mạnh tới quá đột ngột, toàn bộ lối đi đều một hồi lắc lư. Hai lão đầu nhi chính là đỉnh phong tiên vương, bị sức mạnh va chạm, sừng sững không động. Ngược lại là mưa bụi, có chút trở tay không kịp, tại chỗ bị chấn lộn ra ngoài. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, một cái đại gia hỏa ầm vang lộ ra. Đó là một cái cự nhân, kình thiên đạp đất giống như khổng lồ, nó cũng không phải là chân thực, mà là hư ảo, tựa như phóng đại sau Triệu Bân, vô luận hình dạng khí tức, vẫn là ngũ quan hình dáng, cũng như ra một triệt, đồng dạng thân ảnh cứng cỏi, đồng dạng kim quang rực rỡ. Mà Triệu Bân, liền ở vào trong cơ thể người khổng lồ, đang ôm đầu gầm nhẹ. Quỷ dị chính là, cự nhân cũng như hắn, hư ảo tay, ôm hư ảo đầu, liền đau đớn không chịu nổi thần thái, nặng nề càng mơ hồ gầm nhẹ, cũng không có khác biệt phục chế. Cái này, vĩnh hằng kim thân. Hai lão đầu nhi tề ngưỡng mâu, thần sắc khó có thể tin. Cái gọi là vĩnh hằng kim thân, cùng vĩnh hằng chi môn, vĩnh hằng tuyệt cảnh, vĩnh hằng giới, vĩnh hằng thiên ngự một dạng, tất cả thuộc vĩnh hằng một mạch tiên tàng,
bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, dung hợp vĩnh sinh chi lực Triệu Bân, lại mẹ nó khai ra vĩnh hằng kim thân, nhìn như thế cái to con, nhìn xem đều dọa người. Thật lớn a. Mưa bụi cuối cùng là đứng vững vàng, cũng tại ngửa con mắt nhìn. Thường nghe đám tiền bối nói, vĩnh hằng kim thân kình thiên đạp đất, lại còn bá liệt vô song, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, cái này như một trưởng vỗ xuống tới, cùng cấp bậc không người đỡ được a. Nói chụp liền chụp, gầm nhẹ Triệu Bân, thật sự vung mạnh cánh tay, đây cũng không phải là hắn cố tình làm, bởi vì giờ khắc này hắn, cũng không ý thức thanh tỉnh, cả người đều biểu lộ ra khá là ngây ngô. Phanh, tại vĩnh hằng kim thân trạng thái chụp ra một trường, cũng không phải tình cảnh nhỏ. Vốn là lắc lư vực môn thông đạo, bị hắn một trường đánh một cái đứt đoạn. Thông đạo đứt đoạn, vết nứt không gian chợt hiện, lại tới để cho hai đại đỉnh phong tiên vương đều trở tay không kịp, thậm chí bị trong nháy mắt quấn vào khe hở, kèm thêm vĩnh hằng kim thân, cũng cùng nhau nuốt hết. Oanh, phanh, không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, hai tòa sơn nhạc ầm vang sụp đổ. Đó là bị Triệu Bân cùng mưa bụi đập sập, từ sơn phong một đường đập trúng chân núi. Đá vụn bắn bay bên trong, có thể gặp hai người thân ảnh chật vật. Triệu Bân còn tốt, có vĩnh hằng kim thân kháng tổn thương, đơn giản chính là kim thân tạm thời sụp đổ, mưa bụi liền phá lệ thê thảm, uyển chuyển tiên khu, đều là không gian chia cắt ra huyết khe. Cũng chỉ hai bọn họ, cũng không gặp lão thần côn cùng lớn mập tiên. Vấn đề nhân phẩm rất trọng yếu, cái kia hai không biết bị cuốn đi đâu rồi. Triệu Bân trạng thái không tốt, tại chỗ rơi vào hôn mê, liền mở ra vĩnh hằng kim thân, cũng tản sạch sẽ, tuy là chật vật không chịu nổi, nhưng hắn giữa hai lông mày đau đớn sắc, lại tản không thiếu, sao động huyết mạch chi lực, cũng cùng với hắn hôn mê, mà quy về bình tĩnh. Triệu Bân, mưa bụi che lấy cánh tay ngọc, lảo đảo mà đến. Vết nứt không gian có mạnh có yếu, mà bọn hắn lần này đụng vào, rõ ràng rất khủng bố, nàng thương thảm liệt như vậy, đều là bái không gian lực lượng ban tặng. Kém chút táng thân trong đó. Gặp Triệu Bân thể phách còn hảo, nàng mới thở dài một hơi. Mơ mơ hồ hồ khai vĩnh hằng kim thân, suýt nữa ủ thành tử kiếp. Ân. Không đợi mưa bụi đỡ dậy Triệu Bân, thì thấy hai đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống. Đó là hai cái lão giả, tối sầm bào một bạch bào, đều là tiên vương tu vi, tám thành là nghe nói động tĩnh, mới chạy cái này xem xét, lại tốc độ cực nhanh, thân pháp cũng cực quỷ dị. Khô diệt thánh địa, mưa bụi gặp chi, trong nháy mắt nhận ra lai lịch. Nàng bên này nhận ra, hắc bạch hai tôn tiên vương lại là sững sờ, nằm cái kia, là đại la thánh chủ sao? Đứng vị kia, là đạo gia thánh nữ sao? Sững sờ qua sau, hai người con mắt đều nở rộ lửa nóng tinh quang. Thực sự là thượng thương chiếu cố, hơn nửa đêm đưa tới như thế cái tạo hóa. Cách ngôn nói thế nào, nguyệt hắc phong cao dạ, cái kia thời cơ tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mưa bụi nhẹ phẩy tay áo, đem Triệu Bân thu vào tử phủ. Nàng không nhiều lời, quay người liền đi, hai người này tới bất thiện. Tiểu Hữu, như vậy gấp gáp đi cái nào a? Áo đen tiên vương u cười nói, ngăn cản mưa bụi đường đi. Bạch y tiên vương cũng tự giác, ngăn ở hậu phương, đem thuốc mưa ngăn ở giữa. Hiếm thấy cơ duyên tốt. Hiếm thấy đại tạo hóa. Há có buông tha lý lẽ? Hai vị tiền bối, đây là ý gì? Mưa bụi thản nhiên nói. Chớ hiểu lầm, liền nghĩ thỉnh tiểu hữu trở về uống chén trà. Bạch y tiên vương cười nói. Không rảnh, mưa bụi vừa nói vừa muốn đi. Cái này nhưng không phải do ngươi. Áo đen tiên vương khóe miệng hơi vểnh, lần thứ hai ngăn cản lúc nào đi lộ. Hơn nữa, còn có pháp khí mạnh mẽ xuất thể, tức thì nở rộ khô diệt chi uy. Ta thế nhưng là đạo gia thánh nữ. Đã thương ta, đạo quân tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi. Mưa bụi ngược lại cũng không ngốc, còn biết chuyển hậu trường, vạn nhất đối phương từ tâm đâu. Ta khô diệt thánh địa cũng có bán thần, nã đạo quân đè ta mấy người. Không dùng được, bạch y tiên vương cười, cất giấu vẻ hung tàn cùng âm trầm, rất giống lệ quỷ. Hoang sơn dã lĩnh, giết ngươi ai biết, vẫn là áo đen tiên vương mạch suy nghĩ rõ ràng, hơn nửa đêm, trước không thôn sau không tiệm. Diệt hai tiểu bối thần không biết quỷ không hay. Hù không được. Mưa bụi lười nhác nói nhảm, đăng thiên phi đột. Đi đâu? Áo đen tiên vương nhe răng cười, lấy tay hướng thiên chộp tới. Mưa bụi trong tay áo tiên quang chợt hiện, có một đạo phù chú bay ra. Càn khôn bị cưỡng ép định trụ, áo đen tiên vương dò tới đại thủ, cũng bởi vì trì trệ.
Ngắn ngủi một cái chớp mắt, mưa bụi tế trận đài, một bước trốn vào. Làm gì, Bạch Y Tiên Vương giết tới, một trường đã từ thiên bổ xuống. Phanh! Trận đài thông đạo đứt đoạn, mưa bụi từ bên trong ngã ra. Không đợi nàng đứng vững, thì thấy áo đen Tiên Vương thôi động bảo ấn đập tới. Tiên Vương bản mệnh pháp khí, lực sát thương cực kỳ khủng bố, nửa bầu trời đều bị đè sụp đổ. Siêu! Đạo gia thánh nữ tự có nội tình, đầy trời chữ cổ diễn hóa. Sau đó, chính là hư ảo đạo kinh, hoành phô thương miểu, cưỡng ép phá giam cầm, mà này một cái chớp mắt, nàng đã tế phán quan bút, phật tay một đạo tinh hà, chảm lui bảo ấn. Phán quan bút, Bạch Y Tiên Vương một tiếng kinh ngạc. Đây chính là đồ chơi hay, đã trừ khử thế gian rất nhiều năm, chưa từng nghĩ, tại trong tay đạo gia thánh nữ, cũng không hổ là truyền thuyết chi vật, này bút chỉ uy lực đích xác đủ bá đạo. Thuộc về ta. Áo đen Tiên Vương âm hiểm cười, vượt ngang hư không mà đến. Mưa bụi điều động vĩnh sinh chi lực, thành một đạo kiếm mang, đánh cho áo đen Tiên Vương nửa bước lui lại, tùy theo diễn hóa vĩnh hằng vương tọa, thì đem hắn đè một hồi lảo đảo. Lại còn có vĩnh sinh chi lực. Hai Tiên Vương đều kinh hãi, ánh mắt càng cực nóng. Tạo hóa liền ở trước mắt, hai người đều điên cuồng, lại không giấu giếm, đáng sợ Tiên Vương chi uy, đụng thiên khung ầm ầm. Có nhiều khô diệt sấm sét bay múa. Phốc, mưa bụi đẫm máu, diễn xuất vĩnh sinh vương tọa, bị một trưởng đả diệt. Còn có đầy trời chữ cổ, cũng thành mảnh vỡ nát, khó khăn cản ngay cả Tiên Vương công phạt. Nàng không ngạnh chiến, một đường vừa đánh vừa lui. Mờ tối sơn lâm, ngừng lại một mảnh oanh minh. Từ phương xa nhìn, sơn nhạc là một tòa tiếp một tòa sụp đổ, khô diệt pháp tắc, thành kiếm quang thành đao mang, đầy trời phách trảm. Đem hư vô không gian đánh tan nát vô cùng. Lão đại, nhanh chóng tỉnh lại. Vĩnh hằng giới bên trong, Long Uyên bọn chúng luồn lên nhảy xuống. Lại mẹ nó thời khắc mấu chốt, chủ nhân lại mẹ nó như xe bị tuột xích. Vẫn là kiếm thánh bình tĩnh, tàn hồn chìm tại tiên trì, mảy may không có xuất thủ tư thế, hai tiên vương còn muốn không được đạo gia thánh nữ mệnh, có thể để hắn rèn luyện đấu chiến tâm cảnh. Nếu thật có nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ ra tay. Cho dù là tàn hồn, cũng có thể miểu sát trong đó một tôn tiên vương. Đạo hư cảnh đệ nhất trọng, cái kia hai cũng là tiên vương bên trong tối lót đáy. Oanh! Lại một tòa núi cao sụp đổ, không gian cũng nổ nát vụn một mảnh. Mưa bụi tay cầm tiên kiếm, xuyên qua không gian trốn vào mênh mông thiên tiêu. Thật đúng là xem thường ngươi, hai tiên vương đuổi sát không buông, lại mặt mo đen như mực, hai đánh một đội hình, bọn hắn đường đường tiên vương. Vậy mà bắt không được một cái thái hư cảnh. Bức lão phu động sát sinh đại thuật, Bạch Y Tiên Vương lạnh quát, mi tâm mở đệ tam con mắt, có một đạo khô diệt sấm sét từ bên trong bắn ra, như một đạo kinh mang hoành quán thương miểu. Mưa bụi lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, một đòn này rất có lực sát thương. Nàng thông suốt định thân, một tay bóp ấn quyết, trước người diễn xuất một cơn lốc xoáy. Khô diệt sấm sét tiện tay liền đến, uy lực xác thực cường hãn. Nhất kích xuyên thủng vòng xoáy, đáng sợ uy thế còn dư, còn tại mưa bụi đầu vai, chém ra một đạo xâm nhiên huyết khe. Cấm! Áo đen Tiên Vương như kiểu quỷ mị hư vô buông xuống, phong mảnh không gian này. Bạch Y Tiên Vương tốc độ cũng không chậm, đánh tới liền muốn đoạt phán quan bút. Nghênh đón hắn, nhưng là một vệt kim quang bóng người, cùng một cái nhuộm vĩnh hằng quang kim quyền. Không tệ, Triệu công tử tỉnh, trước tiên giết ra. Một quyền này của hắn cương mãnh cũng bá đạo, chủ yếu nhất là, ngắm tặc chuẩn, là chạy Bạch Y Tiên Vương mặt mo đi, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy cái này khi dễ tiểu bối. Phốc, răng rắc, a, à, cái này ba loại âm thanh, liên tiếp không ngừng vang lên. Triệu Bân một quyền đánh ngay ngắn, oanh diệt Bạch Y Tiên Vương nửa cái đầu lâu, xương cốt bão vụn nhuộm máu tươi cùng óc, sụp đổ đầy hư thiên, Tiên Vương kêu thảm phá lệ thê lương. Áo đen Tiên Vương cũng đẫm máu, bị xông phá trói buộc yên vũ chảm lui. Còn chưa xong, Triệu Bân ngự động Long Uyên vượt qua, tháo hắn một đầu cánh tay. Tỉnh ngủ, mưa bụi ho một ngụm tiểu huyết. Còn có chút mơ hồ, Triệu Bân che lấy ót, vẫn thật là lảo đảo một bước, mơ mơ hồ hồ mở một mạch tiên tàng, cho hắn tâm thần đầu ngơ ngơ ngác ngác. Oanh, phanh, đối diện, hai đại Tiên Vương đã thành thân, rơi xuống đất vang một tiếng bang. Thấy là Triệu Bân, sắc mặt hai người trong nháy mắt dữ tợn không chịu nổi, cơ duyên đều nhanh tới tay, đến càng là một cái biến cố, thời khắc mấu chốt tỉnh ngủ, đánh chính bọn họ cái tát đùng đùng vang dội. Còn có thể chiến,
Triệu Bân trách mắt hỏi. Kiềm chế một phương còn có thể. Mưa bụi khẽ nói nở nụ cười. Như thế, ca mang người phát tài. Triệu công tử một cái chớp mắt chiến lực toàn bộ triển khai, mang theo cuốn sát khí ngút trời tấn công về phía Bạch Y Tiên Vương. Nếu đặt ở ngày xưa, hắn cũng sẽ không cùng Tiên Vương chính diện cứng rắn làm. Nhưng chiều nay không giống ngày xưa, nhiều lần thuế biến niết bàn, thêm nữa tu vi để thăng cùng rất nhiều át chủ bài, hắn bây giờ, đã có cùng không thiếu sót Tiên Vương đánh nhau tư bản. Chủ yếu nhất là, hai cái này Tiên Vương đều không có mạnh. Nói xong vô tâm, người nghe hữu ý, lấy ca tự xưng Triệu công tử, cho người ta mưa bụi chọc cười, hai người luận niên kỷ, Đại La Thánh tử phải gọi nàng một tiếng tỷ mới đúng. Không quan trọng, phát tài đi. Nàng cũng chiến lực toàn bộ triển khai, công về phía áo đen Tiên Vương, không hy vọng xa vời có thể đánh bại đối thủ, kiềm chế lại liền tốt, nàng trạng thái không tốt, nhưng vĩnh hằng thể nhảy nhót tưng bừng, đập tan từng cái. Tự tìm cái chết. Bạch Y Tiên Vương phẫn nộ gào thét. Tế khô diệt chi hải, cuốn tới. Triệu công tử liền phá lệ cường thế, như giao long như biển, cũng như giao long giết ra, khô diệt chi lực khó thương hắn thể phách, ngược lại là hắn một quyền, đánh đối phương kêu rên ho ra máu. Chảm! Bạch Y Tiên Vương lạnh quát, nguyên thần kiếm nghênh không bổ tới. Triệu Bân ngược lại tốt, cứ thế không có trốn, ngạnh kháng nhất kích. Hắn không phải người chịu thua thiệt, chịu đối phương một kiếm, tất nhiên là còn đối phương một đao. Hắn xách ra phệ tiên đao, cuồn cuộn tiên lực rót vào, mười trượng đao mang bá thiên tuyệt địa. Ông! Mười trượng đao mang rơi xuống, đánh cho Bạch Y Tiên Vương ầm vang quỳ xuống đất. Nhưng, hắn cũng vẻn vẹn quỳ xuống đất, cơ bản không có bị gì tính thực chất tổn thương, chỉ vì hắn có bản mệnh khí hộ thể, hơn chín thành lực sát thương, cũng là bản mệnh khí chống được. Đến nỗi còn lại chưa tới một thành đi, cùng cù lét không khác. Đây cũng là Tiên Vương, chỉ cần bản mệnh khí còn tại. Giết chết rất tốn sức. Đối với cái này, Triệu Bân lòng dạ biết rõ. Một đao này, đơn giản là thăm dò hư thực. Nho nhỏ động hư, khán lão phu chảm ngươi. Bạch Y Tiên Vương tiếng quát chấn thiên khung, mang theo cuốn khô diệt chi lực giết tới. Hắn trưởng như thần đao, mổ ra Triệu Bân lồng ngực, phá hủy Triệu Bân mấy cây tiên cốt. Đi ra cho ta a. Triệu Bân thì sáng lên một tay tuyệt chiêu, ân, cũng chính là trộm tiên thuật. Phương pháp này trải qua hắn vô số lần diễn hóa, đã là luyện lô hỏa thuần thanh, cứ thế từ Bạch Y trong cơ thể của Tiên Vương, túm ra hắn bản mệnh pháp khí, đó là một mặt màu đen gương đồng, hắn rất tự giác, trộm đối phương bản mệnh khí, tiện tay liền nhét vào hắn vĩnh hằng giới. Ngô! Bản mệnh khí bị đoạt, Bạch Y Tiên Vương kêu rên không ngừng. Cũng đúng, nhà ai ném đi cục cương quý giá không khó chịu a. Thần Long bãi vĩ! Triệu Bân trong lòng một quát. Hoàng Kim Cự Long gào thét mà ra. Bạch Y Tiên Vương tại chỗ đẫm máu, bị đuôi rồng vung lộn ra ngoài. Một kích này, có đủ hắn khó chịu. Càng làm cho hắn khó chịu còn tại đằng sau. Nhưng ngửi một tiếng kiếm ngân vang, Triệu Bân thuấn thân tiêu thất, đợi hắn lại hiện thân nữa lúc, Bạch Y Tiên Vương đã là đầu người rơi xuống đất, không vốn mệnh khí bảo hộ, thuấn thân tuyệt sát chém một cái chuẩn. Ngươi đáng chết, Bạch Y Tiên Vương bứt ra phi đột. Tuy bị chặt đầu người, nhưng hàng này vẫn như cũ mắng hăng hái. Triệu công tử chỉ thấy không thể người khác mắng hắn, cái kia đuổi sát không buông. Diệt! Bạch Y Tiên Vương hổ khu chấn động, có kiếm khí từ trong cơ thể nộ chém ra. Này kiếm khí bất phàm, nên bậc đại thần thông bản nguyên chỗ rèn luyện. Chấn áp! Triệu Bân thì vừa quát âm vang, nghiễm nhiên mặc kệ kiếm khí. Hắn cũng diễn xuất vĩnh sinh vương tọa, so mưa bụi còn càng tốt đẹp hơn chói mắt, cho dù là hư ảo. Cũng nặng nề như núi lớn, mang theo cuốn rộng rãi chi lực, từ thiên đập xuống. Hẹn đánh nhau đi, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Triệu công tử liền tâm tư này, ngươi chém ta ta liền đập ngươi. Phía sau một màn, liền phá lệ máu tanh. Triệu Bân chịu một kiếm, nửa bên thân thể băng diệt. Không đầu Bạch Y Tiên Vương, thì trong khoảnh khắc bị ép trở thành một bãi thịt nát, ngay cả xương cốt cũng cùng nhau thành bã vụn, chỉ còn dư một đạo hư ảo nguyên thần. Tự toái thịt nát vụn cốt bên trong thoát ra. Hắn là mộng bức, cũng là chấn kinh hoảng sợ. Lấy hắn tu vi, lại bị tiểu bối đánh thảm như vậy. Đồng dạng khiếp sợ, còn có cùng mưa bụi đấu chiến áo đen Tiên Vương. Từ Côn Luân thịnh hội sau, lúc này mới qua bao lâu, ngày xưa tiểu tu sĩ, lại biến khủng bố như thế, lấy động hư cảnh tu vi, lại đánh cho tàn phế một tôn không sứt mẻ Tiên Vương. Muốn phát tài, mưa bụi hiếm thấy cười vui vẻ.
Cái này nên Triệu Bân nhiều lần thuế biến sau, lần thứ nhất chiến lực toàn bộ triển khai. Tiên vương lại như thế nào, cũng phải nhìn nội tình, gà mờ không dùng được. Nhanh, mau tới cứu ta. Bạch y tiên vương sợ, nguyên thần liều mạng trốn chạy. Hắn chạy là không chậm, nhưng Long Uyên có vẻ như càng nhanh. Này kiếm có tuyệt chiêu, vượt qua không gian có thể so với thuấn thân tuyệt sát. Lần này, nó là từ chủ nhân ngự động, Triệu Bân chính là nó sức mạnh cội nguồn, đây cũng là tự chủ công phạt cùng chủ nhân ngự động khác nhau, uy lực không giống với lực sát thương là. Phốc, chạy trốn bạch y tiên vương, bị một kiếm đóng vào thương miểu. Nguyên thần huyết quang, là từng sợi băng xạ nguyên thần chi lực. Phong, Triệu Bân một tay bấm niệm pháp quyết, làm phong cấm chi pháp. Nhưng thấy Long Uyên kiếm ông run lên, khắc tại hắn kiếm thể độn giáp chữ thiên, nhuộm kim quang cùng nhau hiển hóa, như lạc ấn khắc tại trong cơ thể của tiên vương, đem hắn phong gắt gao. A, à, bạch y tiên vương kịch liệt giãy giụa, nhưng chính là giãy giụa mà không thoát. Cái này từng khỏa chữ vàng, đều có một loại lực lượng kỳ dị. Chính là cái này lực lượng kỳ dị, tạo cái này đáng sợ giam cầm. Cái này, áo đen tiên vương thần sắc đột biến. Tốt xấu là tiên vương cấp đồng đội, quỷ cũng không tránh khỏi quá nhanh. Vốn là hai đối hai đội hình, cái này mẹ nó là muốn một chọi hai sao. Lão cẩu, đến ngươi. Triệu Bân tay cầm phệ tiên đao, vượt thiên mà đến. Áo đen tiên vương nhưng là vung cánh tay lên một cái, có từng mảnh sáng chói tinh thần, trong tay áo bay ra ngoài, mỗi một viên tinh thần, cũng là một tôn bí khí pháp bảo, tất cả vọt lên tận trời, chuông đồng, linh cảnh, bảo tháp, lư đồng. Cái gì cần có đều có, lại đều nhuộm khô diệt chi quang. Mà mẹ nó, Triệu Bân bạo nói tục, đuổi quá mau đụng cái ngay ngắn. Mưa bụi cũng không tốt gì, suýt nữa bị nện hỏng nhục thân. Giết! Áo đen tiên vương quát to một tiếng, muốn cường thế oanh diệt hai người. Đầy trời pháp khí tập thể nở rộ tia sáng, khô diệt chi quang bay múa. Mở! Hai người rất có ăn ý, tất cả mở bản mệnh dị tượng. Vẫn là cái đồ chơi này dễ dùng, đè đầy trời pháp khí liên miên rơi xuống, trong đó có không ít còn chưa rơi vào địa, liền nổ thành mảnh vụn, mỗi một khối đều lóe lên quang mang, đúng lúc gặp ban đêm lờ mờ, mảnh vỡ nhỏ thật sự như ngôi sao đầy trời, giống như quang vũ vung vãi. Phốc, áo đen tiên vương ho ra đầy máu, quỷ hiểu được gặp bao nhiêu phản phệ. Hắn tồn tại, liền rất tốt giải thích cái gì là tham thì thâm. Tế luyện pháp khí tuy nhiều, nhưng đều không phải tinh phẩm. Đơn giản lấy số lượng giành thắng lợi, chợt nhìn là rất dọa người, uy lực của nó cùng lực sát thương cũng không tầm thường, lại đều không thể nào chịu đòn. Áo đen tiên vương cũng túng, không dám tiếp tục ngạnh chiến. Hai cái này cũng là thuộc xúc sinh, nội tình quá hùng hậu. Tới đều tới rồi, chớ đi thôi. Triệu Bân như kiểu quỷ mị hư vô tới người, lại nổi lên đại chiêu. Mà mưa bụi, thì trở thành vương bài cấp phụ trợ, làm đạo gia cấm thiên thuật, giống định thân. Cấm áo đen cơ thể của tiên vương trì trệ, không cần quá lâu, trong nháy mắt liền đủ. Ngươi cũng ra đi. Vẫn là trộm tiên thuật, Triệu công tử là càng dùng càng tiện tay. Áo đen tiên vương bản mệnh khí, cũng không để ý cả ném đi. Không có bản mệnh khí bảo hộ tiên vương, đó chính là một bia sống. Xem đao, A Phi, xem kiếm, Long Uyên một tiếng gào to. Phốc, kiếm đến huyết quang chợt hiện. Áo đen tiên vương đầu người cũng chặt. Phanh, răng rắc, máu tanh tên vở kịch, lại lần nữa diễn một lần. Triệu Bân cùng mưa bụi phối hợp ăn ý, xinh xinh đem hắc y tiên vương nhục thân, hủy đi thất linh bát lạc, gì cái khô diệt chi lực, gì cái tiên vương tu vi, bây giờ cũng là bài trí. A, à, tiên vương kêu rên, so lệ quỷ càng thê thảm hơn. Áo đen tiên vương cũng quỳ, bị cưỡng ép phong cấm. Đến nước này, phế tích một dạng sơn lâm mới quy về bình tĩnh. Hai đại tiên vương cuối cùng thành một đôi cá mè một lứa. Kích động không, Triệu Bân cười nói. Kích động, mưa bụi nở nụ cười xinh đẹp. Tối nay một trận chiến liên tục cầm hai tôn tiên vương, có thể không kích thích sao? Nàng tự học đạo đến nay, vẫn là đầu trở về có cái này quang huy chiến tích. Mặc dù, nàng chỉ là một cái đánh xì dầu. Dám giết ta, lão tổ định sẽ không bỏ qua các ngươi. Hai tiên vương nguyên thần phẫn nộ gào thét. Lại cũng biết chuyển hậu trường. Triệu Bân cũng không nghe hắn hai nói linh tinh, một người tới một cái đánh hồn tiên, trực tiếp đưa vào mộng đẹp, Đại La Tiên Tông cùng khô diệt thánh địa đối địch, đã không phải một ngày hai ngày, phóng cùng không thả có vẻ như đều không gì khác nhau,
năm nào nên đánh trận chiến, một hồi cũng sẽ không thiếu. So sánh làm nhiệm vụ, vẫn là cái này nhanh đến tiền. Cùng ta hỗn, bảo đảm ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Dưới ánh trăng, Đại La Thánh Tử cùng đạo gia thần nữ đỉnh đầu phân tang hình ảnh nhỏ, vẫn là rất đẹp mắt, chớ nói khi trước lớn mập tiên cùng lão thần côn, bây giờ, liền kiếm thánh đều chợt cảm thấy hai cái này rất xứng đôi. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái. Hơn nửa đêm, hai người đều phá lệ hăng hái. Đặc biệt là Triệu công tử, tối nay có thể nói xong hỉ lâm môn. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, hắn lại khai vĩnh hằng kim thân. Khác với lúc đầu, lần này hắn có thanh tỉnh ý thức. Lớn không? Triệu Bân cúi đầu nhìn mưa bụi. Lớn, mưa bụi một tiếng gượng cười có phần lúng túng. Như thế một cái đại gia hỏa, nàng phải ngửa đầu nhìn mới được. Trừ này, chính là một loại phát ra từ linh hồn uy áp, vĩnh hằng kim thân khí chàng quá mạnh. Phanh! Triệu Bân đã bước chân, trong núi vừa đi vừa về tản bộ. Dưới trạng thái bình thường, đi hai bước không có gì, nhưng hôm nay hắn, là tại vĩnh hằng kim thân trạng thái, như vậy cái kình thiên cự nhân, một cước đạp xuống đi, đó chính là một ngọn núi. Đi một chút thì cũng thôi đi, hàng này còn mang chạy trốn. Hắn cái này chạy không sao, cả vùng đều đi theo oanh động. Mưa bụi là quần chúng, một đường đều ở phía sau đi theo, mấy lần cũng không khỏi che miệng cười trộm, đường đường Đại La Thánh Tử, bây giờ giống như một cái không dành thế sự hài tử, rất là tinh nghịch, khi thì chạy, khi thì trên nhảy dưới tránh, khi thì múa kiếm, lại khi thì chứng chạc đàng hoàng đánh quyền pháp. Thậm chí là, thật tốt một mảnh quần sơn, bị hắn gây bừa bộn không chịu nổi. Không tệ. Triệu Bân vừa đi vừa nghỉ, tính tâm lĩnh hội này trạng thái. Hắn được chứng kiến cuồng anh kiệt bá thể, hai người là có dị khúc đồng công chi diệu. Đơn giản là ngoại đạo pháp tướng. Pháp tướng chi hình thái, chia rất nhiều loại, mà hình người pháp tướng, chính là một trong số đó, cái này cùng kỳ lân hóa cùng cửu vĩ hóa, có bản chất khác biệt, đó là mượn ngoại lực, đây là tu bản thân. Không sứt mẻ vĩnh hằng thể, hẳn là càng lớn, mưa bụi một tiếng lẩm bẩm. Ngoại đạo pháp tướng đi, nhìn tu vi cũng nhìn bản nguyên. Nếu là đối đạo lĩnh hội rất sâu, cũng là có ngoài định mức tăng thêm, nếu tu luyện đến đại thành, chính là vạn pháp bất xâm. Nói tóm lại một câu nói, vĩnh hằng kim thân tạo hóa vô tận. Mập mạp, lão quang côn, Triệu Bân bản tôn cẩn trọng, hắn phân thân cũng không nhàn rỗi, không biết phái đi ra bao nhiêu, top 5 top 3, chạy về phía bốn phương tám hướng, một đường đi một đường la lên. Bọn hắn cũng không phải du sơn ngoạn thủy, là tìm lớn mập tiên cùng lão thần côn. Cũng là bị cuốn vào kẽ hở, thế nào liền đem hai bảo tiêu vứt bỏ đâu. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân mới tản đi vĩnh hằng kim thân, từ trên trời giáng xuống. Cảm giác vừa vặn rất tốt, mưa bụi đưa tới một bầu rượu. Vẫn được, chính là chân có chút mềm. Triệu Bân há miệng chính là lời nói thật, đâu chỉ run chân, phải đỡ mưa bụi mới có thể đứng ổn. Cái này, chính là lắp ráp vĩnh hằng thể lên án, hợp kim có vàng thân tiêu hao, dị thường cực lớn. Cảm giác lực lượng trong cơ thể, đều bị trong nháy mắt hút hết. Nếu hắn huyết mạch hoàn chỉnh, hơn phân nửa không có bực này tai hại. Kim thân vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Mưa bụi thiện ý nhắc nhở, từ lúc Triệu Bân quen biết, vẫn là đầu hẹn gặp lại hắn như vậy ỉu xìu không kéo mấy, như thế bàng bạc lại thịnh vượng khí huyết, đều suýt nữa tê liệt, có thể thấy được kim thân chi hao tổn, khủng bố đến mức nào. Trước tạm lên đường, Triệu Bân che lấy eo mở vực môn. Không đợi cái kia hai vị tiền bối, mưa bụi tùy theo đuổi kịp. Ta cũng phải có thời gian chờ mới được. Triệu Bân chân trước mới vừa vào vực môn, chân sau liền tê liệt ngã xuống dưới, sắc mặt biểu lộ ra khá là tái nhợt bên trong cất giấu một vòng đau đớn. Sở dĩ như vậy, không chỉ là nhân kim thân hao tổn, còn bởi vì hỗn thiên đại ma vương, cái kia quỷ dị như ma chú gào thét cùng gào thét, thời khắc đều tại họa loạn hắn tâm thần, lại gần đây càng hung mãnh hơn. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Thế tới càng hung, liền chứng minh ma vương gây càng ác. Một khi vượt qua cái nào đó cực hạn, ma đầu nhất định phá cửa mà ra. Ngươi lại tính dưỡng, ta tới điều khiển. Mưa bụi đầu ngón tay quanh quẩn huyền dị chi lực, khắc xuống không gian tọa độ. Đường đi còn rất xa xôi, Triệu Bân trạng thái không tốt, đích xác không chỉ hoãn được. Đến nỗi lớn mập tiên cùng lão thần côn, nếu bình yên vô sự, chắc chắn đi đạo gia. Bên này, Triệu Bân đã cầm đan dược, một cái tiếp một thanh nuốt. Hắn giống như nhiễm phong hàn, ăn đan dược lúc, thỉnh thoảng dùng mình.
Mưa bụi có lẽ không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn cảm giác rõ ràng, đại ma vương tại nhìn lén hắn, giống như tử vong ngưng thị, bị một tôn bán thần chăm chú nhìn, hắn có thể ấm mới là lạ. Thả bản vương, ta truyền cho ngươi bất thế bí pháp. Có thể nghĩ muốn vĩnh hằng bản nguyên, ta biết nơi nào có. Quy thuận ta, bản vương liền tiễn đưa ngươi một hồi đại tạo hóa. Ma vương u cười, lại tại Triệu Bân não hải vang vọng, kéo dài không ngừng nghỉ, mỗi một câu đều chứa đầy đáng sợ ma lực, thậm chí vốn là mơ hồ Triệu Bân, lại dần dần lộ ra ngây ngô. Không thể cùng đối thoại. Cái này, là Triệu Bân đối với chính mình lời khuyên. Nói nhiều một câu, tâm thần đều có thể bị cuốn đi. A, à, Triệu Bân không nhìn, trêu đến đại ma vương tức giận. Sau đó, chính là mới một đợt gào thét cùng gào thét. Ma âm như từng đạo lôi đình, muốn hủy diệt diệt hắn tâm thần. Ngô, Triệu Bân kêu rên không ngừng, đau đầu người muốn nứt. Bởi vì ma chú ăn mòn, hắn cái kia thanh minh con mắt, đã nhiễm một vòng huyết sắc, bạo ngược cùng sát ý cùng tồn tại, nghiễm nhiên một bộ nhập ma hiện ra, ngay cả tiên lực đều nhiều hơn một tia ma sát. Mưa bụi gặp chi, lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Do dự ba lượng trong nháy mắt, nàng lấy một vật. Đó là hai đầu xích sắt, khắc lấy đạo gia phủ văn. Xong, Triệu Bân liền bị khóa tay cùng chân. Xích sắt rất quỷ dị, băng lãnh dị thường, nhiễm vĩnh hằng khí huyết, liền trở nên giống như ngầm hiệt, hơn nữa, còn có từng sợi quái dị sức mạnh, dòng chơi trong đó, đó là phong tỏa cùng giam cầm. Không cần như thế, đỡ được, Triệu Bân ánh mắt kiên định. Khóa lại hảo, khóa lại an toàn, mưa bụi nói, lại cho Triệu Bân trên thân, dán mấy đạo phù chú so với sắt liên càng quỷ dị, đè Triệu Bân thở dốc đều tốn sức. Sao chả càng nói càng có sức, ta còn có thể đem ngươi mạnh. Làm lộ không thành. Đi đạo gia, cũng đừng nói chuyện như vậy, dễ dàng bị đánh. Hai người cũng là có ý tứ, một cái kêu rên không ngừng, một cái tận tụy dán phù chú, không còn lớn mập tiên cùng lão thần côn tại chỗ, ngược lại là nhiều một loại khác luận điệu. Triệu Bân đàng hoàng, bị khóa gắt gao. Liền cái này, mưa bụi còn nghĩ lại đến mấy đạo phong cấm. Sự thật chứng minh, nàng vẫn rất có dự kiến trước. Bởi vì phía sau mấy ngày, người nào đó trạng thái, biến càng ngày càng không xong, càng nhiều ma sát bao phủ, ngày xưa cơ trí cũng thâm thúy con mắt, bây giờ cũng đã là tinh hồng muốn chảy máu. Bán thần cấp ma đầu, chính là đại thần thông. Cho dù là người khác tại hư ảo, vẫn như cũ có thể họa loạn vĩnh hằng. Ai nói động hư cảnh không mở được vĩnh hằng chi môn, nếu là hắn khống Triệu Bân tâm thần, tòa kia môn tùy thời đều có thể mở, chỉ có điều, cái kia là lấy Triệu Bân mệnh làm đại giới. Chống đỡ, sắp tới. Mưa bụi nói khẽ. Đánh giá thấp hắn, Triệu Bân không ngừng hất đầu, làm thế nào cũng không bỏ rơi được sát lục chi ý. Hơn nữa, còn mẹ nó càng vung càng mơ hồ, ngây ngô đang từ từ thôn vệ hắn tâm thần. Cũng là từ một cái chớp mắt này, hắn nhìn mưa bụi ánh mắt, biến kỳ kỳ quái quái, không biết vì sao, thời khắc này đạo gia thần nữ, tựa như so trước kia càng dễ nhìn. Vẫn là ma vương quấy phá, tỉnh lại hắn nguyên thủy nhất cũng dã man nhất dục vọng. Vì cái gì nhìn ta như vậy? Mưa bụi toàn thân mất tự nhiên. Dung mạo ngươi đẹp, Triệu Bân đứng lên, một bước hơi lay động một chút hướng đi cuối thông đạo, bởi vì bị xích sắt khóa lại hai tay hai chân, hắn giờ phút này, rất giống một cái bị kéo đi dạo phố tù phạm, đi đường lúc, xích sắt ma sát mặt đất hoa lạp âm thanh, rất là ồn ào. Hắn phải đi nơi khác đi bộ một chút, còn phải cùng mưa bụi giữ một khoảng cách. Vị đại mỹ nữ như vậy tại trước mặt, không phải hắn bị đánh, chính là nàng thấy máu. Rầm rầm, vực môn trong thông đạo, xích sắt va chạm thanh âm, bên tai không dứt. Như tù phạm Triệu Bân, càng chạy càng xa, càng chạy càng đứng không vững. Sau lưng, mưa bụi một đường đi theo, lông mày xinh đẹp nhíu rất sâu. Nàng là khó có thể tin, Triệu Bân thế nhưng là một tôn hồng trần tiên cái nào. Là xông qua hồng trần lỗ ngoan nhân, tâm trí cỡ nào kiên định, lại cũng gánh không được ma vương họa loạn. Phải biết. Tôn kia ma đầu còn bị nhốt tại vĩnh hằng chi môn cái nào. Nàng có lý do tin tưởng, nếu ma vương tại bên ngoài, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể để cho vĩnh hằng hồn về cửu thiên. Nói cho cùng, vẫn là tu vi tuyệt đối áp chế. Một tôn bán thần, một cái động hư cảnh, hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đến đây đi, quy thuận bản vương. Triệu Bân trong đầu, tràn đầy vang vọng không dứt ma chú. Thần sắc hắn biểu lộ ra khá là đau đớn. Bị họa loạn tâm thần, đang bị bước đến một cái cực hạn.
Tuyệt không thể cùng ma vương đối thoại. Hắn còn kiên thủ cuối cùng một phần thanh minh. Chính là cuối cùng này một phần thanh minh, chắn ma vương ra không được. Nếu như, hắn tâm thần hoàn toàn thất thủ, nếu như, hắn bị hỗn thiên ma vương khống chế, một giây sau, liền sẽ trở thành tế phẩm, ma vương sẽ đem hắn huyết tế, mở ra vĩnh hằng chi môn. Cái nào chạy? Ấn xuống nó. Hôm nay vĩnh hằng giới, phá lệ náo nhiệt. Long Uyên cùng Thiên Lôi trách trách hô hô, khắp thiên địa tán loạn. Hai bọn nó cũng không phải chọc cười, chỉ vì hôm nay hỗn thiên hỏa, rất không bình thường, hung hung liệt diễm, tràn đầy bạo ngược khát máu chi ý, giống như một tôn nổi cơn điên ma đầu, không chỉ ở vĩnh hằng giới làm ầm ĩ, còn có phần muốn chạy ra ngoài làm loạn. Kết quả là, mới có thời khắc này một màn. Kiếm cùng lôi liên thủ, quần ẩu không an phận hỗn thiên hỏa. Triệu Bân là quần chúng, nhưng thân là chủ nhân hắn, cũng không nhúng tay. Thật lâu, hắn mới ra một cái kết luận, hỗn thiên hỏa chi cho nên khác thường như vậy, là bởi vì hỗn thiên đại ma vương, từ ma vương bị giam vào vĩnh hằng chi môn, nó liền phá lệ sao động. Quả nhiên có ngọn nguồn. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, chỉ hắn chính mình nghe thấy. Cái gọi là có ngọn nguồn, là chỉ hỗn thiên hỏa cùng hỗn thiên ma vương. Mưa Hoa Tiên từng nói qua, hỗn thiên hỏa chính là hỗn thiên ma viêm một mạch chi nhánh, mà hỗn thiên ma viêm, lại là hỗn thiên ma thần bản mệnh hỏa, đều treo hỗn thiên hai chữ, hỗn thiên ma vương cùng hỗn thiên ma thần, định thoát không khỏi liên quan, bây giờ hỗn thiên hỏa bạo đi, chính là chứng minh tốt nhất. Siêu! Hỗn thiên hỏa cuối cùng là chạy ra ngoài, mang theo cuốn bạo ngược chi ý. Mới ra vĩnh hằng giới, nó liền hóa thành hình người, cùng ma vương sinh giống nhau như đúc. Cái này! Mưa Bụi gặp một trong sững sờ, cực kỳ không hiểu, Triệu Bân hỏa, tại sao lại hóa thành ma vương hình thái, chẳng lẽ, chủ nhân tâm thần bị hỏa loạn, hắn hỏa diễm cũng bị tác động đến. Chờ Long Uyên cùng Tiên Lôi cũng ra vĩnh hằng giới, nàng mới phủ định cái suy đoán này. Nếu là bị tác động đến, cũng là bản mệnh khí thứ nhất chúng chiêu. Nhìn thời khắc này Long Uyên, rõ ràng có thanh tỉnh ý thức. Còn có Triệu Bân Tiên Lôi, cũng không bị liên lụy dấu hiệu. Chỉ đạo kia hỏa diễm, biến không bình thường. Nàng mãnh liệt hoài nghi, hỗn thiên hỏa cùng ma vương có quan hệ rất lớn. Quát con, người mẹ nó có bị bệnh không? Cánh cứng rắn, muốn tạo phản hay sao? Vẫn là Long Uyên cùng Tiên Lôi, ra vĩnh hằng giới liền hùng hùng hổ hổ, mắng là hỗn thiên hỏa, đem vĩnh hằng giới gây rối loạn, bây giờ, lại nhảy ra kiếm chuyện. Hỗn thiên hỏa không nói, không nhìn hai cái này, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Bân nhìn. Nó thần sắc dữ tợn. Bạo ngược không chịu nổi, đặc biệt là cái kia hai con ngươi, không có con mắt, giống như hai lỗ thủng đen, trong mắt có hủy diệt dị tượng diễn hóa, có thể gặp tinh thần nổ nát, có thể gặp thái dương vỡ nát. Quy thuận bản vương, tha cho ngươi khỏi chết, hỗn thiên hỏa u cười. Triệu Bân không đáp lời nói, chỉ yên tĩnh nhìn xem hỗn thiên hỏa, hắn nuôi nhiều ngày hỏa diễm, sợ là đã bị ma vương khống chế, lời tuy là xuất từ hỗn thiên hỏa, kỳ thực là tại ma vương tại nói. Đơn giản là cho hắn âm ức. Muốn phá hắn cuối cùng một phần thanh minh. Không thức thời như vậy, chớ trách bản vương tâm ngoan thủ lạt. Hỗn thiên hỏa nhe răng cười, nhấc lên một cái biển lửa, cuốn lấy đen nhánh ma sát, hướng Triệu Bân cuốn tới. Triệu Bân không động, chỉ thể phách run rẩy. Sau đó, thì thấy hỗn thiên hỏa mi tâm, khắc ra một đạo cổ lão bí văn, đó là một dấu ấn, là hắn khắc tại bản mệnh hỏa lạc ấn. Lạc ấn tuy nhỏ, tác dụng vô cùng lớn. Có này lạc ấn áp chế. Hỗn thiên hỏa ngừng lại yên tĩnh. Còn có cuốn tới biển lửa, cũng là trong nháy mắt chôn vùi. Đây cũng là chủ nhân uy thế, nghĩ phản hắn, bản mệnh hỏa sợ là kém chút đạo hạnh. Ngô! Hỗn thiên hỏa kêu đau một tiếng, người chi hình thái tại chỗ tán loạn. Nó lại hóa thành một đạo hỏa diễm, treo ở giữa không trung, bị Triệu Bân lấy lạc ấn cưỡng ép phong cấm. Long Uyên cùng Tiên Lôi có phần tự giác, liên thủ đem hắn túm trở về vĩnh hằng giới. Đạo hỏa diễm này tiền đồ, làm đại ca phải để cho nó ghi nhớ thật lâu. A, à, hỗn thiên hỏa bị bại, hỗn thiên ma vương lôi đình tức giận. Tiểu bối này chỉ còn dư cuối cùng một phần thanh minh, thế nào liền không phá được phòng đâu. Ma vương tức giận, Triệu Bân liền phá lệ khó chịu. Cái kia đáng sợ ma đạo thanh âm, thế tới quá hung mãnh. Ông, vực môn cuối cùng là đến cuối cùng rồi, Triệu Bân một bước đi ra. Mưa Bụi sau đó liền đến, trước tiên tế một đạo đưa tin phù. Đã đến Đông Hoang địa giới, phải kêu gọi sư tôn tới đón người, miễn cho sai lầm. Làm xong những thứ này,
nàng mới nhìn hướng Triệu Bân. Triệu công tử ngược lại tốt, đứng cái kia không nhúc nhích. Thất thần làm gì, nhanh chóng tế vực môn. Mưa bụi nói, đầu ngón tay lại quanh quẩn huyền dị chi lực. Vực môn là Triệu Bân, nàng phụ trách khắc tọa độ liền tốt. Đủ ba, năm trong nháy mắt, cũng không thấy Triệu Bân có đáp lại. Hắn như một tòa pho tượng, tính chính là không nhúc nhích tí nào. Mưa bụi nhíu mày, vô ý thức đưa tay, vỗ vỗ Triệu Bân bả vai. Nàng cái vỗ này không sao, đứng yên bất động Triệu Bân, ngừng lại ma sát mãnh liệt. Răng rắc, khóa lại hắn đạo ra xích sắt, tại chỗ nứt đoạn. Giam cầm bùa chú của hắn, cũng trong khoảnh khắc nổ thành cho bụi. Bất ngờ không kịp đề phòng mưa bụi, thì bị chấn đạp đạp lui lại. Nàng trong mắt viết đầy vẻ khiếp sợ, là nàng đạo hạnh không tốt, vẫn là Triệu Bân nội tình quá mạnh, nàng một đường dùng nhiều như vậy giam cầm chi pháp, lại dễ dàng như vậy liền bị phá. Cái này đã không trọng yếu là, Triệu Bân đã tâm thần hỗn loạn. Không suy nghĩ nhiều, nàng lúc này triệu một tòa linh lung tháp, đem Triệu Bân thu vào. Nhưng, không đợi nàng hướng về trên tháp dán phù chú, Triệu Bân lại ma lực bộc phát. Thậm chí là, thật tốt một tòa linh lung tháp, bị chấn ẩm vang băng liệt. Ngô! Mưa bụi than nhẹ, lại đạp đạp lui lại, khóe miệng máu tươi trôi tràn. Lại nhìn xông phá bảo tháp Triệu Bân, lại một trưởng hướng nàng đánh tới. Tỉnh lại! Mưa bụi một bên kêu gọi, một bên đăng thiên bỏ chạy. Đáp lại nàng, nhưng là một đạo đen nhánh kiếm khí. Triệu Bân thật sự tâm thần hỗn loạn, đã lục thân bất nhận. Hắn vẫn như cũ kiên thủ một phần kia thanh minh, chỉ bất quá hắn phần kia thanh minh, bị ma chú khốn trụ, là hỗn thiên ma vương lùi lại mà cầu việc khác, muốn để hắn lấy giết trốn vào ma đạo. Như thế, chờ thời cơ chín muồi, hắn đồng dạng có thể khống chế vĩnh hằng thể, còn lại đều dễ làm. Diệt! Mưa bụi một bút phác họa tinh hà, phá Triệu Bân kiếm khí. Bởi vì một cái chớp mắt này dừng lại, nàng bị ngập trời huyết sát che mất. Đợi nàng giết ra, đã là thân thể mềm mại nhuốm máu, tiên lực đều diệt vong không thiếu. Tâm thần hỗn loạn Triệu Bân, cũng mặc kệ cái này cái kia, bí thuật huyền pháp phô thiên cái địa. Ban đêm đông hoang biên giới, phi thường náo nhiệt. Đứng cao nhìn xa, có thể gặp một phương sấm sét vang dội. Đây không phải là thiên kiếp, đó là đại chiến sở tạo ra cảnh tượng, đạo gia thần nữ dáng dấp quá đẹp, đến chỗ nào đều có người truy, mà tối nay vị này họ Triệu, liền đuổi phá lệ hung mãnh. Đúng, chính là như thế cái tên vở kịch. Nếu Nguyệt Thần còn tại, nhất định có một phen cảm khái. Tưởng tượng năm đó, người theo đuổi nàng chính là tới như vậy. Mà thân là nàng đồ nhi, Triệu công tử hiển nhiên là một cái khả tạo chi tài, thanh tỉnh lúc không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc, nay tâm thần hỗn loạn, càng là một trận thao tác mạnh như cọp. Phối, rất xứng đôi. Kiếm thánh là duy nhất quần chúng, lúc này còn rất có vài phần tâm đắc. Bọn tiểu bối đi, đều sức sống thịnh vượng, chém chém giết giết cũng rất bình thường. Oanh, lại là một tòa nguy nga núi lớn, ầm vang giải thể. Đá vụn bắn bay bên trong, mưa bụi một bước phi độn mà ra. Nhìn sau lưng, Triệu Bân thì bao phủ ma sát chết truy không thả. Truy liền đuổi, hắn còn một đường truy một đường đánh. Đánh thì đánh rồi, ra tay chính là chút sát sinh đại thuật. Mưa bụi lại đẫm máu, không gọi tỉnh Triệu Bân. Cũng gánh không được Triệu Bân công phạt, hắn tuy không đấu chiến tâm cảnh, chiến lực mặc dù kém xa đỉnh phong nhất, nhưng cũng không phải nàng có thể chống đỡ. Vừa không thanh tỉnh, liền dẫn người đi đạo gia. Mưa bụi phất tay áo tế trận đài, mở ra không gian. Đúng lúc gặp Triệu Bân giết tới, cùng với cùng nhau vào thông đạo. Oanh, phanh, lại là tiếng oanh minh, vang dội đầy hư vô. Mưa bụi rất có tự mình hiểu lấy, tự hiểu chiến không được, liền không cùng chiến. Ở trong đường hầm cứ đi thẳng một đường đột, tiết kiệm lại đem thông đạo đánh gãy, nhiều truyền tống mấy lần chắc là có thể đạt tới. Biện pháp này không tệ, chỉ là có chút quá phí máu. Triệu Bân lục thân bất nhận, đánh vào người vẫn là rất đau. Lão đại, nhanh chóng tỉnh lại. Đánh con dâu cũng không phải thói quen tốt. Vĩnh hằng giới bên trong, tiên lôi cùng Long Uyên cấp bách quay trở về, chính là không dám đi ra ngoài, chủ nhân đã là lục thân bất nhận, ra ngoài cũng không có ý nghĩa. Làm không tốt còn có thể bị đánh cái hiếm nát. Trên thực tế, bọn hắn kêu gọi, Triệu Bân là nghe gặp. Làm gì, hắn cuối cùng một phần thanh minh, bị ma chú cho khốn trụ. Phá! Phá cho ta! Triệu Bân thanh tỉnh ý thức, đang tại kiệt lực va chạm. Chỉ tiếc,
hắn không phá nổi ma chú, bị gắt gao gò bó. Liền cái này, ma vương ma âm còn một lần lại một lần xâm nhập. Cố thủ thần đài, thủ vững đạo tâm. Lời này, truyền lại từ kiếm thánh tàn hồn. Hắn cũng muốn hỗ trợ, cũng không có thể ra sức. Chỉ cần hỗn thiên ma vương còn tại vĩnh hằng cánh cửa bên trong, hắn liền ngoài tầm tay với, nghĩ phá này cục còn phải bằng tự thân, Triệu Bân cái kia cuối cùng một tia thanh minh, chính là hy vọng hỏa trùng. Giữ vững hỏa trùng, ma vương trong thời gian ngắn liền không làm gì được. Đương nhiên, Triệu Bân như tuyệt địa niết bàn, đó là không còn gì tốt hơn. Con đường này không thế nào dễ đi, dù sao đối với tay là một tôn bán thần. Kiếm thánh lời nói, Triệu Bân từ nghe rõ ràng, mà giờ khắc này tình cảnh, hắn từ cũng lòng dạ biết rõ, nếu này cũng coi là một hồi cướp mà nói, những người khác cũng chỉ có thể là quần chúng. Đến đây đi, quy thuận bản vương. Ma vương như một cái nói nhiều, lại tại líu lo không ngừng. Chỉ kém một chân bước vào cửa, hắn liền có thể từ môn bên trong đào thoát. Triệu công tử không cùng đối thoại, yên tâm tìm phương pháp phá cuộc. Tính. Hắn tại trong tuyệt cảnh xa vào. Hắn cũng tại trong tuyệt cảnh ngộ đạo. Ngộ gì đạo đâu? Tất nhiên là ngộ ma đạo. Đại ma vương mặc dù có thể xuyên thấu qua vĩnh hằng chi môn, họa loạn tinh thần của hắn, dùng cũng không chỉ là ma âm, còn có ma đạo, ma âm chính là ma đạo biểu hiện hình thức một trong. Vĩnh hằng chi môn vây được ma vương người, lại khốn không được ma vương đạo. Cùng nói hắn là bị ma chú vây lại, chẳng bằng nói, là bị ma đạo vây quanh. Như thế, vậy liền lĩnh hội ma đạo. Mượn ma chi đạo, mở một con đường. Một cái chớp mắt này, Triệu công tử giống như khai khiếu, hiếm thấy ma vương coi trọng như vậy, lấy đạo vây khốn hắn, hắn há có không nhận lý lẽ, quanh thân đều là đạo, ngộ đạo điều kiện được trời ưu ái. Sư tỷ, liên lụy ngươi. Tung biết mưa bụi không nghe thấy, Triệu Bân vẫn là nói câu nói này. Nhưng tuyệt đối đừng cùng bùng nổ hắn cùng chết, có bao nhanh chạy bao nhanh. Không cần hắn nói, mưa bụi cũng là độn pháp toàn bộ triển khai, tựa như một đạo kinh hồng. Bay lượn tại trận đài trong thông đạo, theo nàng dự đoán, nhiều truyền tống mấy lần, 3 ngày liền có thể đến nhà rồi. Nghĩ như vậy, nàng bước ra một bước thông đạo. Lại hiện thân nữa, đã là một mảnh mờ tối thiên địa mới. Lọt vào tai, liền nghe một đạo bá khí ầm ầm mắng to âm thanh. Người mẹ nó có bị bệnh không? Nàng vô ý thức trách mắt, nhìn phía một phương. Đó là một cái sách đao thanh niên, hoạch thiên mà qua, giống như tại bị truy sát, trốn lộn nhào. Hắn thể phách anh hùng hãn khí huyết ngập trời, tung đang chạy trốn cũng là dị tượng thay nhau sinh. Đó là, bá thiên thần thể. Mưa bụi lẩm bẩm lộ ra một vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng, đó là thiên bảng nổi danh cuồng anh kiệt, mấy cái này thời gian, đem đông hoang gây long trời lở đất, không biết nện cho bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt, thành nhất sắc thần tử. Đối với hắn truyền ngôn, đơn giản chính là một câu nói. Không phải đang đánh nhau, chính là tại đi làm trận chiến trên đường. Nàng cũng chỉ nghe kỳ danh, vẫn là đầu hẹn gặp lại chân nhân. Có lẽ là hiếu kỳ, nàng không khỏi hướng phương kia nhìn thêm một cái. Cuồng anh kiệt đích xác tại bị truy sát, chính là một tôn giai vị không thấp tiên vương, khí thế rộng rãi uy áp bàng bạc, có thể nói một đường phong lôi treo sấm sét, không biết sập bao nhiêu sơn nhạc. Mưa bụi không dừng lại, trước tiên vào truyền tống trận đài. Cũng như lúc trước, nàng đem Triệu Bân dẫn vào không gian thông đạo. Ai? Chạy trốn cuồng anh kiệt, không khỏi hướng cái này phương liếc mắt nhìn. Thấy là Triệu công tử, hắn không khỏi sững sờ, trùng hợp như vậy chứ. Hắn cái này sững sờ không sao, hơi kém bị đuổi giết giả nhất kiếm bổ. Không kịp nghĩ nhiều, cuồng anh kiệt quay đầu liền chạy. Tiên vương khí thế hùng hổ, ở phía sau nhìn chòng chọc không thả. Cuồng anh kiệt trông thấy Triệu công tử, hắn từ cũng nhìn thấy. Tuy có kinh ngạc, nhưng hắn cũng không quan tâm quá nhiều. So sánh vĩnh hằng truyền thừa, hắn càng muốn biết hơn chết cái họ này cuồng, hắn 9 cái tôn nhi, có 8 cái đều nằm ở trên giường đâu. Cũng là hàng này đánh, hắn lần này rời núi, chính là chuyên môn thu thập bá thiên thần thể, đến nỗi những thứ khác, dù là đối phương là không thiếu sót vĩnh hằng thể, hắn cũng sẽ không nhiều đi xem một mắt. Phốc! Trong thông đạo, mưa bụi có đẫm máu. Sau lưng cái kia không biết người thương hương tiếc ngọc mới, lại chém hắn một kiếm, tuy là không đả thương được nàng căn cơ. Nhưng cũng đầy đủ nàng khó chịu, bởi vì những vết thương kia rất khó khép lại, nàng nên may mắn Triệu Bân cũng không đấu chiến tâm cảnh, phần lớn thời gian cũng chỉ là làm bừa, bí thuật huyền pháp tuy nhiều, nhưng chính xác không ra thế nào hảo, phần lớn thời gian cũng không có đem nàng khóa chặt.
Triệu Bân cuối cùng một tia thanh minh, đó là thật thanh tĩnh. Mưa bụi đều sắp bị đánh cho tàn phế, hắn lại tại trong ma đạo rong chơi. Thần minh đồ nhi đi, thiên phú đầy đủ nghịch thiên, lúc này mới qua bao lâu, liền đã nhập môn ma đạo con đường, cái này cũng quy công cho ma vương, cho hắn tạo cái ngộ đạo hảo hoàn cảnh. Tại trong đạo ngộ đạo, đó là đường đường chính chính làm ít công to. Mà thân là họa loạn giả ma vương, bây giờ còn nghiễm nhiên không biết được. Hắn cho là một chân bước vào cửa, đang đem tạo hóa dần dần đẩy hướng Triệu Bân. Hắn cái kia từng sợi ma âm, đều trở thành ma đạo vết tích, như lạc ấn, tuyên vào Triệu Bân linh hồn, tại Triệu công tử mà nói, những cái kia cũng là có thể gặp không thể cầu áo nghĩa. Hư ảo tiên thành, đông hoang lớn nhất một tòa cổ thành. Cái này từng đi ra chí tôn, hư ảo chính là từ thần mệnh danh. Tối nay hư ảo tiên thành, phi thường náo nhiệt, đi ngắm nhìn mênh mông thành quan, lập đầy người ảnh, đều đang ngước nhìn bên ngoài thành hư không, vốn là đêm tối, hư không lại dị tượng không ngừng, hơn nữa còn cùng với cổ lão đạo âm, đó là thần minh đạo uẩn còn sót lại, cách mỗi trăm năm, liền sẽ diễn một lần, phàm lên thành tường giả, không có chỗ nào mà không phải là quần chúng, không có chỗ nào mà không phải là nghe khách. Ta còn là lần đầu tiên tới, quả thực cảnh tượng hoành tráng. Thần minh đạo uẩn, quả nhiên là đoạt thiên tạo hóa a. Nếu ở đây có đốn ngộ, cũng vẫn có thể xem là một cọc cơ duyên. Bóng người chát đôi chi địa, từ nhỏ không được nghị luận, sợ hãi thán phục liên tiếp, đừng nói là một đám tiểu bối, liền tiên vương cấp lão gia hỏa, bây giờ cũng không khỏi tâm thần mông lung. So sánh thần minh, bọn hắn chính là phàm phu tục tử. Ngửa mặt nhìn hư vô dị tượng, tựa như ngửa mặt nhìn cái kia tôn thần. Lắng nghe thiên âm, tựa như lắng nghe chí tôn đàm kinh luận đạo. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách lên thành tường, ít nhất tối nay như thế. Hư ảo tiên thành là nơi kỳ quái, gặp thần minh đạo uẩn diễn hóa, gặp đại đạo thiên âm vang vọng, cũng chỉ tại trên tường thành mới có thể nhìn rõ tích, mới có thể nghe rõ ràng. Kết quả là, mới có vé vào cửa nói chuyện. Vị trí có hạn, vé vào cửa sao có thể tiện nghi. Có thể nói như vậy, có thể lên tường thành giả, không có chỗ nào mà không phải là khổng lồ bối cảnh. Đến nỗi đạo hạnh không tốt tán tu, hoặc nội tình chưa đủ tam lưu thế lực, cái nào mát mẻ cái nào đợi. Cái này, là một cái cỡ lớn ngộ đạo hiện trường. Không người làm loạn, cũng không có người lớn tiếng ồn ào. Đều nói hiếu học giả, nội thành bên ngoài một mảnh an lành. Oanh! Tường hòa cảnh tượng, bởi vì một tiếng đột nhiên xuất hiện oanh minh bị phá vỡ. Quá nhiều người cau mày, nhắm mắt khoanh chân người, cũng nhiều có người đóng mở. Đều đặt cái này tìm hiểu đạo uẩn đâu, bị quấy nhiễu như vậy, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Ở đâu ra oanh minh? Không thiếu tiểu bối trái nhìn nhìn phải, mờ mịt nhìn lên bầu trời. Vẫn là một đám đám lão già này ánh mắt cay độc, tựa như có thể nhìn xuyên càn khôn, là có người tại truyền tống, đi ngang qua nơi đây, đến nỗi oanh minh, nhất định là trong thông đạo có người ở đánh nhau. Oanh, phanh, thế nhân nhìn lên, bầu trời oanh minh càng ngày càng thường xuyên. Đại đạo thiên âm bị hỗn loạn, cũng lại nghe không rõ ràng. Là ai? Tinh khí nóng nảy người, đã xách ra ăn cơm ra hỏa. Nhưng, không chờ bọn họ đem thông đạo đập gãy, thì thấy vết nứt không gian nổ tung, có thể gặp trong cái khe, có một đạo nhuốm máu bóng hình xinh đẹp ngã ra, đạp hư không đều một mảnh sụp đổ. Đó là, đạo gia thần nữ. Thế nhân gặp chi, đều không khỏi sững sờ. Không bằng bọn hắn phản ứng. Thì thấy khe hở có một mảnh ma sát mãnh liệt tuôn ra, lại còn cuốn lấy một tôn ma đầu, khí chàng so đạo gia thần nữ mạnh hơn nhiều, nửa bầu trời đều bị dẫm sập. Lớn, đại la thánh chủ. Thế nhân nhìn, lại tập thể sững sờ. Đây là như thế nào cái tên vở kịch, Triệu Bân không phải tại Bắc Hoang Đại La Tiên Tông sao? Sao chạy tới đây, hắn đang đuổi giết đạo gia thần nữ sao? Hạ thủ cũng không tránh khỏi quá độc ác điểm a. Còn có... Hắn đây là cái gì cái hình thái, tẩu hỏa nhập ma? Vốn là ngộ đạo thế nhân, đỉnh đầu một mảnh dấu chấm hỏi. Đạo hữu chớ sợ, nhìn ta trấn áp hắn. Thế nhân nghi hoặc lúc, có hét lớn một tiếng vang vọng đất trời. Lời nói chưa dứt, thì thấy một người bước ra tường thành, tay cầm ngân giản, trên đầu lơ lửng Kim Luân. Chính là Kim Luân Thánh Địa Thần Tử. Đông Hoang người xưng tiểu Kim Luân Vương. Ngày xưa Côn Luân thịnh hội, hắn cũng ở tại chỗ. Bát đại thánh địa 8 cái thần tử, bị Triệu Bân diệt 5 cái, hắn chính là còn lại 3 cái một trong số những người còn sống sót, hôm đó nếu không phải tuyệt thiên hòa xích thiên thần tử làm ra tuyệt thiên môn, đem Triệu Bân vứt bỏ, hắn.
hắn cũng chắc chắn lên đài một trận chiến. Tối nay, Quyền đương bổ túc một cái tiếc nuối. Hắn có tuyệt chiêu, hoặc giả thuyết là cường đại át chủ bài. Nếu không có tuyệt đối tự tin, hắn sẽ nhảy ra tìm kích động. Mưa bụi không đáp lại, chủ yếu là có chút mơ hồ, lúc trước tại thông đạo, nàng chịu Triệu Bân một đạo thiên diệt nguyên thần kiếm, bị đánh ý thức một mảnh hỗn độn, chớ nói đứng vững, bây giờ liền đông tây nam bắc đều không phân rõ, đến nỗi vì cái gì rơi xuống đến hư ảo tiên thành bên ngoài, thiên địa lương tâm, nàng đây cũng không phải là cố ý, duyên bởi vì không gian vặn vẹo, chọc càn khôn biến động, thêm nữa đại chiến đứt đoạn thông đạo, nàng cùng Triệu Bân mơ mơ hồ hồ liền rơi xuống cái này. Tiểu ma đầu, còn không đền tội. Tiểu Kim Luân Vương vừa quát âm vang, rất có thay trời hành đạo phái đoàn. Nhưng hiểu đều hiểu, cái kia hàng cũng không phải vội vàng đi cứu đạo gia thần nữ, hắn là ngấp nghé vĩnh hằng huyết thống, đại la thánh chủ toàn thân trên dưới đều là bảo vật, ai không muốn a? Chỉ có điều, hôm nay hợp thời sấn cảnh, cho hắn một cái ra tay lý do tốt. Châm ngôn nói rất hay, súng bắn chim đầu đàn, đạo gia thần nữ mơ hồ, Tiểu Kim Luân Vương khước nhảy nhót tặc hăng hái. Tâm thần hỗn loạn Triệu công tử, thẳng đến hắn liền đến. Ngày xưa, nhường ngươi chui. Tối nay, tất chu ngươi xuống hoàng tuyền. Tiểu Kim Luân Vương hét to, hổ khu tùy theo chấn động. Nhìn hắn trên đầu lơ lửng Kim Luân, nở rộ vạn đạo tia sáng, từ thiên đập xuống. Oanh! Triệu Bân thì bước lên trời, một quyền oanh lật ra Kim Luân. Cho dù cách rất xa, thế nhân cũng có thể nghe tiếng tạch tạch. Không khó nhìn thấy. Kim Luân bên trên bị nhiều một đạo bắt mắt vết rách. Đây chính là Tiểu Kim Luân Vương bản mệnh khí, vừa đối mặt liền hỏng. Bản mệnh khí bị thương, chủ nhân cảm giác từ không dễ chịu, như Tiểu Kim Luân Vương, bên trên một cái chớp mắt còn bức cách tràn đầy, cái này một giây đã là kêu rên lui lại, khóe miệng còn có máu tươi trôi tràn. Phanh! Triệu Bân lại đánh tới, một quyền đánh xuyên càn khôn. Lại nhìn Tiểu Kim Luân Vương, càng là không né cũng không tránh. Bao! Triệu Bân bá liệt một quyền, như đánh vào thép tấm bên trên. Tiểu Kim Luân Vương sừng sững không động, hắn lại bị chấn lộn nhào. Nhìn qua mới biết, Tiểu Kim Luân Vương thể bày tỏ nhiều hơn một cái sán sán áo giáp, có huyền dị chi quang rong chơi, có tiên vương chi lực lưu truyền, càng có từng sợi Kim Luân bí văn khắc họa. Kim Luân bảo hộ thiên giáp, có dưới người ý thức hỏi. Ân, Kim Luân pháp phương tự mình tế luyện, tiên vương cấp bí bảo. Khó trách không có sợ hãi. Dám chọi cứng Triệu Bân một quyền. Trên tường thành tiếng nghị luận rất nhiều, người biết nhìn hàng từ cũng không ít. Có thể lên hồng hoang thiên bảng nhân tài, quả nhiên không có một cái là hạng người qua loa, Tiểu Kim Luân Vương chính là người nổi bật một trong, lại không luận chiến lực, vẻn vẹn nhìn trang bị liền vô cùng tinh lương, người khoác tiên vương cấp áo giáp, chính là bản mệnh thủ hộ, người bình thường không phá nổi hắn phòng ngự. Nghe nói, Triệu Bân cũng có mấy tôn tiên vương pháp khí. Có lại như thế nào, động hư cảnh không sử dụng ra được tiên vương. Binh uy lực, Kim Luân bảo hộ thiên giáp lại khác biệt, không cần quán thâu tiên lực, liền có thể khôi phục tiên vương chi uy, lại tao ngộ đả kích, sẽ không tác động đến nhục thân thể phách, có thể xưng phòng ngự tuyệt đối. Binh khí là thứ yếu. Mấu chốt là hắn thời khắc này trạng thái. Vẫn là lão bối tầm mắt cao thâm, nhìn rõ ràng. Hôm nay vĩnh hằng thể, rõ ràng không có ý thức thanh tịnh. Vừa không thanh minh thần trí, liền không đấu chiến tâm cảnh, khả năng cao chỉ có thể làm bừa, cùng người khô trận chiến liền ăn cơm ra hỏa đều không cầm, cái này không tìm đánh đi. Tiểu Kim Luân Vương nhiều kê tặc, nếu không phải khám phá điểm này, hắn sẽ nghiêu bức hống hống giết ra ngoài khiêu chiến vĩnh hằng truyền thừa. Nói trắng ra là, thừa dịp người bệnh muốn mạng người. Oanh! Triệu Bân một bước định thân, đạp càn khôn động rung động. Tiểu Kim Luân Vương sau đó liền đến, vung lên ngân giản tiện đập. Triệu Bân không đấu chiến tâm cảnh, cũng không trốn tránh, bị một giản đánh tiên cốt băng liệt. Ông! Một kích thành công, Tiểu Kim Luân Vương lật tay lại là một giản. Cùng một trong nháy mắt, còn có thể thấy hắn ánh mắt lóe sáng, có hai đạo điện mang phách chảm mà ra, không nhìn nhục thân phòng ngự, công kích trực tiếp nguyên thần, rất có một hơi đem Triệu Bân quật ngã tư thế. Phốc! Răng rắc! Liên tiếp bị trọng kích, Triệu Bân tại chỗ đẫm máu. Nhưng... cái này không chút nào ảnh hưởng hắn ma sát lăn lộn. Hơn nữa, Tiểu Kim Luân Vương công phạt, đem hắn gây càng khát máu bạo ngược, kinh khủng sát ý cùng sát khí cùng múa, thành một đầu đen nhánh ma long, từ hắn thể nội gào thét mà ra, xong việc một cái bá khí ầm ầm thần long bãi vĩ, đem Tiểu Kim Luân Vương vung lộn ra ngoài. Không đau,
một chút cũng không đau. Đây là tiểu kim luân vương vô thanh thắng hữu thanh thần thái. Người khoác kim luân bảo hộ thiên giáp, đó là tuyệt đối phòng ngự. Lôi tới. Thấy hắn vung giản chỉ thiên, dẫn một đạo thiểm điện hạ xuống. Đúng lúc gặp Triệu công tử giết tới, bị chặt một hồi lảo đảo. Thế nhân nhìn ho khan không ngừng, không có đấu chiến tâm cảnh đại la thánh chủ, có vẻ như chính là một cái bia sống, không biết chút nào trốn, thậm chí đối thủ công phạt đánh một cái chuẩn. Người quá yếu. Tiểu kim luân vương có phần tới tinh thần, bí thuật huyền pháp tề xuất. Hắn cho là hắn chiếm hết thượng phong, kỳ thực, máu tươi để cho Triệu Bân điên cuồng, kích phát hắn nguyên thủy nhất cũng dã man nhất bạo ngược, thậm chí mãnh liệt tiên lực đều lột vỏ thành ma lực. Đừng chờ ta khôi phục thanh tỉnh, đập chết ngươi nha. Ngộ ma đạo Triệu Bân, cuối cùng một tia thanh minh tại trong đạo thầm mắng. Hắn cũng mặc kệ cái gì bảo hộ thiên giáp, một hơi có thể đánh cái nhão nhoẹt. Oanh! Ầm ầm! Ma đầu Triệu Bân khí thế, còn tại một đường kéo lên. Dùng càng đánh càng mạnh để hình dung hắn, tối xác thực bất quá, không được hoàn mỹ chính là, hắn chỉ biết làm bừa, thậm chí đấu chiến lúc, hắn lực sát thương cùng tỷ lệ chính xác đều giảm bớt đi nhiều. Cái này lại là tẩu hỏa nhập ma. Tiểu kim luân vương sắc mặt băng lãnh không chịu nổi, sao chả càng đánh càng mạnh nữa nha. Hắn là phòng ngự tuyệt đối, nhưng đối thủ của hắn, có vẻ như cũng cực kỳ kháng đánh. Hảo! Đặc sắc! Xem náo nhiệt cũng không chê sự tình lớn. Tiếng hò hét một mảnh vượt trên một mảnh, nhưng phần lớn đều truyền lại từ cửa thành, chính xác nói, cũng là không có vé cửa lên thành tường những người kia. Không có ngộ đạo vị trí tốt, nhìn một hồi vở kịch cũng không tệ. Nhìn trên tường thành những nhân tài này, sắc mặt liền không thể nào và dễ dàng. Bọn hắn là giao tiền xong, vì một tấm vé vào cửa, đều tiêu hết cả tiền vốn, kết quả là, lại là nhìn hai tiểu bối đặt cái kia vật lộn, xem trò vui tiền có vẻ như cũng quá mắc tiền một tí. Sự tình không lớn. Vẫn là lão bối nhóm tầm nhìn khai phát. Bọn hắn muốn nhìn Triệu Bân như thế nào thoát thân. Phải biết, Đại La Tiên Tông cửu gia khắp thiên hạ, muốn lộng chết Triệu Bân, cũng không chỉ Tiểu Kim Luân Vương một cái, nếu không có ý thức thanh tỉnh, Triệu Bân hôm nay sợ là khó thoát tử kiếp. Một phương khác, mơ hồ mưa bụi, cuối cùng là khôi phục lại sự trong sáng. Gặp trong hư không đại chiến, nàng muốn bước lên trời. Nhưng vào lúc này, một cái tay từ phía sau nàng đặt ở nàng trên vai. Chờ ngoái nhìn xem xét, mới biết là một cái toàn thân được hắc bào người. Sư tôn, mưa bụi một mắt liền nhận ra là ai. Sao chạy tới đây, đạo tiên một bên nhìn hư không một bên hướng về mưa bụi thể nội quán thâu tiên lực, để giúp hắn chữa thương, ánh mắt hắn kỳ quái, khó trách đầu nhi đưa tin để cho hắn tới tiếp ứng, nguyên là Triệu Bân trạng thái không tốt, như vậy bạo ngược hình thái, tẩu hỏa nhập ma. Mưa bụi không nói nhảm. Đem mộng chi đảo một chuyện nói thẳng ra. Đạo tiên nghe xong hơi nhíu mày, mới biết Triệu Bân vì sao thành ma đầu. Hướng về vĩnh hằng trong cánh cửa nhét người, chuyện này hắn đã từng cũng đã từng làm. Ngày xưa bán thần cổ thi, chính là kiệt tác của hắn. Hắn vận khí không tốt, thậm chí là ngộ nhập không gian hắc động. Mộng tiên sư muội cũng là có ý tứ, cũng hướng về vĩnh hằng chi môn lấp một cái, mà lại còn là trong truyền thuyết hỗn thiên đại ma vương. Tôn kia ma đầu không phải sớm bị Thái Dương thần diệt sao? Thật khó cho ngươi. Đạo tiên hít sâu một hơi, trong miệng ngươi là chỉ Triệu Bân. Vĩnh hằng chi môn cất giấu một tôn bán thần, kết cục không khó đoán trước. Nếu như ma vương phá phong mà ra, vĩnh hằng lĩnh hội chết rất nhiều khó coi. Như thế, chủ động phóng ma vương đi ra mới là vương đạo. Dẫn hắn đi đạo ra, đạo quân chưa chắc sẽ giúp hắn chấn áp ma vương. Đạo tiên chậm chậm nói. Dù sao cũng là bán thần, lại không là bình thường bán thần, cần mấy nhà liên thủ mới được, thỉnh khác bán thần cấp rời núi hỗ trợ, là cần giá rất lớn. Sư thúc đem đạo ngọc cho Triệu Bân, mưa bụi nhỏ giọng nói. Có đạo ngọc, vậy thì chớ bàn những thứ khác, đạo tiên nở nụ cười. Mưa bụi cũng lòng dạ biết rõ, đạo ngọc không phải bình thường, đó là bất phàm tín vật, hoặc có lẽ là đạo quân một cái nhân tình, lấy nó đi tìm đạo quân, so gì đều dễ dùng. Người truyền Triệu Bân thiên cơ thuật, đạo tiên thản nhiên nói. Hắn học được thiên cơ thuật, mưa bụi ra vẻ một mặt kinh ngạc. Đạo tiên chỉ cười không nói, gần son thì đỏ gần mực thì đen a. Đồ nhi đi ra ngoài một chuyến, nói dối đều không mang theo đỏ mặt, nếu nói không phải Triệu Bân mang lệch, quỷ đều không tin. Đến nỗi thiên cơ thuật, Triệu Bân chắc chắn là học được. Trước kia, hắn từng thôi diễn qua cái kia hàng,
bị một cỗ lực lượng thần bí cho che đậy, đó là thiên cơ thuật đặc hữu thiên cơ chi lực, khác thôi diễn chi pháp căn bản bắt chước không tới. Hẳn không phải là mưa bụi truyền, nhà đầu này rất thủ vệ quy. Không phải là mưa bụi, chẳng lẽ là mộng tiên sư muội truyền thụ cho? Tỉ mỉ nghĩ lại, đây càng không có khả năng, sư muội là cái phòng thủ cam kết người, cho dù là rời đi đạo gia, cũng sẽ không vi phạm đối đạo quân lời hứa, hắn vô điều kiện tin tưởng. Không phải hai nàng, còn có thể là ai? Hắn lúc này không vội muốn câu trả lời. Quay đầu, tìm tiểu tử kia hỏi một chút liền biết. Không phải đạo gia người, người nhà có ý tốt học thiên cơ thuật. Sư tôn, chậm thì sinh biến. Mưa bụi liếc mắt nhìn hư không, lại liếc mắt nhìn tường thành. Động tĩnh gây quá lớn, tại chỗ người cũng quá nhiều, không thiếu đạo hạnh cao thâm hạng người, muốn lộng chết Triệu Bân, sợ là vừa nắm một bó to, ai bảo Triệu Bân tiềm lực quá cực lớn đâu. Không vội, khi tất yếu ta sẽ ra tay. Đạo tiên ực một hớp rượu, ổn ép một cái. Đi ra lẫn vào, ai còn không có một chút tuyệt chiêu a? Hắn nếu muốn mang đi Triệu Bân, bán thần đều ngăn không được. Oanh! Hư không một tiếng oanh minh, nửa bầu trời sụp đổ. Triệu Bân đẫm máu, bị tháo một cánh tay. Đi xem tiểu kim luân vương, cũng là dị thường chật vật, đặc biệt là gương mặt kia, tả hữu đều in một cái sáng rõ dấu bàn tay, chảy máu hai lỗ mũi, cũng phá lệ đối xứng. Bảo hộ thiên giáp, không phải tuyệt đối phòng ngự đi. Đánh người không đánh mặt, Triệu Bân quá không giảng võ đức. Lão bố nhóm cho ra đáp lại, gọi là cái thanh tân thoát tục. Phòng ngự tuyệt đối không giả, nhưng không chịu nổi cái kia hàng một mực hướng khuôn mặt mắng a. Phế vật. Trong tiếng nghị luận, có một người bước ra chiến đài. Người này chi khí chàng, không hề yếu tiểu kim luân vương, tay cầm một cây kim thương, phá lệ chói mắt, đặc biệt là vần quanh quanh người hắn tiên lực, rất có công phạt chi ý. Cẩn thận một nhìn, chính là bát cực thánh điện thần tử. Diệt như tiểu kim luân vương, hắn cũng là bát đại thánh địa may mắn còn sống sót ba nhà thánh tử. Người sống sót đi, trừ hắn hai, còn có một cái thái thượng thần tử. Thật vừa đúng lúc, thái thượng thần tử hôm nay cũng ở tại chỗ, đang tại trên tường thành, hí ngược mong nhìn bên ngoài thành, hắn không vội, chờ cái kia hai phế vật bại, lại thu thập Triệu Bân không muộn. Triệu Bân, quay lại đây nhận lấy cái chết. Bát cực thần tử tiếng quát chấn thiên, rơi xuống đất oanh một tiếng vang dội. Sự gia nhập của hắn, để cho tiểu kim luân vương rất khó chịu, hắn cái này đánh nửa đêm. Cũng không thể cầm xuống vĩnh hằng thể, có chút mặt không nén giận được, bây giờ lại tới một cái cướp chén cơm. Ông, bát cực thần tử không nhìn hàng này, thương ra như rồng, công kích trực tiếp Triệu Bân. Bây giờ, thuộc hắn nhảy nhót vui mừng, từ cũng bị Triệu Bân đặc thù chiếu cố, hắn một quyền mang theo cuốn bảng bạc chi lực, bá liệt cũng cuồng bạo, tay không ngạnh hám cái kia cán trường thương màu vàng óng. Phốc, bịch, Triệu Bân xương tay nổ tung, bát cực thần tử cũng bị chấn kêu rên. Thật muốn chính diện hợp lực lượng, vị này cũng đồng dạng hơi kém đạo hạnh. Nhìn giản, tiểu kim luân vương không chịu cô đơn, cầm giản làm rối loạn càn khôn. Triệu Bân lấy quyền ngạnh hám, trong khoảnh khắc đánh ra vô song quyền uy. Bao, vẫn là tiếng kim loại va chạm, âm vang bên trong nhuộm ánh lửa. Tiểu kim luân vương bại lui, bát cực thần tử nâng thương giết tới. Triệu công tử ai đến cũng không có cự tuyệt, người đánh ngươi, ta đánh ta. Đại La Tiên Tông người đều dị thường kháng đánh, dù là Triệu Bân tâm thần hỗn loạn, trường sinh quyết vẫn tại vận chuyển, lực sát thương không đủ, với hắn mà nói, không khác đánh luyện thể phách. Oanh, phanh, đơn đả độc đấu một trận chiến, đã biến thành hai đánh một. Hai đại thần tử hợp lực vây công, có thể nói chiếm hết thượng phong. Nhưng, bọn hắn cũng chỉ là chiếm thượng phong, làm thế nào cũng đặt xuống không ngã Triệu Bân, cái này nhập ma vĩnh hằng thể, chính là trùy không chết tiểu cường. Hơn nữa còn mẹ nó càng đánh càng mạnh. Thật biệt khuất a. Bị khốn ở ma đạo Triệu Bân, lại bắt đầu đụng phải. Làm gì, ma đạo giam cầm quá kinh khủng, hắn không cách nào thoát thân. Quy thuận bản vương, ta tiễn đưa ngươi đại tạo hóa. Ma vương âm trầm nhe răng cười, lại tới xâm nhập Triệu Bân tâm thần. Nhưng mà, Triệu Bân trầm mặc, để cho hắn tức sôi ruột. Hảo! Hư vọng thành tiếng hò hét, theo như sóng triều đồng dạng. Bây giờ, liền trên tường thành người đều tới hứng thú, ngộ đạo cũng đừng nghĩ, cũng là lấy tiền xem trò vui, tất nhiên là lớn lối, gào đều so dưới thành người gào vang dội. Ngoại nhân giúp không được gì, cần bằng tự thân. Cùng là khách xem đạo bên trong tiên, vẫn là ổn nhất cái kia.
hắn đang chờ, chờ vĩnh hằng thể khôi phục thần trí, một chút thanh tỉnh cuối cùng đi, nên bị nhốt vào ma đạo, đó là kiếp cũng là tuyệt cảnh, nếu là giết không ra, tung đem hắn mang đi, cũng là chẳng ăn thua gì, chẳng bằng ở đây chiến một hồi, có lẽ có thể tại trong chiến phá gông xiềng. Sư tôn, mưa bụi lại nhìn đạo tiên, muốn nói lại thôi. Đau lòng, đạo tiên cười nói, không lo lắng uống ít rượu. Mưa bụi dứt khoát không nói, miễn cho lại bị sư tôn lấy ra đùa nhạc nhi. Nàng không nói không có nghĩa là đạo tiên không muốn, đồ nhi có phải hay không nên lập gia đình. Phanh, hỗn loạn hư không, lại sập một vùng không gian. Đại chiến ba cái nhân tài, đều hoành lộn ra ngoài. Triệu Bân vẫn như cũ thảm, thân thể đã bị đánh tan đến mấy lần. Trái lại Tiểu Kim Luân Vương, tuy là chật vật, nhưng thể phách cơ bản không nhuốm máu, chính là gương mặt kia, bị mắng máu mũi chảy ngang, so sánh hắn, bát cực thần tử liền thảm nhiều, hắn nhưng không có tiên giáp hộ thể, chúng vào Triệu Bân một quyền, đó là từ trong ra ngoài sảng khoái. Ngươi chọc giận tới ta. Bát cực thần tử tóc tai bù xù, hét to tiếng như lôi đình. Thấy hắn vung cánh tay lên một cái, tại hư không bố nhóm một đạo sáng chói tinh hà, a à không đúng, đây không phải là tinh hà, mà là một bộ chiều ngang bức tranh, trong đó có sơn nhạc tọa lạc, có hùng sông ngang dọc, như tự tươi sống, cổ xưa ảo diệu thiên âm từ bên trong vang vọng mà ra. Đại đạo sơn hà đồ, không thiếu quần chúng kinh ngạc. Chưa từng nghe qua, bọn tiểu bối một mặt rốt nát vô tri. Đại đạo sơn hà đồ xuất từ đại đạo thiên thần, là hắn chuyển thế hỏa tác. Có lão bối tại chỗ giảng giải, vừa thần minh chi hỏa, tự có đạo uẩn lắng đọng, trải qua tuế nguyệt tang thương, bị hậu thế từng đời một tế luyện, mới bị luyện thành một tông bí bảo, trong đó tự thành một càn khôn. Đây chẳng phải là sánh vai thần khí. Ngươi sợ là đối với thần khí có sự hiểu lầm. Bởi vì một bộ sơn hà đồ, trên thành dưới thành nghị luận ầm ĩ. Bọn tiểu bối còn tốt, đặc biệt là chúng lão bối, mỗi đều ánh mắt rạng rỡ. Đại đạo sơn hà đồ thế nhưng là đồ tốt ha. Phàm là đề cập tới thần minh, đều có thể xưng bất thế chân bảo. Chân bảo về chân bảo, nhưng nó cùng thần khí còn chênh lệch rất xa. Thần tự mình tế luyện cùng hậu thế tế luyện, không phải một cái khái niệm. Sơn hà đồ lại trong tay bát cực thần tử. Mưa bụi có một tiếng lẩm bẩm, chủ yếu là cảm thấy ngoài ý muốn. Trong truyền thuyết thần minh hỏa tác, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Hàng nhái. Đạo tiên ung dung nở nụ cười. Không thể a, mưa bụi lại nhìn hư không. Chân chính đại đạo sơn hà đồ, tại trong tay kiếm hoàng. Sư tôn gặp qua chính phẩm, mưa bụi vô ý thức hỏi. Đó là tự nhiên, đạo tiên nói, còn tiện tay mở ra lòng bàn tay, trong đó có 5 cái chữ cổ diễn hóa, sắp xếp một chút, chính là lớn, đạo, núi, sông, đồ. Đây là đại đạo sơn hà đồ bên trên móc xuống. Móc, xuống. Mưa bụi vô ý thức trách mắt, lần thứ nhất có chút trịnh trọng quét lượng sư tôn, thần minh họa tác a. Cái này cũng dám làm loạn, đem chữ móc xuống, kiếm hoàng nên có nhiều hơn hỏa. Oanh! Vạn chúng chú mục phía dưới, đại đạo sơn hà đồ phần phật run lên. Cho dù là hàng nhái, nó cũng rất có khí tràng, rủ xuống tràn mỗi một sợi khí, cũng như cửu thiên ngân hà, đè Triệu Bân một hồi lảo đảo, liền Tiểu Kim Luân Vương cũng không như thế nào đứng vững. Thu! Bát cực thần tử hét lên một tiếng, một tay bóp nhất đạo ấn quyết. Đại đạo sơn hà đồ tiên quang đại thịnh, thôn thiên nạp địa chi lực bao phủ. Triệu Bân vừa đứng vững, liền bị thu vào trong đó, kèm thêm mãnh liệt ma khí, tàn phá bừa bãi huyết sát, cũng đều bị cùng nhau nuốt sạch sẽ, thật giống như bị vô căn cứ xóa bỏ. Phải, vĩnh hằng thể lâm nguy, quá nhiều người thở dài. Được thu vào trong đại đạo sơn hà đồ, cũng đừng nghĩ lấy đi ra ngoài nữa. Kết cục chờ đợi hắn, không khó đoán trước. Chết là đã định trước, thì nhìn thế nào cái chết kiểu này. Trong cùng thế hệ, có thể để cho ta động sơn hà đồ, ngươi là người thứ nhất. Bát cực thần tử cười lạnh, lúc nói chuyện sống lưng vẫn rất tặc thẳng tắp, là cái gọi là đứng nói lời bịa đặt, hàng nhái sơn hà đồ, ngày bình thường cũng không ít bị hắn xem như chính phẩm giả danh lừa bịp. Trang bước đi. Nếu là tư thế không có dọn xong, vậy thì bất quá 3 giây. Như vị này. Cười cười liền không cười, bởi vì hắn sơn hà đồ, lúc này biến có phần không thể nào ổn định, treo ở mờ mịt hư không, có lung lay sắp đổ điềm báo, liền bên trên rong chơi tiên quang rủ xuống tràn tiên khí, bây giờ đều mất 2-3 phần đạo uẩn. Còn chưa bị chân áp, tứ phương quần chúng tất cả ngửa con mắt, lọt vào tai, liền nghe đâm một thanh âm vang lên, treo thiên đại đạo sơn hà đồ, lại bị xé mở một vết nứt, rất rõ ràng,
được thu vào trong đó. Triệu Bân đang ở bên trong làm loạn. Làm sao có thể? Bát cực thần tử thần sắc đột biến, vội vàng hoảng kết ấn bấm niệm pháp quyết. Đáp lại hắn, lại là soạt một tiếng vang dội, sơn hà đồ lại phá sừng, lại bị xé mở một đạo một khe lớn, hơn nữa cái khe kia bên trong, còn có ma sát tại trôi tràn. Quá tam ba bận. Đạo thứ ba khe hở bị xé mở lúc, Triệu Bân thoát vây. Hắn như một đầu dao long, từ bên trong vọt người mà ra, lật tay một đạo kiếm khí, đem sơn hà đồ bổ cái vỡ vụn, trong bức tranh mảnh vụn, tựa như quang vũ một mảnh từ trời nghiêng vẩy. Ta, phốc, bát cực thần tử tại chỗ phun máu, gặp đáng sợ phản phệ. Sơn hà đồ hắn tế luyện trăm năm cái nào, lại bị hủy như vậy. Cái kia, thế nhưng là thần minh họa tác a. Ngoại vi quần chúng nhiều kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Nhìn những cái kia kiến thức rộng lão bối, cùng với lưng tựa thế lực lớn người, như Thái Thượng Tông thần tử, đều phá lệ bình tĩnh, thần em gái ngươi sơn hà đồ, đó là một cái hàng nhái. Nâng lên Thái Thượng thần tử, đã khép lại quạt xếp. Chân hắn dẫm tường thành, một bước vượt qua hư không. Các ngươi lui ra, ta tới. Không hổ là siêu cấp đại phái thần tử, mở miệng chính là bức cách. Cùng là thiên bảng đệ tử, hắn kèm theo quang hoàn có thể so sánh hai thần tử chói mắt nhiều. Chói mắt về chói mắt. Hai vị khác có vẻ như không cho mặt nhi. Đặc biệt là bát cực thần tử, tế luyện sơn hà đồ, bị Triệu Bân hủy, hắn còn gặp một cái lớn phản phệ, há chịu làm tốt, đã mang theo trường thương, thẳng đến Triệu Bân đánh tới. Một phương khác, tiểu kim luân vương nộ khí cũng là không nhỏ, hắn mặc dù không chút bị thương nặng, nhưng hắn gương mặt này, không biết chịu Triệu Bân bao nhiêu bàn tay. Nhất thiết phải tìm chàng tử trở về. Như thế, liền đem các ngươi một khối đánh. Thái Thượng thần tử hừ lạnh, sắc mặt có phần âm trầm. Như vậy không cho mặt, hắn phải tìm người vung vung hỏa. Oanh! Hắn một trưởng hoành thiên, có vô tận biến hóa diễn trong đó. Hắn trưởng uy rộng rãi bàng bạc, chấn không gian đứt thành từng khúc. Bọn tiểu bối đều hít vào một ngụm khí lạnh, sớm biết Thái Thượng thần tử rất mạnh. Nhưng cái này chiến lực cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý, một trường hô đi qua, cùng giai chưa có người có thể gánh vác a. Bọn hắn dự phán, một chút cũng không giả. Cùng với cùng giai bát cực thần tử, thật sự bị một trường vung mạnh lật ra. Phía sau, chính là tiểu kim luân vương, bị một trường đánh rất thiên khung. Ngươi! Hai thần tử hai mắt bốc hỏa, sắc mặt dữ tợn không chịu nổi. Bát đại thánh địa từ xưa đồng minh, người mẹ nó đánh chúng ta. Thái Thượng thần tử không để ý tới, trường thứ hai đã xuất, thành một đạo dấu năm ngón tay, từ hạo vũ cửu thiên nắp rơi, cái kia rộng rãi vô song trường uy, lại đem không gian đè một mảnh sụp đổ. Giết! Triệu Bân đầy mắt bạo ngược, một quyền hướng thiên đánh đi lên. Quyền cùng trường va chạm, có huyết quang chợt hiện, Triệu Bân nắm đấm nổ tung, nửa cái thể phách đều sụp đổ trở thành thịt nát cùng nát vụn cốt, trái lại Thái Thượng thần tử, lại là sừng sững không động. Vô vị! Thái Thượng thần tử u cười, tiện tay liền muốn ra trưởng thứ ba. Nhưng, không đợi hắn trưởng ấn rơi xuống, thì thấy bát cực thần tử đánh giết đi lên, đánh hắn một hồi lảo đảo, cùng với chẳng phân biệt được tuần tự chính là tiểu kim luân vương, đập bể hắn xương vai. Lại để cho ngươi nha nghiêu bức, còn dám đánh lão tử. Cái này, là hai người thần thái chỗ giải thích lời nói. Người đi, đều có trả thù tâm lý. Đánh người, liền nên làm tốt bị nện chuẩn bị. Tự tìm cái chết. Thái Thượng thần tử hừ lạnh, một trường quét ngang hai thần tử. Triệu Bân ngược gió giết đến, huy quyền đánh hắn lộn nhào. Còn chưa xong, bị lật tung hai thần tử, lại trong nháy mắt đạp thiên mà quay về, nhắm chuẩn Thái Thượng thần tử một người phóng một cái đại chiêu, so sánh Triệu Bân, hàng này có vẻ như đáng hận hơn. Siêu! Nói lên Triệu công tử, đó là thật không nhàn rỗi. Hai thần tử vừa đánh lén Thái Thượng thần tử, hắn đuổi chân liền giết tới. Một trường hất bay tiểu kim luân vương, lật tay lại một quyền, đánh người bát cực thần tử huyết cốt bắn bay. Hảo, rất tốt. Thái Thượng thần tử tức giận rồi, lại một đường kiếm khí xuất thể. Triệu Bân đuổi không khéo, bị đánh hoành lật hư không 800 trượng. Mà Thái Thượng thần tử phía sau hai đạo kiếm mang, nhưng là bổ về phía hai thần tử, nghĩ như vậy tham gia náo nhiệt, hắn không ngại đánh ba, lấy hắn nội tình, hoàn toàn có tư cách này. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hai thần tử cũng là vừa, một đông một tây công sát mà đến. 800 ngoài trưởng Triệu công tử, cũng là ma sát bao phủ, nhiễm máu tươi, để cho hắn càng lộ vẻ bạo ngược, không chỉ tiên lực thuế biến ma lực,
ngay cả dị tượng cũng thêm một cỗ ma tính. Oanh, phanh, đại chiến oanh minh, rất nhanh vang vọng hư thiên. Chiến cuộc đi, hơi có vẻ hỗn loạn. Cực độ phát hỏa hai thần tử, liền bắt được thái thượng thần tử một người đánh. Thái thượng thần tử cũng là đại phách lực, tay cầm thiên kiếm, thật sự một chọi ba. Nghiêu bức nhất là Triệu công tử, không có gì thần trí thanh tỉnh, có thể nói lục thân bất nhận, cũng không để ý ai là ai, bắt được liền hướng chết đánh. Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Cục diện chính là như thế cái cục diện. Trẻ tuổi chính là tốt, có sức sống. Trên tường thành lão bối nhóm, đều ngữ trọng tâm trường vuốt râu một cái. Bọn hậu bối tụ tập kéo bè kéo lũ đánh nhau, có thể so sánh nhìn dị tượng có ý tứ nhiều. Không thể phủ nhận, thái thượng thần tử thật sự mạnh. Ân, đánh ba, lại vẫn chiếm hết thượng phong. Nếu Triệu Bân có thanh minh thần trí, vậy thì khó mà nói. Trên thành dưới thành lại là một mảnh tiếng nghị luận, không thiếu hò hét trợ uy giả. Có không ít người, còn cầm ký ức tinh thạch, một điểm không kém thác ấn hình ảnh, bốn nhà thần tử kéo bè kéo lũ đánh nhau, một cái ngây ngô ba cái bình thường, một trận chiến này, lại là bọn hắn trà dư tử hậu đề tài nói chuyện, lấy đi ra ngoài bán lấy tiền, cũng là biết cách làm giàu. Coi là thật muốn cùng ta gây khó dễ. Tiếng quát to này, xuất từ thái thượng thần tử. Thế nhân nhìn rõ tích, thái thượng thần tử đã là thân nhiễm máu tươi, chật vật không chịu nổi, trước đây không lâu bình thản ung dung, bây giờ cũng đã biến sắc mặt hung ác, thậm chí có chút dữ tợn. Nói điểm trực bạch, hắn gánh không được đánh. Là hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Vĩnh Hằng thể, không có ý thức thanh tỉnh, lại là càng đánh càng mạnh, thoạt đầu, hắn còn có thể áp chế một cách cưỡng ép, chiến đến nước này khác, càng là liên tiếp bị oanh lật. Nếu chỉ Triệu Bân một người còn tốt, hết lần này tới lần khác còn có hai quấy rối, đuổi theo hắn gõ muộn côn, dù hắn chiến lực, đều không chịu nổi công phạt. Là ngươi tự tìm, bát cực thần tử giận mắng, ho ra đầy máu. Muốn chiến cái kia liền tới, Tiểu Kim Luân Vương mang theo ra hỏa nghiến răng nghiến lợi. Xong, hắn liền bị Triệu Bân một trường đổ. Hiện trường, là thuộc hắn tối kính nghiệp, gặp ai cũng đánh. Trước tạm trấn áp hắn, thái thượng thần tử lạnh lùng nói. Lời này, còn có nửa câu sau, chờ thu thập Vĩnh Hằng thể, muốn đánh ta phụng bồi. Dứt lời, thì thấy hắn vung cánh tay lên một cái. Cùng với vù vù một thanh âm vang lên, một tòa bảo tháp từ trên trời giáng xuống. Tháp này bất phàm, hãn như sơn nhạc, lại kèm theo dị tượng diễn hóa. Thái thượng tiên tháp, người biết nhìn hàng một tiếng kinh ngạc. Đáng tiếc, lại là một cái hàng nhái. Có người tiếc nuối nói. Khí chàng không tầm thường, trấn áp Triệu Bân đầy đủ. Lão bố nhóm tập thể kết luận. Chân chính thái thượng tiên tháp, đây chính là thần khí. Thần khí hàng nhái, cũng không phải đồ giỏm sơn hà đồ có thể so sánh. Oanh! Thái thượng tiên tháp ầm vang rơi xuống, đem Triệu Bân khóa vào trong đó. Thái thượng thần tử thì một tay bấm niệm pháp quyết, cho tiên tháp ra chỉ phong ấn. Hai thần tử hừ lạnh một tiếng, cũng nhao nhao thi pháp, hỗ trợ hợp lực trấn áp Triệu Bân. Nói cho cùng, bọn hắn ba nhà là đồng minh. Đánh cũng đánh, trước tiên thu thập Đại La Tiên Tông. Chờ chiến hậu, chia cắt Vĩnh Hằng thể, bọn hắn đều có phần. Chấn thiên động địa đại hỗn chiến, cuối cùng là hạ màn kết thúc. Ầm ầm không thấy, chỉ còn dư một tôn bảo tháp sừng sững ở bên ngoài thành. Cái này, sợ là thật sự quỳ, đám khán giả trầm ngâm nói. Tam đại thần tử liên thủ, không có lý do ép không được ngây ngô Vĩnh Hằng thể. Sư tôn, mưa bụi lại nhìn đạo tiên. Thế nào liền không có niết bàn đâu. Đạo tiên một tiếng thở dài, muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, có một tiếng oanh minh từ tiên tháp vang vọng. Thế nhân tất cả nhíu mày, là mắt thấy tiên tháp kịch liệt lay động. Quơ quơ, nó liền ầm vang băng liệt, là bị no bạo. Qua, đám khán giả lại tập thể ngửa đầu, chỉ vì bên ngoài thành, có thêm một cái kình thiên cự nhân. Đó là Vĩnh Hằng Kim Thân, khôi phục thanh tỉnh Triệu Bân, mở ra Vĩnh Hằng Kim Thân. Phốc, thái thượng thần tử phun máu, một đầu cắm xuống hư không. Hắn tiên tháp A, thần khí hàng nhái, cũng như bát cực thần tử Sơn Hà Đồ, ước chừng tế luyện trăm năm lâu, lại bị Triệu Bân nhất kích no bạo, hắn không thể nào tiếp thu được, cũng gánh không được bá liệt phản phệ, loại kia tổn thương, là thẳng bức bản mệnh căn cơ. Đối với hắn đẫm máu, chưa có người chú ý. Tại chỗ có một cái tính một cái, phần lớn đều tại nhìn Vĩnh Hằng Kim Thân. Vĩnh Hằng một mạch bát đại tiên tàng đi, cũng là hơi có nghe thấy, như thiên ngự tối kháng đánh, như tuyệt cảnh biết đánh nhau nhất,
như vĩnh hằng chi môn công phạt tối cường, như vĩnh hằng giới tị nạn thực dụng nhất. Mà cái này vĩnh hằng kim thân, hẳn là tối dọa người. Nhìn cái đầu này, kình thiên đạp đất a, một cước có thể đem một ngọn núi dẫm bằng. Cùng với đánh nhau, người trước tiên cần phải gánh vác khí tràng của nó mới được. Một cái gà mở vĩnh hằng, không ngờ mở ngũ đại tiên tàng. Quá nhiều người sợ hãi thán phục, sợ hãi thán phục Triệu Bân thiên phú, cũng sợ hãi thán phục vĩnh hằng truyền thừa bất phàm. Huyết mạch không hoàn chỉnh, đều có uy thế cỡ này. Nếu là bản nguyên không thiếu sót, chẳng phải là càng kinh khủng. Ta vẫn là đầu hẹn gặp lại vĩnh hằng kim thân. Rốt nát vô chi tiểu bối, ngẩng lên đầu nhìn thần sắc ngơ ngẩn. Nào chỉ là bọn hắn, tại chỗ chín thành chín trở lên người, cũng là lần đầu thấy, chỉ vì vĩnh hằng một mạch, sớm tại vạn cổ phía trước liền đã tuyệt tích, nếu không phải những cái kia từ cổ lão thời đại sống sót hardcore, ai gặp qua tràng diện này. Quả là bá khí ầm ầm. Đạo tiên mang theo bầu rượu, nhìn cảnh đẹp ý vui. So sánh vĩnh hằng kim thân, hắn càng mừng rỡ hơn Triệu Bân tâm cảnh. Có thể từ ma vương ma đạo bên trong thoát thân, có thể xưng hành động vĩ đại a. Đồng dạng vui mừng còn có kiếm thánh, tiểu tử này chính xác bất phàm, thật đem cái kia một tia hy vọng hỏa trùng, đốt trở thành nóng bỏng quang huy. Tựa như so với trước kia mạnh hơn, mưa bụi một tiếng lẩm bẩm. Người ở chỗ này, nàng nên một cái duy nhất, gặp qua Triệu Bân ba lần kim thân người. Nguyên nhân chính là gặp qua ba lần, mới có thể tại đang so sánh cảm giác rõ ràng nhất. Không nói khác, liền nói kim thân chi khí chàng, liền xa không phải hai lần trước có thể so sánh. Có người sợ hãi thán phục, từ cũng có người lúng túng. Tựa như tiên thành bên ngoài thái thượng thần tử, bát cực thần tử cùng tiểu kim luân vương, bây giờ cũng đều tại ngửa đầu nhìn, thần sắc khó có thể tin, trong tròng mắt kiêng kỵ chi quang, che đều không thể che hết. Đặc biệt là thái thượng thần tử, lúc trước quang hoàn có nhiều lóa mắt, bây giờ liền có nhiều ảm đạm, đứng ở vĩnh hằng kim thân dưới chân, hắn có vẻ như cùng một con thỏ không có gì khác biệt. Cuối cùng đi ra, vạn chúng đều tại nhìn, chỉ Triệu công tử đặt cái kia vung đầu. Vì thoát ra ma đạo, hắn không tiếc học trộm ma đạo, cuối cùng là mở ra lối riêng, mượn ma vương lộ, đi ra hỗn loạn tuyệt cảnh. Nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn liền thoát ly nguy hiểm. Chỉ cần ma vương còn tại vĩnh hằng chi môn một ngày, hắn chính là ở trước quỷ môn quan bồi hồi. Làm sao có thể? Ma vương gào thét, hóa thành phát ra từ linh hồn gào thét. Hắn đường đường bán thần, lấy đạo khốn người, lại không khóa lại được một cái động hư tiểu bối, cái này đã không phải xúc phạm uy nghiêm, cái này mẹ nó là đỏ. Lỏa lỏa mất mặt cái nào? Càng làm cho hắn chấn nộ là, đối phương lại lấy hắn ma đạo thuế biến bản thân. Tính ra như vậy, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, là hắn đưa một hồi tạo hóa a. Đi! Bát cực thần tử thứ nhất túng, quay người liền đột. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, lúc này giơ lên tay, năm ngón tay mở ra hướng phương kia, làm thôn thiên quyết, lòng bàn tay đáng sợ hấp lực, đắc vĩnh hằng kim thân gia trì, nuốt hết chi lực bá đạo hơn, thậm chí đã thoát ra hơn 10 trượng bát cực thần tử, lại bị hút trở về. Nhìn từ đằng xa, bị Triệu Bân kim thân đại thủ nắm chặt bát cực thần tử, giống như là một cái con cóc. Cho ta, mở! Bát cực thần tử phẫn nộ gào thét, cuồn cuộn tiên lực mãnh liệt, muốn tránh thoát kim thân đại thủ. Làm gì, hắn nội tình không tốt, vô luận như thế nào dãy giụa, đều tách ra không mở giam cầm. Gặp một màn này, tiểu kim luân vương cũng túng. Hắn một bước phi đột, trốn ra phiến thiên địa này. Xong việc, hắn cũng bị hút trở về, bị Triệu Bân kim thân đại thủ, nắm chặt chặt chẽ vững vàng, bát cực thần tử không phá nổi Triệu Bân giam cầm, hắn cũng giống vậy không phá nổi. Thái thượng sư huynh, chạy về nhà đầu thai sao? Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng. Nhìn chăm chú vào chính là bỏ chạy thái thượng thần tử. Không hổ là thiên bảng xếp hạng tương đối gần trước đệ tử, tiểu tử này mở lên độ tới, đúng như một vệt sáng, chớp mắt liền chui đến trước cửa thành, chỉ kém một bước, liền có thể vào thành. Hắn ngược lại không ngốc, hư vọng thành cấm đấu nhau, vào thành chính là an toàn. Nhưng, không đợi hắn vào thành, thì thấy phía trước một mảnh sóng biển cuốn tới. Đó là thủy độn chi pháp, từ Triệu Bân thi triển, chỉ có điều gia trì bản nguyên cùng huyết mạch chi lực, còn dung tạo hóa cùng luân hồi. Thái thượng thần tử chạy quá mau cũng quá nhanh, không thể phanh lại xe, một đầu đụng đi vào, lại bị lăn lộn sóng biển, cưỡng ép cuốn trở về. Phá! Thái thượng thần tử quát to một tiếng, cưỡng ép phá thủy độn. Cũng là một cái chớp mắt này, Triệu Bân một cước từ thiên đạp xuống.
Hắn ngày thường một cước không có gì, nhưng bây giờ tại kim thân trạng thái, vậy thì chớ bàn những thứ khác, còn chưa chân chính rơi xuống, không gian liền đã sụp ra, vẻn vẹn nhìn khí chàng, liền biết một cước này nặng bao nhiêu. Thái thượng thần tử tránh không kịp, vô ý thức hai tay kình thiên. Khoan hãy nói, hắn thật sự chĩa vào kim thân Triệu Bân một cước. Cực pháp, dẫm chết ngươi. Triệu công tử cũng là chọc cười, tiên lực màu vàng óng mãnh liệt, gia trì lực đạo, thuận tiện, còn cho một cước này lên một cái rất tao khí tên, đùa mưa bụi che miệng cười trộm. Oanh! Hắn kim thân một cước cuối cùng là rơi xuống, đạp đại địa động rung động. Lại nhìn thái thượng thần tử, thật sao? Tấm tấm dòng dã một cái quá chữ kề sát đất lên, có lẽ là Triệu Bân một cước lực đạo quá nặng nề, cho hắn đạp một cái bị vỡ nát gãy xương. A! À, nhâm thái thượng thần tử như thế nào gào thét, cũng không cách nào tránh thoát. Bây giờ, gì cái bí thuật huyền pháp, gì cái bản mệnh thần thông, đều thành buồn cười bài trí. Đây cũng quá bá khí. Thiên phía dưới một mảnh thổn thức chặt lưỡi. Tam đại thánh địa thần tử A, cũng là trên bảng nổi danh thiên kiêu yêu nghiệt, lại đều bị Triệu Bân nhẹ nhõm chân áp, hai bàn tay một bên nắm chặt một cái, phía dưới chân còn đạp một đầu. Bát đại thánh địa thần tử, thật muốn bị bao đoàn. Không ít người lấy ra bút lông, dùng đầu lưỡi liếm liếm, tại một cái trên sách vở nhỏ, rồng bay phượng múa một phen. Lời này cũng không mau bệnh. Tưởng tượng ngày xưa Côn Luân thịnh hội, Triệu Bân một hơi diệt bát đại thánh địa năm cái thần tử, mà may mắn còn sống sót ba cái, bây giờ đều ở nơi này, trước đó không lâu còn nghiêu bức hống hống, trách trách hô hô muốn thu thập vĩnh hằng truyền thừa. Bây giờ đi, nghiễm nhiên ba cái cá mè một lứa. Đi đường bình an. Triệu Bân một lời băng lãnh cô quạnh, hai tay tất cả làm lực đạo. Trước tiên băng diệt chính là bát cực thần tử, tại chỗ thành thịt nát nát phụn cốt. Tiểu Kim Luân Vương so với hắn tốn sức một chút, chỉ vì hàng này xuyên qua Kim Luân bảo hộ thiên giáp. Cũng không sao, Triệu công tử có thâu thiên thuật. Mặc bảo hộ thiên giáp, hắn bóp không chết hàng này. Đem bảo hộ thiên giáp lột, cái kia cũng rất xốp giòn. A! À, hai đại thần tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng như lệ quỷ kêu rên. Triệu Bân không có chút nào thương hại, hoặc là không giết, hoặc là liền đánh hắn cái hồn phi phách tán. Thế nhân đều là quần chúng, nhiều hít khí lạnh. Lại là hai cái thiên bảng đệ tử, hồn về cửu thiên. Đến ngươi! Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng, cũng phải đem thái thượng thần tử cùng nhau đưa tiễn. Để cho hắn cảm thấy kinh dị là, hắn một cước này đạp xuống đi, càng không thể đem hắn đạp tắt, hoặc có lẽ là thái thượng thần tử thể nội, có một tông thần bí pháp bảo hộ. Ngươi không diệt được ta. Thái thượng thần tử con mắt tinh hồng, vừa hô chấn thiên khung. Cùng với hắn gào thét, có tiếng sấm vang vọng cửu thiên. Phàm là nghe ngóng giả, đều ngửa đầu mong nhìn, cái này có vẻ như không phải sét đánh trời mưa, mà là thiên kiếp, nhất định là có người đột phá bình cảnh, muốn dẫn một hồi khoáng thế thiên phạt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Oanh! Tiếng thứ nhất lôi minh sau đó, thương miểu mây đen quay cuồng. Sấm sét tùy theo nổ bể ra tới, hủy diệt chi ý bao phủ. Ai kiếp? Kinh tiếng quát ồn ào. Thiên kiếp cũng không phải ngày thường sét đánh trời mưa, nhẹ thì mình đầy thương tích, nặng thì hôi phi yên diệt, nếu rơi vào trong đống người, đó chính là một cái cỡ lớn gặp sét đánh hiện trường. Ân, thế nhân đều tại ngửa mặt lên trời mong, duy chỉ có Triệu công tử thấp con mắt nhìn. Không cần tìm, dẫn thiên kiếp chính là dưới chân hắn vị này. Muốn nói thái thượng thần tử, cũng thật siêu quần bạt tụy, đều thành dáng người như gấu này, lại vẫn có thể nghịch thiên đột phá tu vi. Cứ thế từ thái hư đỉnh phong, nhảy lên phá vỡ mà vào đạo hư lĩnh vực. Bây giờ, gọi thái thượng thần tử một tiếng tiên vương, cũng không cái gì mau bệnh. Đạo hư cảnh đi, vô luận nam nữ già trẻ đều có thể xưng tiên vương. Là hắn, là thái thượng thần tử. Ánh mắt sắc bén lão bối, đều nhìn về Triệu Bân. Chính xác nói, là nhìn về phía Triệu Bân chân đạp cái vị kia. Thật đánh giá thấp thiên bảng đệ tử, vậy mà tuyệt địa niết bàn. Có thể làm thái thượng một mạch thần tử, sao có thể không có mấy phần đạo hạnh. Tiến giai đạo hư cảnh, hắn cùng với Triệu Bân ai mạnh ai yếu không đếm có thể biết. Đám khán giả đều tới tinh thần, yên lặng chờ vở kịch bắt đầu diễn. Đương nhiên, bọn hắn cũng phải thời khắc làm tốt mở độn chuẩn bị. Như bị quăng vào thiên kiếp phạm vi, bọn hắn là muốn bị sét đánh. Sư tôn, mưa bụi giật đạo tiên y sừng. Trước tạm xem, đạo tiên cười xủy tay. Mưa bụi muốn nói lại thôi,
Sư tôn hôm nay thế nào như vậy có hứng thú? Có hứng thú nào chỉ là đạo tiên, tại chỗ rất nhiều lão bối cũng đều như thế, tiên vương thiên kiếp không phổ biến, càng không nói đến như thế cái cảnh tượng hoành tráng, đây là chuyên chúc hậu bối đánh cờ. Ta nói qua, ngươi không diệt được ta, thái thượng thần tử nhe răng cười. Lời này nghe thế nhân tặc hăng hái, thái thượng thần tử muốn đại phản công. Làm gì ý nghĩ rất đẹp, thực tế quá thanh kỳ. Người nào đó bịt chân một hơi, cứ thế không dậy nổi. Ngưu bức, không biết bao nhiêu người tụ tập thổn thức chặt lưỡi. Bọn hắn hai chữ này, dĩ nhiên không phải tán thưởng cùng ca tụng thái thượng thần tử, mà là đưa cho người Triệu gia mới, nho nhỏ động hư cảnh, người mẹ nó đạp là một tôn tiên vương A. Tú Nhi từng nói qua, đại lực xuất kỳ tích. Triệu Bân xử tấm tấm dòng dã, vừa nói chuyện lời nói ý vị sâu xa. Bây giờ, toàn thân hắn lực đạo đều tụ tập ở một cái chân bên trên. Hắn nhiều ngày tới tìm hiểu lực chi pháp tắc, cũng cuối cùng là phát huy được tác dụng, trừ này còn có huyết mạch chi lực, bản nguyên chi lực, vĩnh sinh chi lực, tạo hóa cùng với luân hồi chi lực, chỉ cần bây giờ có thể dùng tới, cũng là không giới hạn đi lên đập, muốn đứng lên không có cửa đâu. A, à, thái thượng thần tử lại một lần phát lực, muốn cưỡng ép đứng dậy. Nhưng kết cục đi, rõ ràng không phải hắn nghĩ câu chuyện kia. Thế nhân nhìn có phần phát hỏa, có phần muốn chạy đi qua, đem tên kia lôi ra ngoài, động hư cảnh một cái bàn chân, có như vậy trầm trọng. Người đường đường tiên vương càng là thoát thân không ra. Không phải hắn yếu, là hắn quá mạnh mẽ. Lão bối nhóm đều môn rõ ràng. Oanh, ầm ầm, hư vô lôi điện, đã ở mạn thiên phi vũ. Tất cả mọi người đều biết, thiên kiếp muốn khai phách. Nhưng, dẫn cướp vị kia còn không có đứng lên đâu. Ta đạp, ngươi độ A. Triệu Bân ôm bầu rượu, đường đường chính chính ực một hớp. Hắn cái này một lời không quan trọng, toàn trường quần chúng tập thể kéo khóe miệng. Oanh! Cùng với lôi minh, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Thân là độ kiếp giả, thái thượng thần tử từ gặp sét đánh. Thân là đạp độ kiếp giả người, Triệu Bân cũng đồng dạng chịu một đạo lôi, kình thiên đạp đất vĩnh hằng kim thân, bị chặt ra một đạo khe rãnh, nhưng nháy mắt sau đó liền phục hồi như cũ. Lại bất luận bản tính, thái thượng thần tử vẫn là rất yêu nghiệt. Triệu Bân cảm giác rõ ràng, bởi vì cái này lôi kiếp đích xác bá đạo. Nếu không phải nghịch thiên cấp yêu nghiệt, cũng không khả năng dẫn bực này thiên phạt. Triệu Bân, người đáng chết. Thái thượng thần tử gào thét, là phát ra từ linh hồn gào thét. Đáp lại hắn, là đầy trời lôi đình, tức thì đem hắn bao phủ. Đồng dạng bị dìm ngập, còn có Triệu công tử, sấm sét một đạo tiếp một đạo. Đánh cho hắn thể phách bốc khói đen, cũng chém thái thượng thần tử máu tươi quang, hắn ngược lại là nhớ tới, có thể đè lên hắn cái chân này nặng như cự nhạc, chớ nói đứng dậy, liên động một chút đều tốn sức. Cái này, ta đều thay hắn lúng túng. Thế nhân là quần chúng. Không cách nào hình dung cái hình ảnh đó. Bọn hắn đều đã từng thấy qua rất nhiều người độ thiên kiếp, phi thiên độn địa có, trên nhảy dưới tránh cũng có, nhưng như thái thượng thần tử như vậy, bị đạp nằm dạp trên mặt đất độ kiếp. Vẫn là lần đầu tiên đầu hẹn gặp lại, hắn có lẽ không phải tươi đẹp nhất tiên vương, nhưng tuyệt đối là biệt khuất nhất cái kia, thật vất vả tiến giai tu vi, cũng là bị người đạp không động được. Thiên kiếp cũng mặc kệ cái này cái kia, mở chính là chiếu bổ không lầm. Thái thượng thần tử kiếp bá đạo vô song, kèm theo lực lượng hủy diệt. Tiểu bối nhìn sắc mặt tái nhợt, lão bối nhóm cũng là tâm cảnh thẳng run. Vẫn là Triệu Bân trời sinh tính A, người khác thấy thiên kiếp, trốn còn không kịp. Hắn ngược lại tốt, đuổi tới gặp sét đánh, hơn nữa, còn mẹ nó là đạp người độ kiếp giả gặp sét đánh. Tu hành của hắn lộ, quả nhiên không giống bình thường. Trẻ tuổi tài tuấn nhóm, đều thổ lộ một câu nói như vậy. Dùng người khác kiếp, tới rèn luyện chính mình thể phách, bọn hắn tuyệt nhiên không dám, không phải không có cái kia quyết đoán, mà là không có cái kia nội tình, đã thiên kiếp, liền không nhìn tu vi cảnh giới, chỉ nhìn yêu nghiệt cấp bậc, nếu là vĩnh hằng thể độ kiếp. Thái thượng thần tử định sẽ không hướng phía trước góp. Oanh! Lại một đường lôi đình hạ xuống, mang theo cuốn lực lượng hủy diệt. Triệu Bân đẫm máu, vĩnh hằng kim thân đều bị đánh tàn phá. Liền hắn đều như thế, độ kiếp giả từ cũng không tốt gì. Tiểu đạo hữu, giết người bất quá đầu chạm đất, cho hắn thống khoái A. Hư ảo tiên thành chỗ sâu, có một đạo cổ xưa mờ mịt lời nói truyền ra, cũng chỉ Triệu Bân nghe thấy. Thống khoái không được, Triệu Bân há miệng tới một câu như vậy. Hà tất như vậy nhục nhã hắn, mờ mịt lời nói lần nữa vang vọng. Vãn bối chân đạp cũng không phải một người,
mà là một khỏa điện lôi. Triệu Bân nghiêm túc nói, hắn cũng không có tâm tình nhục nhã ai, là thái thượng thần tử trong bóng tối tính toán, sớm tại thiên kiếp hạ xuống phía trước một cái chớp mắt, hàng này ngay tại chân hắn tâm khắc xuống một đạo bí văn. Này bí văn đáng sợ dị thường, tiềm ẩn hủy diệt sức mạnh. Mà như bực này bí văn, thái thượng thần tử thể nội cũng có một đạo. Hai bí văn đụng vào nhau, thí sự không có, như bị thái thượng thần tử đào thoát, nếu hai đạo bí văn phân ly, hắn trong nháy mắt liền sẽ bị tạc thành tro, vào vĩnh hằng giới cũng chiếu nổ không lầm, cho nên, hắn phải đạp thái thượng thần tử, hơn nữa còn phải đường đường chính chính dẫm bền chắc. Thật lâu, cũng không thấy bên trong tòa tiên thành có hồi âm. Không có hồi âm, không có nghĩa là vị tiền bối kia không có ở nhìn. Chờ nhìn lén sau, Triệu Bân có vẻ như không có lửa hắn, bây giờ thái thượng thần tử, vẫn thật là nhất quả điện lôi, đến nỗi cái kia hai đạo bí văn, nên trong truyền thuyết thái thượng cấm chú, chính là một loại kinh khủng cấm thuật, chỉ tiên vương cấp có thể thi triển, lại cần hao tổn ngàn năm tuổi thọ. Đại giới thảm liệt như vậy, lực sát thương tất nhiên là bá đạo. Nếu là mở nổ, Triệu Bân sẽ chết vô cùng khó coi. Đến nỗi thái thượng thần tử, đương nhiên sẽ không chịu nổ. Đơn giản, cầm ngàn năm thọ nguyên đổi Triệu Bân mệnh. Lão tiền bối ngừng công kích, thần thái lời nói ý vị sâu xa, đạp hảo, đạp an toàn. A, à, hư ảo bên ngoài thành, tràn đầy thái thượng thần tử gầm thét cùng kêu rên. Hắn muốn trao liệng cửu thiên, rút kiếm chiến lôi kiếp, làm gì một chân đạp, cứ thế không thể động đậy. Hắn từng nghĩ tới rất nhiều độ kiếp tràng cảnh, duy chỉ có không ngờ đến là một màn này. Ầm ầm, cùng với hắn gào thét cùng gào thét, càng nhiều lôi điện từ trời nghiêng tả. Cùng là gặp sét đánh giả, Triệu Bân liền so thái thượng thần tử bình tĩnh nhiều. Hắn tại nhìn lén cái kia một đạo quỷ dị bí văn, hắn không xác định, tại chỗ diệt thái thượng thần tử, phải chăng cũng biết dẫn bạo cấm chú, chỉ biết cái này bí văn một khi nổ tung, hắn tuyệt đối thập tử vô sinh, nguyên nhân chính là có này cố kỵ, hắn bây giờ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại cũng không ngốc. Đạo tiên đạp tay mỉm cười. Trong thành vị kia đều có thể nhìn thấu manh mối, hắn sẽ không nhìn thấy. Thái thượng thần tử rất kê tặc rất nhiều, thân ở tuyệt địa, cũng không quên tính toán, ngàn năm thọ nguyên đổi Triệu Bân mệnh, kiếm bổn không lỗ mua bán, nhưng tiểu tử kia đánh giá thấp đối thủ. Hắn cũng không nhắc nhở Triệu Bân, từ đầu đến cuối cũng không có ý định nhắc nhở. Nếu ngay cả cái này tiểu cống ngầm đều không vượt qua nổi, như thế nào chống lên Đại La Tiên Tông? Triệu Bân, ngươi có dám đánh với ta một trận? Thái thượng thần tử ngừng giãy giụa, tiếng gào thét chấn thiên khung. Vừa không cách nào nhảy thoát, hắn chuẩn bị thay cái sáo lộ, cũng chính là phép khích tướng, chỉ cần Triệu Bân rời đi chân, hắn chính là bên thắng, tiên vương cấp thái thượng cấm chú đủ có thể đem chôn vùi. Hắn đề nghị này không tệ. Quần chúng cũng là nghĩ như vậy. Ngươi thật vất vả độ cái thiên kiếp, lại bị ngươi nha đạp không động được, rất biệt khuất có hay không, so sánh cái này. Bọn hắn càng muốn nhìn hai người đao thật súng thật làm một cuộc. Rút lui bí văn, cho ngươi một trận chiến cơ hội. Triệu công tử thản nhiên nói, bàn chân vẫn là chết đạp không thả. Ngươi cái gai nhỏ lão còn dám âm ta, thật coi ta là đánh xì dầu. Bí văn? Gì bí văn? Đám khán giả nghe rõ ràng, phần lớn không rõ ràng cho lắm. Cũng chỉ ánh mắt sắc bén lão bối, mỗi vững như Thái Sơn. Bọn hắn sớm đã nhìn ra manh mối. Triệu Bân chết đạp thái thượng thần tử không thả, là có nội tình, ngàn năm tuổi thọ đổi lấy thái thượng cấm chú, trong nháy mắt liền có thể đem Triệu Bân mang hộ đi. Ngươi sớm biết, thái thượng thần tử nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng không phải mù lòa. Triệu Bân ực một hớp rượu. Thái thượng thần tử sắc mặt a, trong nháy mắt dữ tợn đến vặn vẹo. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, thì ra hắn mới là cái kia thằng hề. Rút lui. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Cất giấu vô cùng vô tận lửa giận. Hắn muốn chiến, hắn muốn cùng Triệu Bân quang minh chính đại chiến một hồi. Nói rút lui liền rút lui. Hắn hủy thái thượng cấm chú, hai bí văn cùng nhau tiêu thất. Triệu Bân cũng là nói lời giữ lời, thật sự rời bàn chân. Siêu! Thái thượng thần tử trước tiên vọt lên tận trời. Phía sau chính là một đạo mang theo cuốn lôi minh gào thét. Tới chiến! Như ngươi mong muốn! Triệu Bân cứng rắn chống đỡ lấy lôi kiếp, từng bước lên như diều gặp gió. Hắn mỗi đạp thiên một bước, hắn vĩnh hằng kim thân liền tiêu tán theo một phần, cũng không phải là bị thiên kiếp bổ diệt, mà là hắn chủ động tản đi, kim thân sức mạnh lại trở về cơ thể bên trong, như hoàng kim đúc nóng hắn, giống như một ngôi sao rực rỡ, thiên kiếp cũng khó che hắn quang huy.
cho ta chu diệt. Thái thượng thần tử thông suốt huy kiếm, chỉ phía xa phía dưới. Sấm sét nghe hắn hiệu lệnh, đầy trời tia lôi dẫn như quang vũ. Triệu Bân thì mở thiên ngự, ngạnh kháng thiên kiếp, cũng ngạnh kháng lăng thiên tia lôi dẫn, cưỡng ép sát nhập vào cửu thiên, hôm sau một cái đại xuất bi thủ, đem thái thượng thần tử vung mạnh lật 800 trượng. Tất chu ngươi! Thái thượng thần tử con mắt tinh hồng muốn chảy máu, lại đạp thiên mà quay về. Triệu Bân vô cùng cường thế, mang theo cuốn hoàng kim khí huyết từ chính diện công phạt. Oanh, phanh! Dưới thiên kiếp đại chiến, trong nháy mắt kéo ra màn che. Ngửa mặt lên trời đi xem, đó là một mảnh sấm sét hội tụ lôi hải. Lôi hải chính là độ kiếp giả cùng ứng kiếp giả chiến trường, mặc dù cùng gặp sét đánh, không chút nào không trở ngại bọn hắn đánh nhau, pháp tắc thân kiếp không ra, hai bọn họ hoàn toàn có thể tùy tiện lãng. Hỗn loạn, toàn bộ thiên khung đều hỗn loạn. Lôi minh bên trong có ầm ầm, ầm ầm bên trong có kêu gào. Hai người mỗi một lần va chạm, đều có ánh lửa nổ tung. Còn có cái kia đại chiến sở tạo ra dị tượng, nhưng là chiếu đến hủy diệt chi quang, một bộ tiếp một bộ diễn hóa, cho mở tối hư không, tăng thêm từng vệt hoa mỹ màu sắc. Thật mạnh, thế nhân không khỏi sợ hãi thán phục. Mà hai chữ này, vẫn là đưa cho Triệu Bân. Phải biết, Triệu Bân là động hư cảnh, mà Thái Thượng Thần Tử là đạo hư cảnh, rõ ràng kém một cái đại cảnh giới, lại vẫn cứ ổn chiếm thượng phong, đánh Thái Thượng Thần Tử đứng không vững. Nếu hai người cùng giai, độ kiếp giả chẳng phải là bại thảm hại hơn. Không phải Thái Thượng Thần Tử yếu, là họ Triệu cái kia hàng quá yêu nghiệt. Ta, không bằng hai người. Như lời này, quá nhiều tiểu bối đều tại nói. Thiên kiếp lôi hải làm chiến trường, bực nào niệu tính, bọn hắn tự nhận không dám, chớ nói tại lôi hải đánh nhau, dù là đi vùng thế giới kia tản bộ một vòng, đều có thể bị đánh chết. Lão bối nhóm cũng xấu hổ, không khỏi nhớ lại trước kia. Tưởng tượng những cái kia tranh vanh tuế nguyệt, so bất quá hậu thế. Giống. Tiếng long ngâm chợt hiện, thiên khung nhiều một đầu lôi long. Đó là Thái Thượng Thần Tử, kêu gọi sấm sét mang theo cuốn quanh thân, diễn xuất long hình, lớn như vậy lôi long thân thể, tại trên lôi hải tùy ý sôi trào, gây thiên kiếp sấm sét liên miên băng diệt. Giống. Triệu Bân cũng lôi điện ra thân, diễn xuất lôi đình kỳ lân. Xong việc, lại là liên miên lôi đình bị đạp tắt. Oanh, ầm ầm, long cùng kỳ lân ác chiến, gây lôi hải sóng lớn vạn trượng. Đó là đạo cùng đạo tranh phong, đánh chính là thiên băng địa liệt. Lôi điện nhiễm huyết, có Triệu Bân cũng có Thái Thượng Thần Tử. Thiên kiếp nghiễm nhiên hóa thành làm nền, hủy diệt sấm sét đều thành một chút xuyết, mong tận cái kia phiến mênh mông hư thiên, lôi long cùng kỳ lân mới là chói mắt nhất, chiếu đầy đạo hào quang. Không khó nhìn thấy, Thái Thượng Thần Tử vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Hắn lôi long thân thể, đã là không chỉ một lần sụp đổ. Lão bối đều lòng dạ biết rõ, Thái Thượng Thần Tử tâm cảnh đã phá. Trái lại vĩnh hằng thể, lại là càng đánh càng mạnh, không hổ tu chiến chi đạo, hắn chi tâm cảnh có ta vô địch, cho dù là trong cùng thế hệ tiên vương, cũng ép không được hắn chiến ý. Phốc, lôi long hỏng mất, ầm vang ở giữa nổ diệt. Thái Thượng Thần Tử đẫm máu, bị lôi hải bao phủ. Ta không tin. Thái Thượng Thần Tử kêu gào. Là không cam lòng gào thét. Hắn đường đường tiên vương, lại chiến không được một cái động hư cảnh. Tâm thần lớn sụp đổ, để cho hắn rơi vào điên cuồng, nghiễm nhiên thành điên rồ, không muốn mạng xóa bỏ lệnh cấm pháp, lấy ra chỉ tự thân chiến lực, bí thuật thần thông không muốn mạng oanh kích. Oanh! Triệu Bân một bước rơi xuống, đạp lôi hải động rung động. So với điên cuồng Thái Thượng Thần Tử, hắn có vẻ như cường thế hơn, đâm đầu vào công phạt, hơn nữa trong tay vô binh vũ khí. Chỉ một đôi bá đạo kim quyền, vô song quyền uy bẻ gãy nghiền nát, cứ thế từng quyền đem Thái Thượng Thần Tử, từ Đông Phương Thiên Khung một đường đánh tới phương Tây Thương Miểu. Một quyền phá vạn pháp sao, quá nhiều người lẩm bẩm nói. Lời này không có tâm bệnh, tại chỗ quần chúng cũng không có người phản bác. Thái Thượng Thần Tử cỡ nào điên cuồng, sử dụng bí thuật huyền pháp làm sao các loại kinh khủng, nhưng ở Triệu Bân nắm đấm trước mặt, có vẻ như đều thành bài trí, mảy may ngăn không được Triệu Bân công phạt. Bại, đạo tiên chậm chậm nói. Thái Thượng Thần Tử tâm thần đã sụp đổ, bằng hà khứ chiến vô địch tâm cảnh. Hắn tiên vương kiếp, cũng không phải niết bàn, mà là một hồi tử kiếp. Phốc, vạn chúng chú mục phía dưới, một đóa tinh hồng huyết hoa vu lôi bên trong ngạo nghễ nở rộ. Đó là Thái Thượng Thần Tử, nhục thân bạo diệt, là bị Triệu Bân một quyền đả diệt. Ta không tin. Tung sinh mệnh cuối cùng một cái chớp mắt,
Thái Thượng Thần Tử vẫn tại kêu gào. Hắn không cam lòng gầm thét, nghênh đón là một cây băng lãnh chiến mâu. Phốc, nguyên thần huyết quang, là một mảnh băng xạ nguyên thần chi lực. Vẫn là vạn chúng chú mục, Thái Thượng Thần Tử bị Triệu Bân một mâu đóng đinh ở hư không, mặc hắn giãy giụa như thế nào, cũng không cản được chân thân diệt vong, tại trong kêu rên hóa thành từng khúc bụi trần. Oanh, độ kiếp giả táng diệt, ước vạn sấm sét cũng tức thì tiêu tan. Quần chúng tất cả tại ngửa đầu mong, nhiều thần sắc ngơ ngẩn, lôi điện mặc dù biến mất, lại có từng sợi vết tích còn sót lại, như một túm túm khói lửa, tại cực điểm thăng hoa sau ảm đạm kết thúc. Lại một cái thiên bảng đệ tử, bọn tiểu bối hít sâu một hơi. Bát đại thánh địa thần tử, thật đúng là bị vĩnh hằng thể một người bao trọn. Trên thực tế, cái này cũng chẳng trách Triệu Bân, vô luận là ngày xưa Côn Luân thịnh hội, vẫn là tối nay hư ảo loạn lạc, đều là một đám thánh tử đuổi tới tìm kích động. Bây giờ bị diệt, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, thêm nữa song phương lập trường, khai chiến là không chết không thôi. Tranh! Thế nhân thổn thức lúc, có kiếm ngân vang âm thanh triệt để cửu thiên. Nhìn qua mới biết, là một đạo đen nhánh kiếm khí xẹt qua thiên tiêu. Kiếm khí nhanh như thiểm điện, tỏa định chính là bầu trời Triệu Bân. Ngoại trừ đạo này đen nhánh kiếm khí, còn có một tia kinh mang cùng một vòng đao quang, đều là chạy Triệu Bân đi, rất rõ ràng chuyện. Âm thầm có cường đại tồn tại không nhẫn nại được, muốn đem vĩnh hằng thể cưỡng ép gạt bỏ, hắn quá nghịch thiên rồi, mặc hắn sống sót hẳn là cái mầm tai vạ. Không có ai biết là ai ra tay. Thế nhân chỉ biết ba đạo công phạt tất cả hủy diệt. Đi! Đạo tiên cuối cùng liếc mắt nhìn, quay người biến mất. Cùng với một đạo biến mất, còn có mưa bụi cùng Triệu Bân. Triệu công tử mặc dù không thấy bóng dáng, thế nhưng ba đạo công phạt lại không dừng lại. Đem hắn lúc trước chỗ vùng hư không kia, đánh một cái băng diệt, tạo ra được một mảnh vết nứt không gian. Triệu Bân người đâu? Vào vĩnh hằng giới. Bằng không thì đứng bị đánh. Thế nhân đều nhìn có chút rõ ràng, Triệu Bân cũng không bị mệnh chung. Tầm mắt không tốt giả, cũng bất giác cho là Triệu Bân trốn vào không gian tùy thân, chỉ nói đi cao thâm hạng người, hai mắt híp lại, tựa như hư vọng thành cái vị kia, ngay tại nhíu lông mày, tiểu tử kia cũng không phải trốn vào vĩnh hằng giới. Là bị một loại đại thần thông vô căn cứ rời đi. Hắn còn tại. Chờ hắn đi ra. Quần chúng cũng không tán đi. Đặc biệt là lúc trước xuất thủ ba cái kia, bây giờ đã ở uẩn nhưỡng bí pháp, liền chờ Triệu Bân ra vĩnh hằng giới, bọn hắn sẽ trước tiên tế ra tuyệt sát, gắng đạt tới nhất kích mất mạng. Tắm một cái ngủ đi. Hư ảo tiền bối ngáp một cái, tìm chỗ mơ hồ đi. Người đều không tại cái này, đợi đến ngày mai cũng chờ không đến vĩnh hằng thể. Nhưng, cũng không phải là tất cả mọi người đều có hắn tầm mắt như vậy, tựa như trên tường thành, cái kia một đống, bây giờ đều trừng tròn trịa mắt, nhìn chằm chằm bên ngoài thành nhìn, chờ Triệu Bân đi ra. Siêu! Bên này, đạo tiên đã ở một cái sơn cốc hiện thân. Thấy hắn tiện tay chảo một cái, đem Triệu Bân xách ra không gian. Có lẽ là lúc trước đại chiến thụ thương quá thảm trọng, cũng hoặc bị sét đánh quá nhiều, Triệu công tử có chút choáng, thậm chí lúc rơi xuống một bước không có đứng vững. Suýt nữa một đầu cắm đó. Mưa bụi tiến lên, nâng hắn một chút. Tiểu tử này có tổn thương, mà lại còn là nội thương. Dù sao cũng là cùng tiên vương đại chiến, mà lại còn là cái thiên bảng nổi danh tiên vương, không bị thương quỷ đều không tin, bất quá vĩnh hằng thể nội tình hùng hậu, những thương thế này cũng không có quan trọng muốn. Nhiều ngày không thấy, vãn bối rất là tưởng niệm. Triệu Bân lắc lắc đầu, ý thức lại bắt đầu không rõ ràng. Bất quá. Hắn đã mới học ma đạo, sẽ lại không bị nhốt tâm thần. Đạo tiên không có để ý tới, chỉ mò lấy cái cằm nhìn chằm chằm Triệu Bân tử phủ nhìn lén, nếu hắn không nhìn lầm, hàng này tử phủ còn cất giấu một người, mà lại là cường đại kiếm tu. Kiếm thần tàn hồn run lên, lấy lực lượng thần bí làm che lấp. Xong việc, hắn vừa trầm vào Triệu Bân tử phủ bên trong tiên trì. Thái thượng thần tử một hồi kiếp, hắn cũng đi theo gặp cái sét đánh. Phải thiên kiếp tẩy lễ. Với hắn mà nói là tạo hóa, nếu là nhiều tới mấy lần, hắn có thể sớm tụ ra nguyên thần, tốt nhất là vĩnh hằng thể quá hư kiếp, nói không chừng còn có thể thuế biến. Sư tỷ, liên lụy ngươi. Triệu Bân cuối cùng là đứng vững vàng, hướng mưa bụi biểu đạt xin lỗi. Đuổi giết một đường, đạo gia thần nữ kém chút bị hắn đánh cho tàn phế. Không có gì đáng ngại, mưa bụi khẽ nói nở nụ cười. Nàng cái này không nghi ngờ, không có nghĩa là đạo tiên không mặt đen. Sư tôn cũng là bao che cho con, ngày bình thường cũng là nâng ở trong lòng bàn tay che chở, đi ra ngoài một chuyến như vậy,
lại là rơi xuống một thân vết thương, làm sư phó không phát hỏa mới là lạ lạc. Triệu Bân một tiếng ho khan, lại cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Thấy thế, mưa bụi lại nhẹ nhàng kéo sư tôn góc áo. Con gái lớn không dùng được a. Đạo tiên một tiếng thở dài, tiện tay mở ra vực môn. Mưa bụi một cái chớp mắt đỏ mặt, sư tôn lại cầm nàng chọc cười. Vẫn là Triệu công tử kính nghiệp, vào thông đạo, liền khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, trước ăn mấy viên thuốc, sau đó mới chuyên tâm xa vào, thương thế đều việc nhỏ, chủ yếu là ma vương, tên kia tại Vĩnh Hằng Chi Môn rất không an phận, thời gian càng lâu, liền nháo đằng càng ngày càng hăng hái. Không lâu, thì thấy quanh người hắn ma sát rong chơi. Còn có hắn tiên lực, cũng nhiễm lên ma chi quang. Mưa bụi nhìn cao mày, Triệu Bân tại ngộ ma đạo. Đạo tiên không có gì ngoài ý muốn, hắn cũng sớm đã có đoán trước, nếu không phải hiểu ma đạo, cuối cùng một phần thanh minh cũng trốn không thoát ma vương vây khốn, đổi lại là hắn, cũng biết đi đường này. Hai người nhìn lên, Triệu Bân quanh thân ma sát càng làm càng ngược. Còn có mái tóc dài của hắn, cũng đang từng sợi hóa thành huyết hồng. Mãi đến mái tóc màu đen thành huyết phát, hắn mi tâm mới khắc một đạo bí văn, đó là một đạo ma văn, cũng là một loại đạo tượng trưng, hắn ngộ ma chi đạo đã đi lên chính quy. Ma đạo gia trì, mưa bụi một tiếng lẩm bẩm. Nhìn Triệu Bân bây giờ khí chàng, so với trước kia mạnh rất nhiều. Đạo tiên so mưa bụi nhìn càng thêm rõ ràng, cùng nói là ma đạo gia trì, chẳng bằng nói là ma đạo trạng thái, tương tự với vĩnh hằng tuyệt cảnh, mở này trạng thái có thể tăng cầm chiến lực, chỉ có điều, Triệu Bân ngộ còn chưa đủ sâu, tung mở này trạng thái, tăng thêm cũng vô cùng có hạn. Ma đạo sợ là sẽ phải loạn tâm trí, mưa bụi nhỏ giọng nói. Là người ngự đạo, phi đạo ngự người, đạo tiên cười cười. Mưa bụi như có điều suy nghĩ, từ đọc đến xuất sư tôn chữ bát ba này bên trong ngụ ý, đạo vô tận cũng không chừng mực, có phân chia mạnh yếu, cũng không chính tà khác biệt, đều xem ngự đạo người, liền như thế khắc Triệu Bân, dù là tu ma đạo, cũng chưa hẳn là bạo ngược đại ma đầu. Siêu! Triệu Bân hình thái lại biến, tóc dài dần dần cởi ra huyết sắc. Tùy theo chính là từng sợi tóc vàng, lóe sáng sán sán hào quang. Đây là vĩnh hằng tuyệt cảnh, tục xưng tiểu cực cảnh. Không khác rất gần thăng hoa, này trạng thái chiến lực chi tăng thêm, chưa có bí pháp có thể so sánh, chính là vĩnh hằng một mạch dành riêng thiên phú. Không được hoàn mỹ chính là, Triệu Bân huyết mạch không trọn vẹn. Nguyên nhân chính là bản nguyên không hoàn chỉnh, tuyệt cảnh mới rất nhiều tai hại. Tiểu tử ngươi tạo hóa không cạn cái nào. Đạo tiên đưa tay, nhặt Triệu Bân một tia huyết khí. Hắn có thể tinh tường cảm giác, cái này sợi trong huyết khí cất giấu một cỗ lực lượng thần bí. Nên trong truyền thuyết lực chi pháp tắc, khó trách có thể một cước dẫm tiên vương, nguyên là tu lực chi đạo. Tiên tông hữu lực chi tiên thể, mưa bụi truyền âm. Đạo gia đã phải tin tức, đạo tiên cười ôn hòa. Làm tình báo đi, trong nhà ai còn không có mấy cái tiểu thám tử a? Như những thứ khác thánh địa, cũng không ít tại tiên tông xếp vào gian tế. Cho nên nói, tiên tông hữu lực chi tiên thể, sớm đã không phải bí mật gì, hắn cảm thấy bất ngờ là... Triệu Bân lại cũng nhiễm lực chi pháp tắc, là hàng này chính mình cảm ngộ. Coi là thật như thế, cái kia Triệu Bân thiên phú, liền so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nghịch thiên. Thay đổi, Triệu công tử hình thái lại thay đổi. Hắn một đầu kia tóc vàng, lại hóa thành màu trắng. Như lúc trước, hắn mi tâm lại khắc một đạo bí văn. Thiên sát cô tinh. Đổi đạo bên trong tiên nhíu lông mày, thần sắc không khỏi kinh ngạc. Thân là đồ nhi, mưa bụi cũng rất bình tĩnh. Hắn tằng phái hóa thân hạ phàm, từ nghe xong thiên tông thánh tử rất nhiều cố sự, trong đó có thiên sát cô tinh, đây cũng không phải là bí mật. Càng là bực này mệnh cách, thật lâu, mới nghe đạo tiên một tiếng thở dài. Có này mệnh cách, liền chú định hắn một đường cô tịch. Nhưng có biện pháp nghịch thiên cải mệnh, mưa bụi hỏi. Nếu thế gian còn có một cái khác thiên sát cô tinh, có lẽ có thể thay đổi. Đạo tiên ực một hớp rượu, tiếp tục nói, nhìn chung sử sách. Ta không thấy có thành công chi tiên lệ. Triệu Bân hình thái còn tại biến. Đơn giản mấy cái trạng thái thay đổi. Ma đạo huyết phát. Tuyệt cảnh tóc vàng. Thiên sát tóc trắng. Như tự ảo thuật. Mưa bụi nhìn chứng trạc đàng hoàng, đạp tay đạo tiên, thì một mặt thâm trầm, thế hệ này vĩnh hằng truyền thừa, thật mẹ nó có ý tứ, lắp ráp thì thôi, vẫn là món thập cầm. Triệu Bân biến hóa, đủ kéo dài 3 ngày. 3 ngày ở giữa. Hắn như một lão tăng không nhúc nhích tí nào. Trạng thái thay đổi, cũng thuộc về loại khác tu hành. Đạo tiên nhìn rõ ràng nhất, tiểu tử này sợ là lại tại mở ra lối riêng,
lấy thiên sát cùng vĩnh hằng tuyệt cảnh, rèn luyện hắn ma chi đạo, lấy tại biến hóa bên trong đi ra một con đường. Đến ngày thứ tư, Triệu Bân mới từ trong xa vào tỉnh lại. Hắn tuy không thuế biến niết bàn, nhưng con người sâu thẳm không thiếu. Tỉnh, đạo tiên ung dung một lời. Ân, Triệu Bân vặn eo bẻ cổ đứng dậy. Bây giờ lại nhìn, đã không tại vực môn trong thông đạo, chân đạp chính là phi kiếm, đã đến đạo gia địa giới, hắn lần đầu tiên tới cảm thấy mới lạ, vô tận thị lực nhìn tới nhìn tứ phương, có thể gặp một đám mây sương mù lượn quanh quần sơn, uy thế rộng rãi bàng bạc, khí tức cổ phát tang thương. Rất rõ ràng, đó chính là đạo gia Tiên Sơn. Tiên Sơn đông nam tây bắc tứ phương, đều có một tòa thật lớn cổ thành bố liệt, thành chung quanh là tiểu trấn chung quanh nhưng là dựa vào núi, ở cạnh sông thôn xóm, nghiễm nhiên một cái quốc độ, thần bí cổ lão, vẻn vẹn khí này uẩn cùng chiến trận, cũng không phải là hắn Đại La Tiên Tông có thể so sánh. Là ai truyền ngươi thiên cơ thuật? Đạo tiên đột nhiên một lời. Tự học, Triệu Bân lại chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Đạo tiên không có lại tiếp tra, tự học tốt, tự học cho ngươi phế đi. Triệu công tử ổn ép một cái, không tận lực che giấu thiên cơ, phế liền phế thôi. Quay đầu còn có thể lại khôi phục, phế một lần khôi phục một lần, đi ra lẫn vào ai còn không có điểm tuyệt chiêu a. Thấy đạo quân chớ nói lung tung, mưa bụi nhắc nhở. Biết rõ, Triệu Bân sửa sang lại cổ áo, bất loạn nói chuyện. Hắn tốt xấu là Đại La Thánh Tử, đạo quân còn có thể đánh hắn sao? Đang khi nói chuyện, ba người đã nhập đạo nhà Tiên Sơn, thật một mảnh minh mông tiên cảnh, ít nhất tại Triệu Bân xem ra, mảnh này tiên thổ cất giấu vô tận đạo uẩn, nên thần minh lưu lại, trừ này chính là vô thượng uy áp, theo hắn suy nghĩ, nên lắng động năm tháng vô tận thế. Trương Tiết thiếu hụt vấn đề, ở đây cùng đại gia giải thích một chút. Ta bên này không có phát thiếu, hẳn là con đường đọc đến ra trục trặc. Dưới ánh trăng đạo gia Tiên Sơn, an lành yên tĩnh. Đạo giải lụa tiên lấy Triệu Bân cùng mưa bụi, hoạch thiên mà qua. Không thiếu đệ tử trưởng lão ngửa đầu nhìn, chủ yếu là nhìn Triệu công tử, làm gì, Triệu Bân được một kiện áo bào đen, lại quanh thân che lấp chi lực rong chơi, chưa có người có thể thấy rõ tôn dung. Đạo tiên lại hiện thân nữa, đã là một mảnh rừng trúc phía trước. Đạo quân ngay tại trong đó bế quan, đã có hơn 10 năm. Mưa bụi còn tốt, ngược lại là Triệu công tử, nhìn rừng trúc con mắt, bóng loáng, cái này cũng không là bình thường cây trúc, tùy tiện một mảnh lá trúc, đều giá cả không ít. Sư huynh, tiếp khách. Đạo tiên há miệng tới một câu như vậy. Mưa bụi một tiếng ho khan, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, nhìn chung toàn bộ đạo gia, cũng chỉ sư tôn của nàng, dám cùng đạo quân như vậy chọc cười tử. Triệu Bân thì hít sâu một hơi, không khỏi nhìn nhiều đạo tiên một mắt, lại nói ta đem đổ nhi ngươi làm hư. Có ngươi như thế cái không đứng đắn sư tôn, nàng không đem ta làm hư cũng không tệ rồi. Nhìn rừng trúc, đã là đạo chi khí tung bay. Có một người từ bên trong đi ra, là một cái thiếu niên tóc trắng. Triệu Bân nhìn, ánh mắt kỳ quái, nói thực ra, cái này cùng trong tưởng tượng của hắn đạo quân, không thể nào một dạng, tu đạo xảy ra vấn đề sao? Sao chả phản lão hoàn đồng nữa nha? Thiếu niên về thiếu niên, nhưng đạo quân cho hắn kiềm chế cảm giác, không hề yếu Côn Luân Tiên Quân. Cũng là bán thần, ai cũng không yếu ai. Như vị này, chợt nhìn bình thường không có gì lạ, kỳ thực, thâm bất khả trắc, nhìn cặp kia thanh minh con mắt, tựa như bao quát toàn bộ tinh không. Gặp qua sư bá, mưa bụi vội vàng hoảng hành lễ. Triệu công tử cũng có phần hiểu lễ giáo, xin ra mắt tiền bối. Vĩnh hằng thể, đạo quân một tiếng nhẹ kêu. Hắn ánh mắt thâm thúy, ngay cả lông mi cũng nhăn xuống nửa phần. Triệu Bân cảm thấy mất tự nhiên, bị bán thần nhìn chằm chằm, cuối cùng cảm giác chính mình cơ thể, đã biến thành trong suốt, giấu không được bí mật gì, vị này tầm mắt, nên cao hơn nhiều đạo tiên. Đạo quân còn đang nhìn, càng xem ánh mắt càng thâm thúy. Tiểu oa này rất bất phàm, càng là một tôn hồng trần tiên. Trừ này, hắn còn chứng kiến vĩnh sinh chi lực, tạo hóa cùng luân hồi, cùng với trong truyền thuyết lực chi pháp tắc. Có lẽ là quá hiếu kỳ, hắn không khỏi động thiên cơ thuật. Một phen thôi diễn, thấy gần như hoàn toàn mơ hồ, không phải hắn đạo hạnh không được, là tiểu bối này cũng tu thiên cơ thuật, thiên cơ che lấp chi lực, cực lớn đã cách trở hắn thôi diễn. Ngươi lại thu đồ nhi, đạo quân cười nhìn đạo tiên. Hắn chính là Đại La Tiên Tông Thánh Tử, đạo tiên chậm chậm nói. Đạo quân nghe xong trao lên lông mày, là hắn bế quan quá lâu, mơ hồ sao. Đại La Tiên Tông Thánh Tử, cái nào học đạo ra thiên cơ thuật. Hắn cốt cách kinh kỳ,
tự học, đạo tiên rượu vào miệng. Đạo quân mắt liếc đạo tiên, ánh mắt đầy ắp rất nhiều ngụ ý, không nói đến hắn nơi nào học thiên cơ thuật, nhân tài như vậy, thế nào liền bị tiên tông bắt cóc nữa nha. Đạo tiên xem thường, một bộ thần thái rất tốt giải thích một phen, tiên tông mỹ nữ nhiều, người không niệm thiên trường hơn xinh đẹp à. Làm nũng không phải liền cùng người đi đi. Chọc cười về chọc cười, chính sự vẫn phải làm. Có liên quan hỗn thiên ma vương một chuyện, hắn nói thẳng ra. Đạo quân lại nhíu mày, mới biết đại la thánh tử mục đích của chuyến này, vì thế, sư đệ còn không tiếc nhiễu hắn tính tu, trong truyền thuyết đại ma vương, người bình thường vẫn thật là ép không được. Mong rằng tiền bối giúp một chút. Triệu Bân tặc tự giác, trơn chu lấy ra mộng tiên cho đạo ngọc. Đây là một cái tín vật, trước kia nghe mưa bụi nói, cái đồ chơi này thật tốt làm cho. Ai? Thấy đạo ngọc, đạo quân không khỏi thở dài. Đạo tiên biết hắn tâm cảnh, cho dù qua nhiều năm như vậy, sư huynh đối với mộng tiên thoát ly đạo ra một chuyện, vẫn như cũ canh cánh trong lòng, bằng không thì, cũng sẽ không có phen này cảm khái. Đã ân tình, đạo quân tự thủ hứa hẹn. Hắn thu đạo ngọc, quay người biến mất không thấy gì nữa. Hỗn thiên ma vương không phải bình thường ma đầu, hắn phải tìm chút người trợ giúp. Chờ đi. Đạo tiên tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, thoải mái nhàn nhã uống rượu. Triệu Bân có thể ngồi không yên, sự ở đó trái nhìn nhìn phải, có phần nghĩ nhổ mấy cây cây trúc, thịt hầm lúc phóng vài miếng lá trúc, nên hương vị rất tốt, khó tránh khỏi còn tráng dương bổ thận. Suy nghĩ một chút vẫn là coi như không có gì, đạo tiên còn đặt cái này trông coi đâu. Hắn không nhàn rỗi, gọi ra hỗn thiên hỏa, cho dù bị phong lấy, này hỏa vẫn như cũ không an phận, chỉ đổ thừa bị ma đạo ăn mòn, nảy sinh tạp niệm, dị thường bạo ngược. Hắn tế bản nguyên, đem hắn bọc lại, cưỡng ép khử diệt tạp niệm. Tiên lôi cùng Long Uyên cũng chạy ra, liền chờ chủ nhân chữa khỏi hỗn thiên hỏa, bọn chúng sẽ trước tiên đem hắn quăng vào vĩnh hằng giới, đánh một trận rất có tất yếu, còn dám tạo phản. Kỳ quái, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Gì kỳ quái đâu, đại ma vương kỳ quái. Có vẻ như từ vào đạo gia tiên sơn, ma vương liền trở nên phá lệ yên tĩnh, lại không nửa điểm ma âm, để cho hắn bất giác cho là, tôn kia ma đầu ngủ thiếp đi. Làm không tốt tại nghẹn đại chiêu, Triệu Bân ngờ tới như vậy. Đạo quân đã đi tìm trợ thủ, đại ma vương sao lại không làm chuẩn bị. Chờ xem, ma vương bị thả ra vĩnh hằng chi môn sau, tất có một hồi ác chiến. Ân, thảnh thơi uống rượu đạo tiên, thông suốt đứng lên. Thấy hắn hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm thương miểu mong nhìn. Triệu Bân cùng mưa bụi không rõ ràng cho lắm, cũng nhao nhao ngửa ra con mắt. Làm gì, hai người tầm mắt không đủ, không nhìn ra gì khác thường. Cái nào chạy? Đạo tiên một tiếng lạnh quát, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Triệu Bân nhìn có phần rõ ràng, tên kia vào hắc động. Đối với cái này, hắn không chút nào ngoài ý muốn, đạo bên trong tiên bản lãnh lớn đâu. Có một đôi kỳ dị đôi mắt, có thể tùy ý xuất nhập hắc động, bây giờ lại nhìn, đâu chỉ có thể tùy ý xuất nhập, lại vẫn có thể nhìn xuyên hắc động, nếu không phải nhìn thấy tồn tại quỷ dị, cũng sẽ không sát tiến đi. Mưa bụi cũng tại nhìn, thần sắc không khỏi lo nghĩ. Hắc động nguy cơ tứ phía, sư tôn sợ gặp nguy hiểm. Người nào, đi ra. Hai người không chờ đến đạo quân, cũng không chờ đến đạo tiên, lại chờ được một tiếng gào to, tiếng quát truyền lại từ ngoài núi, sóng âm cực mạnh, lại kèm theo vương bá chi khí. Cuồng Anh Kiệt. Triệu Bân nghe xong, một bước đăng lâm đỉnh núi, cực điểm thị lực hướng ra ngoài nhìn ra xa. Thật đúng là tiểu tử kia, hai tay để trần khiêng đao, thế nào nhìn cũng giống như cái thổ phỉ. Ngươi nhận ra hắn, mưa bụi hỏi. Đánh qua, Triệu Bân thuận miệng đáp một câu. Mưa bụi nghe xong kéo khóe miệng, như bức như vậy sao? Người nào, đi ra. Ngoài núi, Cuồng Anh Kiệt lại là một tiếng sói tru. Về phần hắn trong miệng người nào, tất nhiên là chỉ đạo gia thần tử. Toàn bộ Đông Hoang đều biết, họ Cuồng đã đánh tới tiên bảng đệ cửu, mà đạo gia thần tử, thì danh liệt tiên bảng đệ bát, hắn nếu muốn lại hướng phía trước chuyển một chuyển, cũng không phải tìm người làm một trận đi. Người nào lỗ mãng? Hét to âm thanh nhất thời, hơn 10 đạo bóng người hoạch thiên mà qua. Đều nói nhà trưởng lão, lại là thanh nhất sắc tiên vương cảnh. Mắt thấy một đám lão gia hỏa sát tướng đi ra, Cuồng Anh Kiệt một chút cũng không mang sợ. Như thế nào, muốn lấy lớn hiếp nhỏ? Chân áp ngươi, cần gì nhà ta lão bối? Không đợi tất cả trưởng lão ngôn ngữ, thì thấy một cái thanh niên áo tím vượt thiên mà ra, trong tay còn cầm một cây đại kích,
thêm nữa cơ thể phách anh hung hãn, rất có khí nắp bát hoang uy thế. Đó chính là người đạo gia thần tử, Triệu Bân trách mắt hỏi một chút. Hắn tên Ngao Thiên, đạo gia đệ nhất chân truyền, mưa bụi cười nói. Ngao Thiên, Triệu Bân thuận tay lật ra tiên bảng, có thể ở trên đó tìm được cái tên này, xếp hạng mặc dù không bằng đạo gia thần tử, nhưng cũng cực kỳ cao. Nếu không thì thế nào nói đạo gia nội tình hùng hậu chứ? Vẻn vẹn đăng lâm tiên bảng đệ tử, liền có mấy cái. Ta không tìm ngươi, gọi ngươi ra thần tử đi ra. Khẩu khí thật lớn, Ngao Thiên vung mạnh đại kích. Hắc, oanh, phanh. Đạo gia trước sơn môn, biến phi thường náo nhiệt. Một cái bá thiên thần thể, một cái đạo gia đệ nhất chân truyền, chiến khí thế ngất trời, chiến trường của bọn họ, nhìn từ đằng xa, đó chính là một sấm chớp rền vang hỗn loạn chi địa. Lớn như vậy chiến, sao có thể không có quần chúng đâu? Đạo gia đệ tử trưởng lão, không biết bị đánh thức bao nhiêu. Triệu Bân cũng là một trong số đó, đứng ở đỉnh núi hôm sau nhìn ra xa. Không thể không nói, đạo gia đệ nhất chân truyền, đích xác có chút vốn liếng, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, đối đạo lĩnh hội cũng rất sâu, nhìn cái kia một vài bức dị tượng, đều nói uẩn nảy sinh. Đáng tiếc, hắn đối đầu chính là cuồng anh kiệt. Thậm chí là, từ khai chiến liền tan mất hạ phong. Người đạo gia, vẫn rất giảng võ đức. Triệu Bân ngữ trọng tâm trường nói, thử nghĩ, như điên anh kiệt đi mặt trời lặn thần giáo như vậy gọi sơn môn, sợ là sẽ bị lão bố nhóm đánh chết. Thua được, mưa bụi khẽ nói nở nụ cười. Nhà ngươi thần tử không tại. Tại vong tiên bí cảnh tu hành. Khó trách. Triệu Bân thu tiên bảng, chuyên tâm nhìn đại chiến. Từ ngày xưa phân biệt, đây là hắn lần thứ nhất gặp lão cuồng. Cái kia hàng nên đụng không thiếu tạo hóa, tu vi tinh tiến không ít, huyết mạch sức mạnh, cũng là cực điểm khôi phục, cho dù cách rất xa, vẫn như cũ có bá liệt chi khí xông tới mặt, hiếu chiến chủ đi. Không phải đang đánh nhau, chính là tại đi làm trận chiến trên đường. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, Ngao Thiên suy tàn hư thiên. Hắn là rất biết đánh nhau, nhưng đối thủ có vẻ như càng có thể đánh. Thật mạnh a! Đạo gia đệ tử, tất cả tràn ngập kiêng kỵ. Không hổ là bá thiên thần thể, không hổ là tiên bảng xếp hạng đệ cửu yêu nghiệt, quả nhiên không phải thổi phồng lên, hắn đạo gia đệ nhất chân truyền biết bao mạnh, lại cũng bại nhanh như vậy. Một khối lên đi. Cuồng anh kiệt nghiêu bức hống hống đạo. Thật sao, hắn cái này một lời không sao, trong núi liên tiếp vọt ra khỏi tám đạo bóng người, tăng thêm thua Ngao Thiên, thỏa đáng đạo gia chín đại chân truyền, cùng nhau giết tới hư không. Khen sớm, Triệu Bân hít sâu một hơi. Vừa mới còn nói đạo gia giảng võ đức đâu, quay đầu chính là như thế cái tên vở kịch. Lão bối nhóm là không có nhúng tay, nhưng đám kia tiểu bối, lại bắt đầu quần đấu. Mưa bụi hơi có vẻ lúng túng, cũng là đầu hẹn gặp lại chàng diện này. Nhìn đạo gia một đám lão bối, đã là mặt mo hôn mê. Cuồng anh kiệt cũng là thực sẽ chọn thời điểm, hết lần này tới lần khác nhà hắn thần tử không tại tông nội, chín đại chân truyền ngược lại là tại. Nhưng có vẻ như nhìn không được bề ngoài, bá thiên thần thể chiến lực quá kinh khủng. Oanh, phanh, đơn đấu một trận chiến, cứ thế đã biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lúc trước là một người bị đánh, bây giờ là tụ tập bị truy. Đạo gia chín đại chân truyền, có một cái tính một cái, đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Không ở nhà sao, cuồng anh kiệt một tiếng nói thầm. Nếu đạo gia thần tử tại tông nội, sợ là sớm giết ra tới. Xem ra. Hắn không có chọn tốt thời gian, không thể bắt được chính chủ. Ta ngày khác trở lại. Cuồng anh kiệt nhất đao quét ngang hư không, liên tiếp bại chín đại chân truyền. Chờ đạo gia lão bối tiến lên, này hàng đã vọt không còn hình bóng. Vở kịch kết thúc, lưu cho đạo gia chỉ còn dư hai chữ, lúng túng. Ai? Mưa bụi một tiếng thở dài, quay đầu nhưng không thấy Triệu Bân. Mắt to một nhìn, mới biết cái kia hàng đang đặt cái kia nhổ cây trúc. Lại tìm ta đạo gia trộm đồ, mưa bụi từ trên trời giáng xuống. Mượn mấy cây, năm nào trả lại, Triệu Bân cười ha ha. Đạo gia thần nữ cũng là có ý tứ, lại không ngăn cản, lại còn hỗ trợ rút mấy cây. Phía sau đủ 3 năm ngày, cũng không gặp đạo tiên cùng đạo quân. Chớ nói mưa bụi, liền Triệu Bân cũng chờ có chút phát hỏa. Mãi đến ngày thứ 6, mới gặp đạo tiên từ hắc động trở về. Hắn nên đã trải qua một hồi đại chiến. Toàn thân nhiều máu khe. Triệu Bân nhìn qua hắn vết thương, có ma lực rong chơi, cũng có gian ác tàn phá bừa bãi, đối phương nên một tôn cường đại ma vật, ít nhất là tiên vương đỉnh phong, là bán thần cũng nói không chừng. Đêm,
Đạo gia. Dừng chúc phía trước. Đạo tiên ngồi xếp bằng, tĩnh tâm chữa thương. Mưa bụi liền canh giữ ở hắn bên cạnh thân, thần sắc không ra thế nào dễ nhìn, có thể đưa nàng sư tôn bị thương thành như vậy. Tu vi của đối phương nên không kém đạo quân, khó có thể tưởng tượng, hắc động đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu không biết mà nhân vật đáng sợ. Đối với cái này, từng tiến vào hắc động Triệu Bân, tràn đầy cảm xúc. Không nói khác, liền nói bí cảnh ách ma cùng cửu u tà quân, đến nay nhớ lại đều lòng còn sợ hãi, mà so sánh bóng tối vô biên, bọn hắn có lẽ chỉ một góc của băng sơn. Tạo hóa chi diệp, đạo tiên đột nhiên một lời. Triệu Bân tặc biết chuyện. Tiện tay hái được ba mảnh tạo hóa thần thụ lá cây, nhẹ nhàng đưa vào đạo tiên thể bên trong, vẫn là cái đồ chơi này dễ dùng, xua tan không thiếu gian ác chi quang. Diệt! Đạo tiên một tiếng lạnh quát, cưỡng ép tận diệt thể nội sát ý. Hắn cái này một chữ không sao, chấn Triệu Bân cùng mưa bụi đều không thế nào đứng vững, đỉnh phong tiên vương khí chẳng quá mạnh, hai người rõ ràng nhìn không được, đặc biệt là mưa bụi, tại tiếp nhận uy áp ngoài. Còn gặp huyết thống áp chế, sư tôn của nàng thế nhưng là thái sơ hoang ma thể. Triệu Bân rất tự giác, thối lui ra khỏi phiến thiên địa này. Mưa bụi huyết mạch không đáng chú ý, hắn nhóm này trang vĩnh hằng thể, cũng giống vậy rất cảm thấy kiềm chế. Liền hắn đều rút lui, mưa bụi từ không dám ở lâu. Tối nay, ánh trăng không tồi. Đạo tiên tĩnh tâm chữa thương, Triệu công tử cũng không nhàn rỗi. Hắn như cái nhàn tản du khách. Mang theo bầu rượu tại sơn phong tản bộ. Không khó nhìn thấy, phàm chỗ hắn đi qua, tổng hội ít một chút đồ vật, thí dụ như kỳ hoa dị thảo, thí dụ như trên cây linh quả, hiếm thấy tới một chuyến, dù sao cũng phải làm một chút hàng. Mưa bụi cũng tại, toàn bộ làm như không có nhìn thấy. Lần sau đi Đại La Tiên Tông, ta cũng làm như vậy. Đạo gia thần nữ, có vẻ như thật bị người nào đó mang đi trạch. Ai? Đi tới một tòa vách đá. Triệu Bân vô ý thức định thân. Trên vách đá khắc lấy một cái chữ đạo, rất có đại khí uẩn. Chính là cỗ này khí uẩn, để cho hắn tâm thần mông lung rong chơi. Chữ này, chính là ta đạo gia thủy tổ chứng đạo phía trước viết. Mưa bụi cười cười. Khó trách, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Nói đi, thì thấy hắn hai con ngươi nhiều một vòng trống rỗng. Đạo bên trong có ý cảnh, hắn tâm thần đã bị cuốn vào trong đó. Mưa bụi không chút nào ngoài ý muốn, nàng lần thứ nhất gặp cái này đạo chữ lúc, cũng như lúc này Triệu Bân, tâm thần mơ mơ hồ hồ liền vào ý cảnh, đủ 7, 8 ngày mới tỉnh lại. Trong ý cảnh có tạo hóa, ít nhất nàng là cho là như vậy. Như nàng năm đó tìm hiểu đạo chữ, liền phải cơ duyên không nhỏ. Triệu Bân ý thức lay động, tại trong ý cảnh nhẹ nhàng rời đi. Hắn thấy chính là một bộ vạn vật chi cảnh, sơn nhạc mọc lên như rừng, dài xuyên ngang dọc. Hoa cỏ tất cả xuân ý giạt rào, đều có cổ lão đạo ý quanh quẩn, diễn thành ảo diệu thiên âm đang vang vọng. Vạn vật chi đạo sao? Triệu Bân trong lòng một lời, vô ý thức ngửa con mắt nhìn. Đỉnh đầu hắn là một mảnh tinh không, mênh mông cũng thâm thúy. Tinh huy mê ly, đó là đạo hào quang. Nơi này có nhật nguyệt luân chuyển, cũng có bốn mùa thay đổi. Vạn vật đang diễn biến, như một đóa nở rộ hoa, tại trong tàn lụi khô bại, tại trong khô bại khôi phục. Hắn lập thân trong đó, là duy nhất quần chúng. Hắn chứng kiến vạn vật phồn vinh cùng suy vong, cũng trông thấy đạo diễn sinh cùng thuế biến. Vạn vật, đều có thể vì đạo. Bọn chúng vòng đi vòng lại, tức là đạo lần lượt niết bàn. Triệu Bân xa vào, như một hạt bụi, rơi vào vạn vật, không cách nào nhảy thoát. Ngoại giới, yên tĩnh an lành. Trong hư vô, nhiều một vài bức hình ảnh tan nát. Đó là dị tượng, đang diễn hóa bên trong xen lẫn. Thành một bức minh mông đại thế giới, có sông núi có cỏ mộc, có nhật nguyệt có tinh thần, mộc lấy rực rỡ quang huy, khuấy động vĩnh hằng đạo uẩn. Vĩnh hằng thể. Không biết bao nhiêu người bị giật mình tỉnh giấc, leo núi nhìn ra xa.